Người chồng mất tích được nửa tháng không có tin tức gì, Du Giang liền đến đồn công an báo cáo. Nhưng khi cảnh sát yêu cầu cô xuất trình giấy kết hôn, thì cô lại không có, vì vậy cô chỉ có thể rời đi. Đến bây giờ Du Giang mới nhận ra, ngoài cái tên, số điện thoại và nghề nghiệp, cô không biết gì về người đàn ông đã đính hôn với mình nửa năm qua. Thậm chí cô chưa từng gặp qua bất kỳ họ hàng nào của người chồng. Mẹ cô tưởng con gái trở về Seoul chỉ là đi công tác và thăm người thân. Ai ngờ khi bà vừa mở vung nồi canh ra thì con gái bỗng cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Tuy nhiên cha cô lại khiển trách Du Giang rằng mọi người sắp ăn cơm và không thèm quan tâm đến cô nữa. Sau đó cha cô quay sang dặn dò mẹ phải chăm sóc chị gái kỹ vào vì hiện tại chị gái đang nghi ngờ là có bầu. Cha Du Giang từ nhỏ đã thiên vị chị gái hơn cô và luôn coi thường cô con gái nhỏ không có triển vọng. Du Giang không dám nói với gia đình về việc đã đính hôn. Lần này cô từ đảo Jeju trở về với dự định là đưa chồng đến chào hỏi cha mẹ mình một cách chính thức. Buổi tối cô ngồi trong phòng bếp và nhấn số gọi điện thoại cho chồng rất nhiều lần. Nhưng tình yêu đầu đời, người đã thể sẽ yêu cô suốt đời hiện tại đã biến mất không thấy dấu vết. Sáng hôm sau, cảm giác buồn nôn trở lại với Du Giang một lần nữa. Cô không cảm thấy có hứng thú với bất kỳ đồ ăn nào nên vội vã quay về phòng. Khi cô lật tờ lịch ra mới nhớ mình đã trễ so với thời gian bà dì đến thăm. Nghi ngờ nên Du Giang liền đến phòng của chị gái lén lấy một que thử thai. Không ngờ lại dính chưởng, nhìn hai vạch đỏ trên que thử, cô gần như sụp đổ. Du Giang vội vã lau đi nước mắt, sợ bị chị gái chuẩn bị mang thai phát hiện. Trong hoàn cảnh rối bời, Du Giang lôi ra một tờ danh thiếp. Đó là một chàng trai mà cô đã gặp ở sân bay. Anh ta vô tình đụng phải Du Giang và làm hư đồ của cô. Sau đó hai người bay cùng chuyến bay với nhau. Khi xuống xe, chàng trai lại ép cô diễn một vở kịch là người yêu để khiến cô gái theo đuổi anh từ bỏ. Chàng trai đó tên là Kang Su, là cháu trai một tài phiệt nhưng không chịu tiếp quản công việc mà ông nội giao cho nên bị ông nội làm khó dễ và đang nợ ngập đầu. Kang Su hứa sẽ trả ơn Du Giang và dặn cô khi nào cần thì gọi cho mình. Sau khi liên lạc xong, Kang Su lái chiếc xe cũ gần như sắp đưa ra bãi phế liệu đến gặp Du Giang. Hai người vừa đi được một đoạn thì chiếc xe đã hỏng. Du Giang không có bằng lái nên Kang Su bắt cô xuống đẩy xe. Khi đẩy xe, cô chợt nhớ đến đứa bé trong bụng. Vì vậy cô đến ngồi vào ghế lái và Kang Su đi đẩy xe. Kết quả có thể đoán được, Du Giang nhấn nhầm chân ga và đâm thẳng vào cột đèn phía trước. Cô hoảng sợ toát hết mồ hôi, vừa giữ bụng, vừa kêu Kang Su gọi cấp cứu. Cho đến khi ngồi ngoài phòng sản thấy các bà bầu ngồi chờ khám thai, Kang Su mới có thể nhận ra mình đang ở đâu. Anh chỉ có thể che mặt bằng tay vì sợ gặp phải người quen. Nhưng y tá vẫn gọi người nhà của Du Giang lặp đi lặp lại, buộc anh phải đi vào với vẻ mặt cứng ngắc. Bác sĩ nhắc nhở hai người trong giai đoạn đầu thai kỳ nhất định phải chú ý nghỉ ngơi. Sau khi chia tay, Du Giang vẫn không muốn về nhà, một mình đi dạo trên đường phố. Người chồng mất tích của Du Giang, Chi Sơn đã nhìn thấy cô. Tuy nhiên bên cạnh anh ta là cô vợ đã kết hôn 8 năm. Vô tình Du Giang nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô ở trên xe taxi và nhìn thấy người chồng mất tích nửa tháng trước. Cô vô cùng hồi hộp không biết phải làm sao, liền giục tài xế lái xe lùa theo xe của Chi Sơn vừa hét gọi tên anh. Vợ Chi Sơn thắc mắc không biết chiếc taxi phía sau có vấn đề gì, nhưng Chi Sơn lại chỉ nhắc vợ hãy chú ý lái xe. Khi khoảng cách hai chiếc xe càng ngày càng xa, Du Giang nhanh chóng lấy điện thoại ra và ghi lại biển số xe. Đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu có cảm giác không hay. Tại sao lại có một người phụ nữ ở bên cạnh chồng cô? Du Giang tự trấn an mình khi nhìn vào ảnh siêu âm rằng chồng mình sẽ không nói dối cô. Ban đầu, việc đính hôn tại Jeju của Du Giang và Chi Sơn rất đơn giản, thậm chí còn không kịp thông báo cho hai bên gia đình. Chỉ có hai người tham dự buổi lễ tại nhà thờ. Chắc hẳn trong khoảng thời gian hai người xa nhau đã có vấn đề gì xảy ra. Kang Su cảm thấy Du Giang đáng thương nên lấy danh nghĩa trả lại túi cô bỏ quên ngày hôm qua mà hẹn cô ra ngoài và mời cô ăn một bữa ngon. Trong khi ăn, Du Giang nhớ lại kỷ niệm cô và chồng đã đi ăn cùng nhau sau khi đính hôn. Tâm trạng của cô trở nên u ám, chưa kịp nếm một ngụm canh đã chạy ra ngoài nôn mửa. Kang Su do dự một lúc rồi cũng vươn tay giúp đỡ. Khi đợi xe buýt, anh không thể kìm lòng, nhắc nhở Du Giang chấp nhận sự thật có thể cô đã bị lừa dối. Chồng cô sẽ không bao giờ biến mất, trừ khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Thực ra không phải Du Giang không biết điều đó, nhưng cô vẫn muốn tin tưởng chồng mình cho đến khi biết được sự thật. Kang Su thấy vậy thì tức giận mà quát cô, nước mắt ấm ức của Du Giang liền không ngừng chảy ra. Kang Su thấy vậy thì hối hận vì mình đã nói quá nhiều. Trong khi đó, mẹ Du Giang đang dọn dẹp phòng của cô, vô tình bà nhìn thấy cuốn sổ khám thai và mở ra. Kang Su không đành lòng để Du Giang đi về một mình nên đã đi theo cô trên xe buýt và an ủi cô hãy khóc cho đến khi cảm thấy thoải mái trong lòng. Đúng lúc này mẹ Du Giang gọi điện đến và yêu cầu cô hãy về nhà ngay lập tức. Bà không dám nói chuyện ở trong nhà mà kéo Du Giang đến một nơi gần nhà và đưa chiếc sổ ra hỏi cô chuyện này là như thế nào. Cô con gái út ngoan hiền của bà chưa từng yêu đương tại sao lại có thai được. Mẹ bắt Du Giang liên lạc với cha của đứa bé ngay lập tức. Bất lực, cô chỉ có thể gọi cho Kang Su. Điện thoại vừa có người bắt máy, mẹ vội vàng cướp điện thoại và nói chuyện với Kang Su. Sau khi cha hỏi đơn giản về tuổi và nghề nghiệp, bà bắt anh phải đến dự sinh nhật bố của Du Giang sắp tới. Đó là sinh nhật tuổi 60 của bố của Du Giang. Bà cũng yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm. Không đợi Kang Su kịp phản hồi, mẹ Du Giang kiền tắt máy. Kang Su vô cùng bối rối không biết Du Giang lại giở trò gì. Nghe con gái nói đã mang thai được 4 tháng, mẹ Du Giang vừa lo vừa giận. Nếu bố của cô biết chuyện sẽ ra sao thì không dám tưởng tượng. Đúng lúc này bố cô đứng ngoài cửa và gõ cửa mạnh mẽ. Ông liền hỏi hai mẹ con vì sao phải khóa cửa, có phải đang âm mưu chuyện gì phía sau mình. Mẹ Du Giang vội nói rằng cô đang có ý định kết hôn và sinh nhật ông bạn trai của Du Giang sẽ đến nhà.
Du Giang từ nhỏ đã sợ hãi cha mình nên cô không dám nói nhiều. Hôm sau, chị gái nhờ Du Giang đưa một số tài liệu mà anh rể để quên ở nhà. Du Giang ngồi trên ghế sofa đợi anh rể, một người phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp thu hút ánh nhìn của cô. Người phụ nữ làm rơi khăn, Du Giang vội vàng nhặt lên và đưa cho cô. Sau khi đưa tài liệu cho anh rể, Du Giang liền rời đi. Vô tình Chi Sơn cũng cùng vợ đi ra ngoài, anh nhìn thấy bóng dáng cô liền bất chợt giẫm phanh xe khiến người vợ bất ngờ. Cao Su vì giúp Du Giang tìm hiểu về người đàn ông của cô mà đến trường đại học để hỏi thăm nhưng vẫn không tìm hiểu được tin tức gì. Sau đó anh đến công viên để gặp Du Giang và được cô thông báo anh sẽ phải đóng giả làm bạn trai của cô. Cao Su vô cùng bất ngờ về điều này và nhất quyết phản đối. Du Giang liền cầu xin anh giúp mình cho đến khi cô tìm được chồng, nếu không cô sẽ khó qua khỏi cửa ải của mẹ mình. Khi hai người đang tranh cãi, một quả bóng vô tình bay về phía Du Giang. Cao Su nhanh chóng ôm cô vào lòng bảo vệ cô tránh khỏi quả bóng kia. Du Giang vẫn bám lấy Cao Su nài nỉ anh giúp mình, nhưng Cao Su nhất quyết không muốn là một thằng đàn ông bỉ ổi. Lúc này ở nhà bệnh viện đã gọi điện đến nhà và bố Du Giang nghe điện thoại, biết được cô con gái nhỏ của mình đang mang thai, ông liền gọi vợ ra ngoài mắng mỏ. Vừa hay Du Giang được Cao Su đưa về đến nhà, khi cô muốn tháo dây an toàn để xuống xe thì nó bị kẹt không thể mở ra được. Cao U liền muốn giúp đỡ, vô tình cảnh này lại để bố Du Giang nhìn thấy liền hiểu nhầm anh là thằng đàn ông làm con gái mình có bầu nên xông đến tặng Cao U một nụ hôn vào mắt. Du Giang cố gắng ngăn chặn và nói rằng Cao U không phải người đó. Cao Su thở phào nhẹ nhõm khi thoát được kiếp nạn, tuy nhiên khi thấy Du Giang sắp bị bố mình xử lý thì anh lại đành phải phối hợp với cô diễn kịch. Sau đó là một màn chào hỏi với gia đình Du Giang, người cô rất nhiệt tình chào đón Cao Su và hết lời khen ngợi cháu gái có mắt nhìn. Người mẹ cũng rất hài lòng về chàng rể đẹp trai này. Người cha kiềm chế cơn tức giận và muốn nói chuyện riêng với chàng rể này nên đuổi Du Giang ra khỏi phòng. Một loạt lời trách mắng của ông dành cho Cao Su. Dù là ai bắt đầu trước nhưng khiến cho con gái mang thai trước khi kết hôn là kẻ bất lương. Cao Su lấy lý do muốn đi vệ sinh rồi muốn chạy trốn bằng cửa sổ nhà vệ sinh. Tuy nhiên cô nói rằng cửa nhà vệ sinh đã hỏng nên không khóa được. Sau nhiều suy nghĩ, cuối cùng Cao Su chỉ có thể gọi điện cho bạn nhờ cứu viện. Sau khi vào gặp lại cha Cao Su lần nữa, điện thoại anh liền đổ chuông. Cao Su liền giả vờ có người bị ốm nên cần phải rời đi ngay. Anh vội vàng bỏ chạy mà rơi cả giày ra ngoài. Du Giang chạy theo sau đưa thuốc cho anh, xin lỗi cũng như cảm ơn anh đã giúp mình. Cao Su lại yêu cầu cô từ giờ không được làm phiền mình nữa và cũng không mong muốn gặp lại cô. Anh mong cô có thể nhanh chóng tìm được người chồng kia và sống hạnh phúc với anh ấy. Dù đã mắng chửi Cao Su nhưng bố Du Giang dường như rất hài lòng với chàng rể này, thậm chí còn bảo con gái tìm thời gian để gọi Cao Su đến nhà. Ngày hôm sau, Cao Su được ông nội sắp xếp đến làm việc tại công ty của gia đình. Khi cấp trên nhìn thấy giám đốc, liền cúi xuống chào hỏi và giới thiệu người mới của công ty. Nghe tên giám đốc, Cao Su bỗng chốc trở nên ngơ ngác. Người đàn ông mà Du Giang tìm kiếm cũng có tên là Chi Sơn. Cao Su liền muốn hỏi vài điều nhưng vợ của Chi Sơn đã đi đến. Sau khi chào hỏi, hai người liền muốn rời đi. Tuy nhiên Cao Su thấy Chi Sơn cùng tuổi và cùng ngành nghề giống với chồng của Du Giang, vì thế anh không kiềm được mà hỏi Chi Sơn liệu có quen biết cô gái tên Du Giang không. Tuy nhiên Chi Sơn liền lập tức phủ nhận, anh nói rằng mình không quen ai có tên như vậy. Khi vợ Chi Sơn đến văn phòng của chồng, vô tình điện thoại bất ngờ reo, cô ấy không suy nghĩ nhiều mà nhấc máy. Nhưng bên kia lại là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ. Đầu dây bên kia là Du Giang gọi đến, cô hỏi đối phương là ai, bởi vì cô thấy cuộc gọi nhỡ nên mới gọi lại. Đúng lúc này Chi Sơn đi vào và giật lấy điện thoại, anh trách vợ đã đụng đến điện thoại của anh dù biết rõ ràng là anh ghét điều đó nhất. Người vợ khiêm tốn xin lỗi, mặc dù chồng cô cố gắng giải thích rằng đó chỉ là một cuộc gọi nhầm của anh. Tuy nhiên, trực giác thứ 6 của người phụ nữ nói với cô rằng mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Du Giang vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm người chồng mất tích của mình. Từ sau khi đính hôn và anh trở về Seoul thì hai người đã mất liên lạc với nhau. Nhưng vì đứa bé trong bụng, cô vẫn phải cố gắng nuốt nước mắt và ăn những thứ giàu dinh dưỡng. Bề ngoài yếu đuối và tuyệt vọng của cô, tất cả đều bị Cao Su nhìn thấy. Anh chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào ngốc đến vậy, dễ dàng tin vào lời ngọt ngào của một người đàn ông mà không có đăng ký kết hôn. Anh thực sự muốn khuyên cô từ bỏ. Sau khi tìm hiểu thêm về Chi Sơn, anh càng chắc chắn rằng giám đốc chi nhánh chính là người Du Giang đang tìm kiếm. Anh ta đã làm việc ở khách sạn tại đảo Jeju trong 2 năm, cũng nhờ mối quan hệ của vợ mới có được vị trí ngày hôm nay. Sau đó, Cao Su vì để giấu danh tính cháu chủ tịch của mình mà đến làm việc phụ bếp trong khách sạn gia đình. Anh nhìn thấy Chi Sơn vui vẻ đi tham gia phỏng vấn với truyền thông thì vô cùng tức giận. Khi tan làm, hai người vô tình gặp nhau trong thang máy. Cao Su không thể kiềm chế được và đã hỏi Chi Sơn một lần nữa về chuyện quen biết với Du Giang. Chi Sơn vẫn nhất quyết nói rằng mình không quen biết cô ấy. Cao Su không quan tâm đến lời phủ nhận đó và yêu cầu Chi Sơn hãy gọi cho Du Giang và nói hết mọi chuyện. Đừng để cho người phụ nữ ngốc nghếch đó phải tìm kiếm anh một cách đau khổ. Tuy là người đứng ngoài, nhưng anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Về nhà, Chi Sơn nhớ lại trước đó anh đã thấy Du Giang ở cổng công ty. Rõ ràng, nếu không nói rõ, cô sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm anh. Vì vậy Chi Sơn đã gọi điện cho Du Giang. Hai người đã cắt đứt mọi liên lạc trong 1 tháng. Cuối cùng Du Giang đang mang thai cũng nhận được cuộc gọi của người chồng chưa đăng ký. Cô rất phấn khích, lo sợ rằng chồng mình đã xảy ra tai nạn gì. Nhưng Chi Sơn lại để cô trực tiếp đối diện với sự thật. Anh nói rằng việc tổ chức lễ đính hôn chỉ là để lừa tình cảm và chơi đùa với cô, nhưng hiện tại anh ta đã chán ngấy chuyện này và muốn chấm dứt với Du Giang. Anh yêu cầu cô từ giờ đừng gọi điện cho mình cũng đừng tìm mình nữa. Du Giang không tin vào điều đó, cho rằng Chi Sơn đã gặp chuyện gì đó nên muốn gặp anh để nói chuyện.
Tuy nhiên, Chi Sơn không quan tâm đến yêu cầu của cô mà trực tiếp cúp máy, thậm chí còn tháo pin điện thoại để hoàn toàn chấm dứt vấn đề này. Du Giang gọi điện lại nhưng không thể liên lạc được thì ngồi xuống đất khóc lớn, nhưng cô không muốn gia đình biết chuyện này. Khi thấy cô đến gần, cô vội vã lau đi nước mắt, giả vờ như không có gì xảy ra. Sau đó, cô liền mang hộp cơm đến cho cha. Không ngờ cô nhìn thấy trên báo đăng tin về Chi Sơn, anh lại là giám đốc chi nhánh của anh rể nhà cô. Du Giang như điên chạy ra ngoài, ngồi trong taxi cô nắm chặt tờ báo trong tay hồi tưởng lại những lời đau lòng mà Chi Sơn nói. Những giọt nước mắt lại rơi không ngừng, cô đến đại sảnh của công ty và hỏi tiếp tân về Chi Sơn cũng yêu cầu được gặp anh. Vừa hay lúc này vợ và con gái Chi Sơn đi đến công ty, nghe nói có người muốn gặp chồng mình, cô liền dừng lại và hỏi cô muốn gặp giám đốc có chuyện gì. Đúng vào lúc này, người đàn ông mà Du Giang tìm kiếm suốt lâu này xuất hiện ở đại sảnh. Sau giây lát hoảng sợ, Chi Sơn đã ngay lập tức nhận ra tình hình và giả vờ Du Giang là khách hàng đã hẹn trước. Sau đó anh nhanh chóng tìm lý do để đuổi vợ con ra ngoài. Chi Sơn không hề cảm thấy tội lỗi, thú nhận với Du Giang rằng mình đã có vợ và con gái, yêu cầu cô hãy quên mình đi. Anh ta cũng chắc chắn rằng cô gái ngây thơ và tốt bụng như Du Giang sẽ không dám phá hủy gia đình của anh. Đúng vào lúc này, cô con gái của Chi Sơn mở cửa phòng làm việc của bố. Cô bé nhìn thấy Du Giang đang khóc nức nở. Du Giang đang muốn nói về việc mình đã mang thai được 4 tháng, nhưng khi cô nhìn lên thì lập tức giật mình. Chi Sơn cũng nhanh chóng nhận ra con gái mình đang ở đây, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết vợ mình không có đi cùng. Du Giang nhìn cô bé, rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Cô rơi nước mắt rời khỏi văn phòng, đúng lúc này Du Giang đi lướt qua vợ Chi Sơn khi cô đang tìm kiếm đứa trẻ. Đồng thời, cô bé liên tục hỏi cha về lý do tại sao người phụ nữ kia đang khóc, hai người có cãi nhau không. Chi Sơn liền trả lời qua loa và muốn con giữ bí mật, không được tiết lộ cho người ngoài về chuyện hôm nay. Cô bé có vẻ hiểu và đồng ý với cha mình. Vợ Chi Sơn vì lo lắng tìm con gái muốn rơi nước mắt, vì thế cô bé nói một cách ngẫu hứng mẹ cứ khóc đi con sẽ giữ bí mật cho. Chi Sơn nhanh chóng đổi chủ đề để tránh cho vợ nghi ngờ. Trời đã tối mà Du Giang vẫn chưa về, mẹ cô buộc phải liên lạc với chàng rể giải cang su. Nhưng bố Du Giang lại giật lấy điện thoại ra lệnh anh phải đến sớm vào hôm sau để đưa con gái đến đảo Jeju đi làm. Cang Su cảm thấy thật bất công, thậm chí còn trải qua cảm giác sợ hãi khi nghe tin này. Tuy nhiên anh không dám từ chối mà vội vàng đồng ý. Ngày hôm sau, Cang Su ngoan ngoãn đến đón Du Giang. Cả nhà đều nghĩ rằng Du Giang sẽ quay về Jeju để làm việc, sau đó sẽ kết hôn. Chỉ có Cang Su mới biết được sự đau khổ trong lòng Du Giang. Vì đã mang thai 4 tháng nên cô không thể thực hiện một ca tiểu phẫu đơn giản nữa. Vì vậy cô quyết định không đi đến đảo Jeju nữa mà đi gặp Chi Sơn và nói với anh ta về việc mình mang thai. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê, nhưng Chi Sơn đã ngăn cản cô nói mà tranh nói trước. Anh nói cô hãy cứ coi như gặp phải chuyện đen đủi và hãy đi tiếp con đường của mình. Chi Sơn tự nhận mình là tên ích kỷ nên khuyên Du Giang hãy từ bỏ. Ngay cả khi cô có thai đi nữa anh ta cũng thay đổi được ý định của anh ta. Chi Sơn nói xong liền đứng lên rời đi. Du Giang liền đuổi theo ngăn cản anh ta lại muốn nói chuyện mình có thai. Tuy nhiên Chi Sơn không thèm quan tâm đến mà đẩy ngã cô xuống đường và rời đi. Hành động này của Chi Sơn đã bị Cang Su ở ngoài xe nhìn thấy tất cả. Anh liền chặn xe của Chi Sơn lại và yêu cầu anh ta xin lỗi Du Giang. Chi Sơn tức giận xuống xe và sử dụng bạo lực với Cang Su và hỏi anh là gì mà can thiệp vào chuyện này. Cang Su không ngần ngại mà nói rằng mình là người đã đính hôn với Du Giang. Nghe vậy Chi Sơn cười khẩy, anh ta coi thường Du Giang đã có hôn phu còn đi gặp anh ta và khóc lóc. Sau đó Chi Sơn nhổ nước bọt, tỏ ra khinh bỉ rồi lên xe rời đi. Du Giang thắc mắc tại sao Cang Su lại nói như vậy. Cang Su liền nói rằng có lẽ anh làm hôn phu của cô lâu quá nên giờ anh cũng đồng cảm với nỗi đau của cô, quá tức giận nên anh mới nói như vậy. Sau đó Du Giang đi khám thai, bác sĩ nói với cô đứa bé vô cùng khỏe mạnh và khuyên cô nên suy nghĩ kỹ lưỡng nếu có ý định bỏ đứa bé. Vì phẫu thuật này có một số rủi ro và cần phải có người bảo hộ ký tên. Trong khi Du Giang đang đau khổ vì quyết định nên bỏ hay giữ đứa bé của mình thì Chi Sơn đang ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn tại khách sạn. Vợ Chi Sơn nhận ra chồng mình đang giấu giếm điều gì đó, nhưng hình ảnh người chồng yêu thương và chăm sóc gia đình đã quá nổi tiếng. 8 năm kết hôn, mỗi dịp lễ anh ta đều có quà chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc này tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Chi Sơn liền tắt máy khiến cho người vợ càng nghi ngờ. Du Giang muốn tìm Chi Sơn để anh làm người giám hộ cho cô, nhưng anh ta lại cảm thấy cô đang gây rối vì vậy không chờ cô giải thích mà đã cúp máy. Du Giang vô cùng tức giận và lo lắng. Cô đột ngột nhớ ra Chi Sơn hẹn gặp vợ mình ở khách sạn gần đây. Cô liền lao đến khách sạn và ép nhân viên ở tiền sảnh gọi điện cho anh ta. Trước mặt vợ Chi Sơn nói dối rằng nhân viên khách sạn gọi để hỏi thăm xem có phải là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người hay không. Du Giang tốt bụng, không muốn gây tổn thương cho người vợ vô tội của Chi Sơn nên không nói chuyện về việc mang thai qua điện thoại. Chỉ yêu cầu hẹn gặp vào buổi chiều ngày mai ở công viên, rồi sau đó hai người sẽ chia tay hoàn toàn. Nhưng không ngờ, chủ tịch lại đến và làm rối bời kế hoạch của họ. Chi Sơn luôn phải ở bên cạnh và phục vụ chủ tịch không dám có bất kỳ sơ hở nào. Du Giang vẫn ngồi đợi trong công viên, sự kiên nhẫn của cô dần biến mất. Cô gọi điện liên tục cho Chi Sơn nhưng không ai bắt máy. Vừa tan làm Cang Su liền nhận được cuộc gọi hối hôn từ bố của Du Giang. Cang Su không thể thắng được sự hùng hổ của bố Du Giang nên chỉ đành đồng ý. Vừa cúp máy anh chỉ có thể kiềm chế sự giận dữ và liên lạc với Du Giang. Anh muốn bố cô đừng làm phiền mình nữa, nhưng kết quả lại nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Du Giang. Cô muốn nhờ Cang Su ký giấy giúp cho mình, nhưng Cang Su không muốn làm kẻ hại người. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ thất thần của Du Giang, anh lại mềm lòng.
Dù rất căng thẳng nhưng Seo Gu vẫn đồng ý ký tên phẫu thuật cho Du Giang. Du Giang biết mình đã nợ đối phương một ân tình lớn, cô không muốn làm phiền anh trong quá trình phẫu thuật nên đã đuổi anh đi. Tuy nhiên đôi bàn tay run rẩy đã phản bội cô. Dù cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng cô vẫn phải đi lên bàn phẫu thuật. Trong lúc chờ thuốc mê có tác dụng, nước mắt Du Giang không ngừng chảy ra. Lúc này, Chi Sơn gọi điện đến nhưng người nghe lại là Kang Su khiến anh ta có một chút tức giận. Kang Su không bận tâm đến điều đó mà nói cho anh ta biết rằng Du Giang hiện đang ở bệnh viện và muốn anh ta hãy đến đây ngay lập tức. Không ngờ Du Giang lại đi ra khỏi phòng tiểu phẫu một cách run rẩy và ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là sờ bụng. Dù lý trí nói với cô rằng cô không nên giữ đứa bé này, nhưng ngay trên bàn phẫu thuật, động đậy của thai nhi lại rất mạnh mẽ, như là đang cầu cứu khiến cô không thể tiếp tục. Kang Su khuyên cô suy nghĩ kỹ lưỡng, vì ở xã hội bảo thủ như Hàn Quốc, một người mẹ độc thân không khác gì một tên tội phạm. Tuy nhiên Du Giang đã quyết định dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, cô cũng sẽ cố gắng hết mình. Vì Du Giang không ra làm việc tại đảo Jeju nên khách sạn ở đó đã gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. Bố Du Giang biết tin con gái không ra đảo Jeju liền gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình, nhưng vì quá hoảng sợ nên Du Giang đã cúp máy không dám nói gì. Người bố tức giận liền đến khách sạn tìm gặp Kang Su và bắt anh khai ra nơi ở của Du Giang. Cảnh này vừa hay bị Chi Sơn nhìn thấy, khi sâu chuỗi các vấn đề anh ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bên phía Du Giang và Kang Su mọi chuyện đã bị bại lộ. Gia đình cô biết Kang Su không phải là bố của đứa bé trong bụng Du Giang nên tra khảo cô nói ra bố đứa bé là ai. Du Giang chỉ khóc lóc và nói rằng bố đứa bé đã qua đời khiến bố cô vô cùng tức giận, quyết định hoặc cô khai ra bố đứa bé là ai hoặc cô đến bệnh viện với ông. Nếu không ông sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Du Giang. Mẹ Du Giang khuyên chồng mình hãy để cô có thời gian suy nghĩ, sau đó đưa cô về nhà. Trong phòng hai mẹ con nói chuyện riêng với nhau, mẹ Du Giang muốn cô nói ra bố đứa bé là ai, nếu không bà cũng đồng ý với cách giải quyết của chồng mình, đó là đưa cô đến bệnh viện. Du Giang thú nhận cô đã đến bệnh viện và muốn từ bỏ nó, tuy nhiên cô không thể làm được điều đó. Cô cũng tin mẹ cô hiểu được cảm giác của mình và cầu mong bà đứng về phía mình. Người mẹ đau lòng cho đứa con gái dại dột của mình, tuy nhiên bà biết rằng nếu như sinh đứa bé ra cô sẽ phá hỏng cuộc đời mình và đứa bé cũng sẽ chịu khổ. Vì vậy bà nhất quyết đưa cô đến bệnh viện để giải quyết. Không ngờ khi hai người đến khoa sản lại vô tình gặp mẹ và vợ Chi Sơn cũng đang đến đây khám sức khỏe sinh sản. Vì không muốn đi gặp bác sĩ nên Du Giang đã lấy cớ rồi chạy trốn khỏi mẹ mình. Tuy nhiên vì sợ hãi bị mẹ bắt được nên Du Giang đã đụng phải ô tô do vợ Chi Sơn lái và ngất ra đất. Vợ Chi Sơn sợ hãi không biết phải làm gì liền gọi chồng mình đến bệnh viện. Chi Sơn ngay lập tức đến phòng cấp cứu và nhanh chóng nhận ra người phụ nữ ngây thơ mà anh ta đã lừa gạt đang nằm ở đây. Du Giang mới tỉnh dậy ngơ ngác như trong giấc mơ, cho đến khi cô nhìn thấy vợ Chi Sơn. Vợ Chi Sơn nhớ rõ đã gặp Du Giang lần trước tại công ty. May mắn cô chỉ là trầy xước nhẹ nên không có vấn đề gì lớn. Du Giang không thể chịu được vẻ mặt giả dối của Chi Sơn nên dự định rời viện một cách im lặng. Tuy nhiên cô lại bị anh ta ngăn lại và hỏi thăm, cuối cùng anh ta chỉ mong cô chăm sóc sức khỏe của mình. Du Giang không biết nên nói gì với anh ta nên im lặng rời đi. Đúng lúc này vợ Chi Sơn chạy ra thông báo Du Giang đã rời đi mà không nói gì cũng không yêu cầu bồi thường. Gương mặt lo lắng của Chi Sơn hiện ra khi anh ta vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bác sĩ y tá. Hai vợ chồng Chi Sơn vô tình biết được việc Du Giang mang thai. Chi Sơn nghi ngờ không biết đứa bé có liên quan đến anh không. Kang Su biết tin Du Giang bị tai nạn thông qua vợ của Chi Sơn, anh lo lắng cho cô vội gọi điện hỏi thăm. Hai người hẹn nhau cùng đi ăn trưa, sau lần này Du Giang quyết định sẽ giải quyết bên phía gia đình và sinh đứa bé ra một mình nuôi dưỡng đứa bé. Khi quay lại công ty, Kang Su và Chi Sơn đi chung một thang máy. Chi Sơn hỏi anh có phải Du Giang đang mang thai con của Kang Su hay không, nhưng Kang Su lại không nói cho Chi Sơn biết mà thừa nhận đứa bé là con mình. Tuy nhiên Chi Sơn vẫn còn nghi ngờ về điều đó, muốn biết rõ liệu đứa bé mà Du Giang mang bầu có phải là con mình không. Thì ra vợ anh ta không thể mang thai nên họ đã nhận nuôi một cô con gái từ trại trẻ mồ côi. Hiện tại sau 8 năm kết hôn hai người vẫn chưa có đứa con ruột. Chi Sơn liền gọi điện cho người bạn ở đảo Jeju muốn hỏi địa chỉ nhà của Du Giang. Bất ngờ, vợ anh mở cửa bước vào, Chi Sơn liền vội vàng cúp điện thoại nhưng người vợ vẫn kịp thời nhìn thấy tờ giấy anh ghi địa chỉ. Dấu hiệu lo lắng của người chồng đều bị người vợ nhìn thấy toàn bộ, cô giả vờ không quan tâm và rời đi. Người cha muốn ép Du Giang bỏ đứa bé nên nhất quyết không muốn cho cô vào nhà. Nếu cô sinh con ra thì ông không còn mặt mũi để sống tiếp. Tuy nhiên Du Giang đã quyết tâm giữ lại đứa bé nên lần đầu tiên cô chống lại ý kiến của cha mình. Cô đã phải đối mặt với người bố mạnh mẽ và nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, vì vậy luôn sống trong lo lắng và bất an. Vì vậy, đối với cô vai trò của người bố không quan trọng. Cô sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt, dành hết tình yêu cho đứa bé trong bụng. Nghe xong, người cha nổi điên kéo cô ra khỏi nhà. Trái tim của người mẹ như sắp vỡ ra, cuối cùng bà cũng hiểu vì sao con gái luôn đi xa nhà suốt nhiều năm qua. Nhưng bà không dám làm ngược lại lệnh của chồng. Du Giang ngồi bên ngoài lặng lẽ rơi nước mắt, đứa bé trong bụng là niềm hy vọng duy nhất của cô. Vì vậy dù khó khăn và mệt mỏi cỡ nào cô cũng không sợ. Du Giang liền cầm vali nói lời tạm biệt rồi rời đi. Chi Sơn đã tìm đến theo địa chỉ, hai người đã gặp nhau tại giao lộ. Anh yêu cầu cô lên xe, hai người cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Chi Sơn liền hỏi Du Giang về cái thai trong bụng là của ai. Du Giang quyết định giữ lại đứa bé, vì vậy cô nói dối rằng đứa bé là của người khác. Chi Sơn vẫn nghi ngờ về điều đó, với hiểu biết của anh về Du Giang thì cô không thể nào tìm người mới nhanh như vậy. Nhưng Du Giang vẫn quả quyết nếu Chi Sơn không tin thì hãy đi tìm cha của đứa bé để xác định. Khi về nhà, Chi Sơn thay quần áo và đi tắm.
nhưng vợ anh lại nhanh chóng lục soát túi áo của chồng và ghi chép lại địa chỉ trên nó. Du Giang lại đến phòng Song Hơi để qua đêm, định ngày mai trở lại đảo Jeju làm việc. Kang Su gọi điện hỏi cô đang ở đâu và có vấn đề gì không. Du Giang không muốn làm phiền người đàn ông tốt bụng này nên nói dối rằng mọi thứ đều ổn để anh yên tâm. Ở nhà bố Du Giang lại không thể ngủ được, ông suy nghĩ mãi về những lời của cô con gái nhỏ, không biết cảm giác đó là gì. Trong khi đó, vợ ông lại trốn vào bếp, rơi lệ vì cuộc sống tương lai của cô con gái. Sáng sớm, vợ chồng Chi Sơn gặp Kang Su trong thang máy. Vì mối quan hệ với Du Giang, Kang Su cố tình chọc giận Chi Sơn trước mặt vợ anh ta, thậm chí còn tranh giành khăn giấy để lau tay khiến Chi Sơn tức giận mà chỉ trích Kang Su là một người thấp kém. Trở về văn phòng, Chi Sơn không thể tin được rằng đứa bé là của Kang Su, vì vậy anh gọi điện cho phòng cấp cứu muốn biết Du Giang đã mang thai bao lâu rồi. Nhưng tiếc thay, lần tai nạn xe trước đó không kiểm tra kỹ lưỡng nên bệnh viện cũng không chắc chắn. Đồng thời, Du Giang lúc này đã lên xe buýt đi sân bay, dự định đi bay ra đảo Jeju tiếp tục công việc và sinh con một mình. Tuy nhiên, đồng nghiệp đã gọi điện cho cô và mang đến cho cô một tin sốc. Vì cô không quay lại đảo Jeju đúng hẹn nên khách sạn đã cho cô nghỉ việc và bạn cô đã gửi đồ của cô về Seoul. Vợ của Chi Sơn đã đi theo địa chỉ trên tờ giấy đi tìm, cô muốn biết chồng mình đang tìm ai. Mẹ của Du Giang ra ngoài đổ rác vừa hay gặp người vợ. Vợ Chi Sơn liền hỏi thăm bà có biết Chi Sơn hay không và nhận được câu trả lời khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi cô lên xe chuẩn bị rời đi, bất ngờ cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, thật không ngờ Du Giang lại ở gần đó. Thì ra Du Giang quay trở về nhà là để nhận đồ mà người bạn gửi cho mình. Vợ Chi Sơn nhất quyết muốn mời Du Giang uống nước vì lần trước đã va phải cô mà chưa kịp bồi thường. Du Giang không thể từ chối nên phải đi đến quán cà phê cùng với vợ Chi Sơn. Trong lúc trò chuyện, vợ Chi Sơn hỏi cô ấy vì sao cô và chồng mình lại quen biết nhau. Điều này khiến Du Giang tỏ ra khó xử. Lúc này, Chi Sơn lại gọi điện thoại đến, người vợ liền nói mình đang nói chuyện với Du Giang. Điều này khiến Chi Sơn vô cùng bất ngờ và lo lắng mọi chuyện bại lộ. Do trực giác của người phụ nữ, vợ Chi Sơn đã hỏi Du Giang nghĩ gì về chồng mình. Nhưng Du Giang không trả lời thẳng mà nói rằng mỗi người có cái nhìn riêng. Vợ Chi Sơn lại muốn xin số điện thoại của Du Giang, buộc lòng cô phải đưa số điện thoại cho vợ Chi Sơn. Về nhà, vì muốn xem phản ứng của chồng, người vợ đã bình tĩnh mà nói dối rằng Du Giang khen anh rất quyến rũ. Sau đó, mẹ chồng gọi cô xuống dưới nhà và giục hai vợ chồng đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện. 8 năm rồi bà luôn mong chờ hai người họ sinh một đứa con, dù cháu gái nuôi rất đáng yêu nhưng có thêm một đứa nữa cũng vô cùng tốt. Vợ Chi Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng, dù chồng ở bên cạnh nhưng vẫn không cho cô được cảm giác an tâm. Du Giang đi gặp Kang Su, anh khuyên cô nên trở về nhà vì mẹ cô rất lo lắng cho cô. Nhưng Du Giang nhất quyết không muốn trở về, cô biết rằng bố cô sẽ không tha thứ cho cô và bắt cô đi đến bệnh viện. Kang Su không thể hiểu cảm giác của những bà mẹ đơn thân bất chấp tất cả để sinh con. Anh không biết tình mẫu tử là gì, bởi vì mẹ anh đã qua đời sau khi sinh anh ra. Kang Su cảm thấy mình là đứa con đáng bị nguyền rủa, bởi vì sự ra đời của anh mà mẹ anh đã qua đời. Vì vậy cho đến bây giờ, anh vẫn không thể tha thứ ông nội và kiên quyết không lập gia đình, không sinh con. Du Giang không ngờ rằng Kang Su dường như vui vẻ hạnh phúc, lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Nhưng cô tin rằng mẹ của anh chắc chắn sẽ không hối hận khi sinh ra anh. Người mẹ luôn yêu con mình vô điều kiện mà không cần phải có lý do nào hết. Thế nên tình mẫu tử lúc nào cũng thật đẹp và vĩ đại. Kang Su uống từng ly rượu một, cuối cùng say rượu gục xuống bàn. Người bạn luật sư đến đón Kang Su, anh đã uống say mềm mà rủ Du Giang về nhà mình ngủ. Du Giang liền từ chối nhưng con trai của luật sư cũng nhiệt tình mời cô về nhà mình ngủ một đêm. Cuối cùng cô đến căn phòng trọ của ba người đàn ông. Luật sư khen Du Dung xinh đẹp hơn những gì Kang Su nói. Kang Su dù say rượu ngủ trên sàn nhà nhưng miệng vẫn không ngừng chửi thề gã đàn ông đê tiện đã lừa Du Giang, cũng nhắc nhở cô nhanh chóng về nhà. Nghe vậy, Du Giang vội vàng bịt miệng Kang Su lại không cho anh phát ngôn linh tinh nữa. Hành động này của cô khiến cha con luật sư cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Sáng hôm sau, vì để cảm ơn mọi người cho mình ngủ nhờ, Du Giang đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Kang Su bị tiếng động làm tỉnh giấc đi đến bên cô, không ngờ lại khiến cô giật mình mà bị bỏng. Kang Su lo lắng vội vàng cầm tay Du Giang đi xối nước, sau đó lại vội vàng lấy đá để chườm vết bỏng cho cô. Tất cả hành động này của Kang Su khiến bố con luật sư vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay, con người không quan tâm đến phụ nữ và luôn không muốn kết hôn lại đột ngột quan tâm đến một người con gái như vậy. Hai bố con cười thầm với nhau rồi cùng rút lui để không gian riêng cho hai người. Chính Kang Su cũng không ngờ mình lại như vậy. Anh lúng túng đi vào nhà vệ sinh và nghĩ lại những hành động vừa rồi của mình mà chột dạ. Kang Su gọi điện báo cho mẹ Du Giang rằng anh đã hẹn gặp cô ở quán cà phê gần nhà và bảo mẹ cô ra đó chờ. Du Giang theo hẹn đi gặp Kang Su, nhưng vừa đến cửa cô đã nhìn thấy mẹ và cô mình đang ở trong quán. Du Giang định rời đi nhưng lại quyết định bước vào để gặp mẹ. Không ngờ cô lại nghe được mẹ và cô nói chuyện với nhau. Hai người quyết định để cho Du Giang sinh con ra rồi cho đứa bé đi làm con nuôi. Nhưng hiện tại sẽ không nói điều này với cô. Nghe vậy, Du Giang liền âm thầm rời đi mà không gặp mẹ nữa. Cô gọi điện cho mẹ và nói rằng mình có việc nên không đến được và dặn mẹ hãy cứ yên tâm. Chi Sơn biết trợ lý của mình là anh rể của Du Giang nên đã hỏi thăm về mối quan hệ của cô và Kang Su. Anh biết được Kang Su đến đảo Jeju vào năm ngoái và 3 tuần trước. Hơn nữa, Kang Su chỉ là người đóng giả là hôn phu của Du Giang. Điều này dấy lên một nghi ngờ trong lòng Chi Sơn. Trong thang máy, vô tình anh gặp Kang Su, hai người liền xảy ra xô xát khi Chi Sơn muốn Kang Su nói thật mọi chuyện cho mình. Đang ở cao trào thì vợ Chi Sơn đi vào thang máy khiến hai người phải dừng lại. Vợ Chi Sơn thấy lạ khi hai người xô xát với nhau nên hỏi chồng mình có phải vì Du Giang nên mới như vậy.
Chi Sơn vội vàng phủ nhận và hỏi vợ có phải nghi ngờ mối quan hệ của mình và cô ấy. Người vợ chột bụng nên vội vàng phủ nhận điều đó và hỏi lý do chồng mình mâu thuẫn với Kang Su. Chi Sơn liền đặt điều nói xấu Kang Su cậy được chủ tịch giới thiệu mà lên mặt và vì nhờ nhà vợ nên mới lên được chức giám đốc. Thấy chồng bị xúc phạm như vậy, người vợ vô cùng tức giận. Lúc này Kang Su gặp Du Giang và hỏi cô lý do không gặp mẹ mình. Du Giang liền nói với anh chuyện mẹ mình có ý định cho đứa bé sau khi cô sinh ra. Kang Su cũng nói chuyện Chi Sơn đã biết anh là người đóng giả. Nghe vậy Du Giang quyết định rời đi, không muốn gây rắc rối cho Kang Su nữa và cũng muốn tránh xa Chi Sơn. Vì để có thể kiếm tiền, Du Giang xin làm phụ bàn ở một quán ăn. Mỗi ngày cô lại dùng băng dính quấn quanh bụng mình vì việc mang thai không được phép để bà chủ phát hiện, nếu không cô sẽ bị đuổi ra khỏi nơi làm việc. Tuy nhiên Chi Sơn lại lo lắng không yên, anh ta sợ rằng đứa bé trong bụng Du Giang có thể là của mình. Vợ của anh ta đã nhìn thấy tất cả sự lo lắng của chồng. Sau 8 năm kết hôn hai người không có con, người vợ lầm tưởng rằng chồng cô cũng đang lo lắng về điều này. Du Giang dường như biến mất khỏi thế gian này, không ai có thể tìm thấy cô. Chi Sơn liền gọi cho Kang Su đến văn phòng và hỏi thăm xem anh có biết gì về tin tức của Kang Su hay không. Nhưng Kang Su lại nói rằng chẳng có gì chứng minh cái thai đó là của anh, nếu anh lo sợ thì không nên quen Du Giang từ đầu. Dù rất tức giận với Kang Su nhưng Chi Sơn lại không thể đuổi việc anh ấy vì Kang Su được chủ tịch đích thân giới thiệu. Du Giang vì làm việc mệt mỏi đến mức cô có thể ngủ khi đi vệ sinh. Cuối cùng việc cô mang thai vẫn bị bà chủ phát hiện, bà chủ sợ có vấn đề với đứa bé nên đã trả tiền công cho cô rồi khuyên cô hãy mau về nhà. Dù Du Giang khóc lóc và van xin cũng vô ích, không còn nơi nào để đi, Du Giang liền kéo vali trở về nhà nhưng mãi không dám bước vào. Nhìn thấy bóng dáng của cha, cô không kìm được nước mắt nữa. Khi cô quyết định là một người mẹ đơn thân, người mà cô cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là cha mẹ mình. Cô lang thang một mình không ngờ lại đi đến trước cửa nhà thuê của Kang Su. Kang Su vừa lúc trở về liền nhận ra cô ngay lập tức. Anh vội vàng tiến đến hỏi thăm, nhưng Du Giang vì quá căng thẳng nên đã ngất đi. Kang Su liền đưa Du Giang vào nhà và chăm sóc cho cô. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh luôn nhớ về người mẹ đã qua đời khi vừa sinh anh ra. Nhưng anh mãi vẫn không hiểu được, để cho một đứa trẻ chào đời phải làm đau lòng mọi người liệu có đáng không. Sáng sớm Kang Su thức dậy nhưng lại không thấy bóng dáng của Du Giang đâu, anh hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi, khiến cho cha con luật sư cũng bị đánh thức tưởng có chuyện gì lớn xảy ra. Thì ra Du Giang chỉ ra ngoài mua thực phẩm, cô muốn làm bữa ăn sáng cho mọi người. Kang Su vì quá lo lắng hóa tức giận mà quát mắng Du Giang, sau đó tiến lên giúp cô đưa đồ vào bếp. Chi Sơn vì muốn biết Du Giang ở đâu nên lại gọi Kang Su lên văn phòng một lần nữa. Anh ta muốn gặp Du Giang để đưa cô đi kiểm tra gen cho thai nhi, vì vậy yêu cầu Kang Su hãy đưa Du Giang đến bệnh viện cùng mình. Tuy nhiên Kang Su không tiết lộ nơi ở của Du Giang và còn nhờ Chi Sơn nhắn giúp nếu có gặp cô rằng đừng đi đâu cả vì kiểm tra gen là bất hợp pháp. Chi Sơn nghi ngờ Kang Su biết nơi ở của Du Giang nên đã đến nhà để tìm hiểu. Đúng lúc này Du Giang đi chợ về, khi cô lên cầu thang liền nhìn thấy Chi Sơn đang ở trên cầu thang. Trong lúc hai người cãi nhau, Du Giang không may xảy chân ở cầu thang. Cô không ngừng kêu Chi Sơn giúp mình nhưng hắn to lo sợ nên vội vàng trốn ở sau bức tường. Lúc này Kang Su vừa lúc trở về, anh thấy Du Giang nằm ở cầu thang thì lập tức đưa cô vào bệnh viện. Chi Sơn đi theo phía sau nhưng không dám bước vào. Khi trở lại công ty, anh ta ngồi một mình trong xe, suy nghĩ lung tung. Sự xuất hiện của vợ đã làm xáo trộn tư duy của anh. Chi Sơn liền lấp liếm với vợ mình có việc cần làm nên muốn ở lại công ty. Trở về văn phòng, anh ta ngay lập tức liên lạc với phòng cấp cứu của bệnh viện muốn biết tình hình hiện tại của Chi Sơn. Nhưng bệnh viện lại hỏi anh có phải là người nhà bệnh nhân hay không. Bất lực, anh ta chỉ có thể cắt máy vội vã. Mặc dù đứa bé đã được cứu sống, nhưng tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Việc bong nhau thai có thể gây sinh non hoặc những tình huống tồi tệ hơn. Bác sĩ hy vọng Du Giang và gia đình sẽ chuẩn bị tâm lý. Du Giang vừa tỉnh lại liền hỏi về tình trạng của đứa bé trong bụng. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô cảm thấy rùng mình. Nhưng cô vẫn cầu xin Kang Su đừng kể chuyện này cho ba mẹ biết. Cô không muốn họ cũng chịu đau khổ theo. Kang Su ở bên cạnh chăm sóc Du Giang cả ngày lẫn đêm, thậm chí còn bón thức ăn cho cô. Kang Su muốn chờ cho Du Giang hồi phục sức khỏe rồi sau đó mới giải thích về tình hình thai nhi. Nhưng Chi Sơn lại không kìm nổi tò mò và đến bệnh viện thăm hỏi. Chi Sơn rất ngạc nhiên khi anh ta làm sao biết được, nhưng khi suy nghĩ lại tình huống lúc đó anh ngay lập tức đoán được mọi chuyện. Kang Su chắc chắn Chi Sơn là người khiến cho Du Giang bị tai nạn nên đã không nương tay với Chi Sơn. Chi Sơn đoán rằng đứa bé đã không còn, nhưng muốn biết Du Giang đang thế nào. Chỉ là Kang Su từ chối trả lời câu hỏi đó và cảnh cáo anh ta không được lại gần Du Giang nữa. Khi Chi Sơn về nhà, người vợ lại hỏi anh về những gì đã xảy ra gần đây, dường như đó không phải vấn đề công việc. Chi Sơn có hàng vạn lý do để có thể trấn an được vợ mình, sau đó trấn an vợ rằng có lẽ cô quá nhạy cảm mà thôi. Bác sĩ đã giải thích tình hình nguy hiểm hiện tại cho Du Giang, nếu giữ lại thì sẽ nguy hiểm cho cả cô và đứa bé. Du Giang chỉ cảm thấy mọi chuyện tồi tệ luôn xảy ra với mình, có lẽ ông trời đang trừng phạt cô vì đã không nghe lời bố mẹ và bỏ nhà ra đi. Trước khi cô nhập viện, mẹ cô đã hẹn gặp Du Ang và quyết định ủng hộ lựa chọn của con gái. Bà luôn cố gắng thuyết phục cô về nhà và hứa sẽ nói để bố đổi ý. Hai mẹ con không biết rằng bố cô cũng đang lén lút theo dõi ở bên ngoài. Thấy vợ lén lút gặp con gái, ông cũng vô cùng đau lòng. Hiện tại Du Giang cảm thấy tất cả đều là hậu quả nổi loạn của mình. Tuy nhiên đã vượt qua bao khó khăn nên cô quyết tâm muốn sinh đứa con này ra. Du Giang đến gặp bác sĩ và nói ra yêu cầu của mình. Bác sĩ dặn dò cô không được làm việc nặng và phải nghỉ ngơi tuyệt đối cho đến khi sinh con. Tuy nhiên họ vẫn không thể đảm bảo được cô có thể sinh con bình thường.
Điều này khiến cô lại một lần nữa đau lòng là không khỏi rơi lệ. Chi Sơn vì lo lắng Du Giang gặp vấn đề về tính mạng nên một lần nữa đến bệnh viện gặp cô. Vợ anh vì nghi ngờ chồng mình có chuyện giấu giếm nên đã bí mật đi theo sau. Trong lúc cô đang thắc mắc không biết chồng đến bệnh viện làm gì thì nghe thấy Kang Su đang trách chồng mình rằng sự ra đi của đứa trẻ là vì chồng mình. Liệu chồng cô trong 6 tháng ở đảo Jeju liệu có điều gì tổn thương cô hay không? Du Giang không hiểu tại sao Kang Su lại phải nói dối, đứa bé rõ ràng không sao cả. Kang Su chỉ muốn giúp cô thoát khỏi gã đàn ông đê tiện kia, Kang Su cũng muốn cô nói dối với gia đình mình. Sau một lúc, vợ Chi Sơn lấy lại bình tĩnh và giả vờ tình cờ gặp Du Giang. Cô hỏi về tình hình của đứa bé, để tránh phiền toái, Du Giang làm theo lời Kang Su đã nói. Vợ Chi Sơn thở phào nhẹ nhõm, sau khi chào hỏi cô nhanh chóng rời đi vội vã. Nghĩ đến chuyện chồng mình đã giải quyết được vấn đề nên người vợ chỉ nhìn chồng mà không dám chất vấn. Lý do cô lo lắng như vậy là vì cô không thể sinh được con nên rất tò mò liệu chồng cô có hối tiếc vì đã kết hôn với cô không. Nếu cô không có gì cả liệu chồng cô có yêu cô không, những lời của chồng làm tim cô đau nhói. Anh ta thích tất cả mọi thứ của cô và gia cảnh của cô càng làm cô sáng giá hơn. Người vợ không ngờ chồng mình lại có thể thẳng thắn nói những điều như vậy. Sau đó, cô tiếp tục hỏi chồng mình nếu phải chọn một người vợ không có gì thì chắc hẳn đó là một tình yêu đẹp. Sau khi nghe xong, Chi Sơn trở nên căng thẳng, trong tâm trí anh thoáng hiện lên hình ảnh Du Giang, nhưng anh ta nhấn mạnh rằng dù có cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Du Giang ghét bỏ Chi Sơn đến phát điên, nhưng cô vẫn muốn bảo vệ đứa bé trong bụng nên liên tục động viên bản thân và đứa bé trong bụng. Kang Su ở bên ngoài cửa nhìn thấy tất cả điều này nên đã quyết tâm báo cho mẹ của Du Giang. Do thai nhi có vấn đề nên người mẹ lại muốn Du Giang bỏ đứa nhỏ đi. Du Giang không muốn làm tổn thương mẹ nên đã quyết định rời khỏi bệnh viện và để lại một lá thư. Cô hứa với mẹ mình sẽ bình an cùng với đứa bé. Người mẹ đau lòng mà khóc lớn, bà chỉ trích chồng mình chỉ quan tâm đến danh dự mà khiến cho con gái có nhà nhưng không dám về. Sự ra đi của Du Giang khiến Kang Su cũng như người mất hồn không tập trung được vào công việc vì lo lắng cho cô. Chi Sơn áy náy vì chuyện khiến Du Giang mất đi đứa con nên đã gọi Kang Su lên văn phòng và đưa cho anh một phong bì tiền xem như là đền bù chuyện đó. Kang Su muốn cho Chi Sơn một bài học vì đây là sự xúc phạm đối với Du Giang. Tuy nhiên anh vẫn chịu đựng sự khó chịu và rời đi. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng anh nhận được cuộc gọi từ Du Giang. Kang Su vội vàng hỏi cô về nơi cô đang ở nhưng Du Giang không chịu tiết lộ. Khi cúp máy, Kang Su nhớ lại Du Giang trả lời một nữ tu liền gọi điện cho luật sư nhờ tìm hiểu về khu chăm sóc bà bầu của nữ tu. Chủ tịch nhận ra rằng trạng thái gần đây của Kang Su không ổn định, cả hai như gián điệp trò chuyện trong nhà vệ sinh. Ông muốn bắt cháu trai mình đi xem mặt nhưng Kang Su lười nói chuyện với ông nội liền lập tức rời đi. Sau khi tan làm mỗi ngày anh đều tìm Du Giang ở các nhà thờ. Cuối cùng, qua cửa sổ, anh nhìn thấy cô gái ngốc nghếch mà anh lo lắng mỗi đêm. Nhưng anh không đến gần làm phiền cô mà đưa số điện thoại cho Sơ và dặn nếu cô có vấn đề gì hãy gọi cho mình. Buổi tối, anh một mình ngồi trên lề đường uống rượu, trước mắt anh hiện lên dáng vẻ vui vẻ của Du Giang. Kang Su bất chợt nói ra lời trong lòng, đừng cười tôi sẽ thích cô mất. Du Giang đến bệnh viện kiểm tra thai, bất ngờ cô nhìn thấy vợ chồng Chi Sơn. Cả hai chồng vợ đều nghĩ rằng cô ấy đã không còn đứa bé vì vậy Du Giang sợ hãi quay người bỏ đi. Tuy nhiên vợ Chi Sơn nhìn thoáng qua liền nghi ngờ đó là Du Giang nên đã đuổi theo phía sau muốn xác nhận nghi ngờ của mình. Chi Sơn thấy vợ mình rời đi cũng lập tức đuổi theo sau. Khi cô sắp không thoát được thì Kang Su liền kéo cô trốn vào một phòng, thế nên mới may mắn thoát được sự truy đuổi của vợ chồng Chi Sơn. Chi Sơn đuổi kịp vợ hỏi cô ấy có chuyện gì. Người vợ liền nói mình thấy có người quen nhưng không nói là ai. Hai vợ chồng Chi Sơn đến đây để làm thụ tinh trong ống nghiệm, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của họ. Kang Su ôm Du Giang trong lòng, sau một thời gian mới ngượng ngùng tách ra. Du Giang thắc mắc làm sao anh lại xuất hiện ở đây. Kang Su giả vờ giải thích rằng mình đến thăm bạn, sau đó anh dẫn Du Giang đi ăn thịt nướng. Du Giang thực sự tin rằng đó là một cuộc gặp ngẫu nhiên nên rất vui mừng được gặp lại Kang Su một lần nữa. Cô không biết rằng anh đã rất lo lắng cho cô. Nhưng gần đây, cái tên Du Giang lại khiến người vợ vô cùng lo lắng. Cuối cùng không thể kìm nén nên cô đã thẩm vấn chồng mình. Trong thời gian ở đảo Jeju, mối quan hệ giữa anh ta và Du Giang đã phát triển đến đâu? Chi Sơn biết không thể nói dối được nữa nên đã nói rằng mình và Du Giang không được tính là mối quan hệ, nhiều nhất chỉ là ăn cùng nhau vài lần. Sau đó anh ta nắm chặt tay vợ mình cam kết sẽ không bao giờ hành động một cách vô ý để khiến cô lo lắng. Người vợ chỉ tin một nửa, nhưng có một điều cô vẫn không hiểu, tại sao Kang Su lại nói rằng đứa trẻ là do chồng cô hại chết. Để ổn định hôn nhân của mình, người vợ quyết định vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý chấp nhận thụ tinh nhân tạo. Trong quá trình cố gắng có con, Chi Sơn đã trao đổi với bác sĩ, đừng nói với gia đình về vấn đề vô sinh của vợ, chỉ nói rằng đó là vấn đề của anh ta. Điều này cũng là điều mà người vợ rất biết ơn chồng mình. Mẹ Chi Sơn không tin điều đó. Trong tâm trí bà, con trai của bà là người hoàn hảo, bà mắng bác sĩ là bác sĩ tầm thường. Rõ ràng là nhờ mối quan hệ của nhà vợ mà con trai bà mới có được vị trí hiện tại, nhưng bà nghĩ rằng đó là do con trai của mình có tài. Để làm thỏa ý muốn của mẹ chồng, người vợ đã nhẫn nại chịu đựng đau đớn và thực hiện thêm một lần thụ tinh trong ống nghiệm. Cô mong chờ tin tức tốt đẹp nhưng lại phải thất vọng một lần nữa. Đã 8 năm rồi, tất cả những sỉ nhục tràn ngập trong lòng cô. Nhưng Chi Sơn, người luôn theo đuổi thành công trong công việc, hoàn toàn không quan tâm đến việc có đứa con của riêng của mình hay không. Ở một nơi khác, Du Giang được Kang Su và bố con luật sư đưa cô ra ngoài để thư giãn, nhưng bất ngờ bụng cô đau dữ dội, dường như sắp sinh. Cô ôm chặt đẩy Kang Su từ công viên đến bệnh viện, dù rất đau đớn nhưng Kang Su vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc này anh chỉ lo lắng cho hai mẹ con Du Giang. Vì sinh non nên đứa bé phải nằm trong lồng kính,
để tiện chăm con nên Du Giang đã trở về nhà của Kang Su. Tuy nhiên vì vẫn chưa tìm được việc nên Du Giang gặp khó khăn trong việc nộp viện phí cho con trai. Kang Su liền đề nghị cho cô vay để trả trước tiền viện phí, sau này cô có tiền sẽ trả lại anh sau. Trở về nhà, Du Giang liền muốn lập tức tìm việc. Tuy nhiên Kang Su vẫn muốn cô nghỉ ngơi, dù sao cô cũng đã suýt chết vì sinh đứa con ra. Người cô mang kim chi đến cho Kang Su vào đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Du Giang vội vàng trốn vào trong phòng để tránh cô phát hiện ra. Tuy nhiên khi người cô rời đi vô tình nhìn thấy đôi giày nữ ở ngoài cửa. Về nhà, người cô liền nói nghi ngờ với mẹ Du Giang, cô nghi ngờ đôi giày đó là của Du Giang. Hai người vội vàng đi đến nhà Kang Su để kiểm chứng nghi ngờ của mình. Du Giang lúc này cũng nhận được điện thoại của một khách sạn mà cô đã nộp đơn xin việc. Khách sạn muốn cô đến để nhận phỏng vấn, vì vậy khi mẹ và cô đến không có ai ở nhà. Ngày đi làm việc đầu tiên của Du Giang không ngờ lại là phục vụ cho tiệc khai trương của công ty Chi Sơn. Du Giang nhận ra Chi Sơn liền muốn lẩn tránh, tuy nhiên đồng nghiệp nhất quyết bắt cô đi đưa rượu. Du Giang cố gắng giữ bình tĩnh đưa rượu đến trước mắt vợ chồng Chi Sơn, khiến hai người họ cũng vô cùng bất ngờ. Đúng lúc này bức tượng đá phía sau đổ xuống Du Giang, Chi Sơn vội vàng kéo cô ôm lại vào lòng. Sau một lúc, hai người mới ngượng ngùng rời nhau ra. Du Giang nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp đồ bị đổ. Kang Su đúng lúc đưa đồ ăn đến chứng kiến cảnh này, anh liền kéo cô ra ngoài. Kang Su trách Du Giang mới sinh con xong nên cần phải chăm sóc cơ thể cẩn thận và yêu cầu cô phải nghỉ việc và quay về. Nhưng Du Giang cần phải kiếm tiền để trả tiền viện phí cho con trai. Sự xuất hiện của Du Giang khiến vợ Chi Sơn vô cùng tò mò, liền tìm đến Du Giang và hỏi cô vì sao lại biến mất một thời gian dài. Du Giang liền lấy cớ để tránh lộ việc cô đã sinh con, sau đó cô nhanh chóng rời đi. Cứ tưởng mọi thứ đã êm đềm, nhưng mẹ của Chi Sơn lại không tha thứ cho Du Giang. Bà la mắng cô là không người lợi dụng cơ hội luôn muốn làm quen với những người thành đạt như con trai mình. Thậm chí bà còn kêu gọi quản lý sa thải cô. Người vợ ngồi bên im lặng đồng ý với cách hành xử của mẹ chồng. Trong lòng cô cũng đang như cục than hồng mà không biết phải xả vào đâu. Du Giang muốn đợi cho đến khi con trai khỏe mạnh được xuất viện, sau đó mới đem về nhà cho bố mẹ nhìn. Nhưng không ngờ mẹ cô đã tìm được cô ở nhà Kang Su. Nhìn thấy gương mặt gầy gò của con gái, người mẹ không khỏi chảy nước mắt. Bà không dám tưởng tượng Du Giang đã phải chịu bao nhiêu khổ cực một mình như thế nào. Sau đó, bà còn đi thăm cháu ngoại ở bệnh viện. Đó chính là đứa trẻ mà con gái bà đã hy sinh tất cả để sinh ra. Đồng thời, nhân viên trong nhà hàng tiệc tìm thấy ví tiền của Du Giang rơi ra khi cô bị bức tượng đụng vào. Nghe thấy tên cô, Chi Sơn liền đến hỏi thăm và nói sẽ tự mình trả lại cho chủ nhân của chiếc ví. Về nhà, vợ Chi Sơn vẫn còn lo lắng về sự việc trong ngày. Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của chồng với Du Giang là cô cảm thấy phiền lòng. Trong khi đó, Chi Sơn vào nhà vệ sinh lén lút xem ví tiền của Du Giang. Anh phát hiện ra bức ảnh một đứa bé sơ sinh, trong đầu anh liền dấy lên suy nghĩ liệu mình có bị lừa không. Bạn gái cũ không hề làm điều đó như anh ta nghĩ. Đột nhiên, vợ anh ta đi vào làm Chi Sơn hoảng sợ nhanh chóng giấu ảnh và ví đi. Du Giang vẫn không chịu đồng ý về cùng với mẹ, cô vẫn muốn ở căn nhà thuê của Kang Su thời gian này. Buổi tối vì phải nhường phòng cho Du Giang nên Kang Su phải ngủ cùng với bố con luật sư. Tiếng ngáy vang lên liên tục, làm Kang Su không thể ngủ được. Anh rời khỏi phòng tình cờ gặp Du Giang cũng đang đi ra ngoài. Một cảm xúc không thể kiềm chế được bùng lên trong anh. Vợ Chi Sơn đến văn phòng của chồng, tình cờ cô phát hiện ra trong ngăn kéo của chồng có chiếc ví màu đỏ. Khi mở ra, cô phát hiện đó chính là Du Giang, người phụ nữ làm cô lo lắng. Vợ Chi Sơn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng thư ký lại đến báo rằng chồng cô muốn có danh sách nhân viên phục vụ trong buổi khai trương. Không ngạc nhiên, trong đó thật sự có thông tin liên lạc của Du Giang. Người vợ nắm chặt tài liệu trong tay, sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến giới hạn. Thực ra Chi Sơn nghi ngờ Du Giang đã sinh đứa bé ra, vì vậy anh ta mới yêu cầu thư ký tìm thông tin liên lạc của nhân viên phục vụ. Khi Chi Sơn đi xuống dưới lại nhìn thấy em gái mình đang bám lấy làm phiền Kang Su. Em gái không biết danh tính thật sự của Kang Su, nhưng lại phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Từ cuộc trò chuyện của họ khiến Chi Sơn nghi ngờ Du Giang đang ở nhà Kang Su. Vậy nên, anh bắt đầu rình rập theo dõi nhà Kang Su. Thật đúng như dự đoán, Chi Sơn đã thấy hai người đi cùng nhau. Anh tiếp tục theo sau họ cho đến khi họ đến một bệnh viện và đến thăm một đứa bé ở khoa nhi. Sau khi hai người rời đi, Chi Sơn mới từ từ tiến lại gần và nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trong lồng kính. Tên đó được đặt theo họ của Du Giang, điều đó chứng tỏ Kang Su không phải là cha ruột của đứa bé. Chi Sơn cảm thấy lo sợ, anh ta sợ quả bom hẹn giờ này sẽ phá hủy tương lai của mình. Cuối cùng, khi anh ta về nhà, người vợ đưa ra chiếc ví và chất vấn chồng mình. Cô không muốn phải mệt mỏi vì nghi ngờ chồng mình nên đã hỏi một lời giải thích hợp lý. Nhìn thấy chiếc ví, Chi Sơn liền thay đổi thái độ, nói rằng đó là người ở buổi tiệc đã nhặt được và giao cho anh ta. Vì vậy, anh mới tìm thông tin liên lạc, muốn trả lại cho chủ nhân. Tuy nhiên, người vợ vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng và Du Giang không đơn giản. Ngay cả khi Chi Sơn muốn trả lại chiếc ví thì cũng không cần đích thân anh làm điều đó. Ở phía khác, Kang Su không thể kiềm chế được tình yêu với Du Giang. Anh mạnh dạn tỏ tình, Du Giang không từ chối mà chấp nhận tình cảm của anh. Ngày hôm sau Du Giang đi làm, bất ngờ cô nhận được cuộc gọi từ vợ Chi Sơn. Cô ấy muốn gặp Du Giang để trả lại chiếc ví. Ban đầu, đó là một gặp mặt nhỏ mà vợ Chi Sơn đã sắp đặt để xem phản ứng của chồng mình. Vì vậy cô ấy mời cả Kang Su đi cùng. Kang Su đến và thấy Du Giang ở đây thì đặc biệt quan tâm đến cô như hai người đang yêu nhau. Tuy nhiên, người vợ Chi Sơn lại tỏ ra khinh bỉ, tưởng rằng họ chỉ là một cặp đôi giả. Điều mà cô không ngờ là hai người lại thể hiện tình cảm với đối phương vô cùng tình cảm. Người vợ nhận ra sự thay đổi nhỏ của chồng mình, cô cảm thấy càng không an tâm hơn.
Khi nhận chiếc ví, Du Giang mới phát hiện ra bức ảnh con trai đã biến mất. Cô lập tức trở nên lo lắng và hỏi người vợ ai đã nhặt được chiếc ví này. Người vợ nói rằng nhân viên của mình đã nhặt được chiếc ví đó. Cang Su cũng đoán được sự việc nên đứng dậy dẫn bạn gái mình rời đi. Nhìn hai người rời đi, người vợ vô cùng bối rối. Chi Sơn vẫn lo lắng về đứa con của Du Giang, vì vậy anh lại đến bệnh viện thăm nó một lần nữa. Kết quả Du Giang vô tình bắt gặp, cô lo sợ anh ta sẽ cướp con trai mình đi nên liên tục nói rằng đứa nhỏ không phải là con của anh ta. Không ngờ, Chi Sơn lại chỉ muốn làm sạch mối quan hệ với đứa nhỏ. Ai cũng đừng mơ ngăn cản được anh ta thăng tiến trong sự nghiệp. Mẹ Du Giang không muốn con gái phải chịu đựng thêm bất kỳ sự bất công nào nên đã nói với chồng về việc Du Giang đã sinh sớm với chồng và đứa bé đang phải nằm ở bệnh viện. Người chồng nghe vậy liền bảo vợ nhanh chóng đưa mình đến bệnh viện để thăm đứa nhỏ. Nhìn thấy đứa bé cố gắng hít thở qua kính, ông bố liền mềm lòng. Ngày xưa ông đã nói lời khó nghe rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ cha con với con gái nếu Du Giang dám sinh con. Nhưng hiện tại ông cũng đã chấp nhận chuyện này và bảo vợ đón con gái cùng cháu về nhà. Khi đứa bé được xuất viện, hai mẹ con Du Giang liền được cả nhà đón tiếp nồng nhiệt. Có người giúp đỡ, Du Giang mới có thể dễ thở hơn một chút. Du Giang vô cùng cảm động, lần đầu tiên sau nhiều ngày chơi trò mất tích cô đến tìm cha mình và xin lỗi ông cũng hứa với ông mình sẽ cố gắng sống thật tốt. Trong khi đó, Chi Sơn vẫn giữ ảnh đứa bé và để nó cùng bức ảnh gia đình mình. Mẹ Chi Sơn vẫn luôn bị hai người lừa rằng anh có vấn đề nên không thể sinh. Hôm đó bà vô tình đọc được bản báo cáo ở bệnh viện thì tức giận gọi con dâu về bị lừa, luôn nghĩ rằng vấn đề là ở con trai. Cho đến ngày này, không nói lời nào tặng cho con dâu yêu quý một cái vuốt má. Đối diện với sự tức giận của mẹ chồng, vợ Chi Sơn chỉ có thể rơi những giọt nước mắt nhục nhã. Suốt 8 năm qua, cô trải qua hàng loạt thất bại trong chuyện thụ tinh trong ống nghiệm. Có lẽ chỉ có ông trời mới biết cô phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn về cả thể chất và tinh thần, nhưng vẫn khóc lóc xin lỗi mẹ chồng. Mẹ chồng không tha thứ cho cô, bà chửi con trai cùng vợ lừa dối bản thân mình. Không có đứa con ruột nào thì thành công cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy nhiên, đối với Chi Sơn, chuyện huyết thống không quan trọng bằng sự nghiệp. Tất cả những điều này quyết định của anh ấy và vợ của anh chỉ làm theo những gì anh ta nói. Vì vậy Chi Sơn xin mẹ đừng làm lớn chuyện này nữa. Thấy vợ bị tổn thương, anh vội vã ôm cô vào lòng và an ủi. Người vợ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, gần như muốn nghẹt thở. Ai ngờ, mẹ chồng lại đập vỡ bộ bát đĩa của cô vào ban đêm. Đó là bộ bát đĩa mà người mẹ đã mất để lại cho cô. Điều này càng khiến người vợ sụp đổ. Không thể sinh con không phải là lỗi của cô, lựa chọn sai gia đình mới là nỗi đau lớn nhất. Du Giang đến gặp Cang Su ở nhà trọ, sau đó hai người chụp một bức ảnh chung bằng điện thoại để làm kỷ niệm. Cang Su ôm bạn gái vào lòng tỏ vẻ tiếc nuối vì cô đã về nhà mẹ và anh không thể gặp cô thường xuyên được nữa. Anh cũng hy vọng Du Giang biết rằng phía sau cô vẫn còn có anh và cô có thể dựa vào anh. Cang Su hiện tại đã lên làm quản lý ở khách sạn, nhưng sự đẹp trai của anh luôn thu hút sự chú ý của các khách nữ đến đây ăn. Vì vậy một màn ẩu đả giữa các cô gái đã diễn ra, cảnh này vô tình bị vợ Chi Sơn nhìn thấy. Cô ấy cảnh báo em chồng mình Cang Su đã đính hôn rồi. Tuy nhiên cô em chồng không tin điều đó, làm sao Cang Su có thể thích một người mẹ đơn thân được. Vợ Chi Sơn nghe được vậy thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này cô mới biết rằng Du Giang đã sinh con. Trong lòng cô cũng dấy lên nghi ngờ chồng mình đã không chung thủy với mình và đứa con của Du Giang là của anh ta. Ngày hôm sau cô không nói trước mà đến thăm Du Giang. Ngay khi vào nhà cô liền nhã ý muốn nhìn thấy em bé. Du Giang từ chối với lý do con đã ngủ, nhưng vợ Chi Sơn liền nói chỉ cần nhìn đứa bé là được. Khi vào phòng cô ấy ngắm nhìn kỹ càng khuôn mặt của đứa bé, một bên lẩm bẩm, em bé trông không giống mẹ. Du Giang nhớ đến nồi súp vẫn còn sôi trên bếp nên xin phép đi ra ngoài. Sự xuất hiện của vợ Chi Sơn làm cô lo lắng, nhưng cũng không hiểu rõ đối phương muốn gì. Lúc ở trong phòng, vợ Chi Sơn liền nhìn thấy tờ giấy khai sinh của đứa bé. Tuy nhiên họ của đứa bé được ghi trên đó là họ của Du Giang không phải của Cang Su. Điều này khiến cô hoảng loạn mà vội vàng rời khỏi nhà Du Giang. Khi cô về nhà, mẹ chồng nhìn thấy cô là tức giận, không thể sinh con lại lừa dối rằng là vấn đề của con trai mình. Vợ Chi Sơn nhớ lại những gì vừa xảy ra gần đây, cô tin rằng chồng mình đã làm điều không đúng với cô. Khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà, mẹ chồng lại gọi cô lại và trách mắng. Vợ Chi Sơn không muốn tranh cãi với mẹ chồng nên xin phép bà có chuyện và rời đi. Một ngày không nhận được tin từ vợ, Chi Sơn lo lắng gọi điện cho vợ. Người vợ kìm nén nước mắt lấy lý do là muốn nghỉ một ngày ở khách sạn và không muốn chồng ở bên cạnh. Thực ra cô đang đợi kết quả xét nghiệm ADN. Thì ra cô đã lén lấy một ít tóc của đứa bé và đưa đi xét nghiệm với chồng mình. Du Giang vẫn không biết gì về chuyện này, cô đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Thậm chí việc nắm tay Cang Su cũng đủ làm cô thấy hạnh phúc. Cang Su đã mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn. Anh cũng không quan tâm đến chuyện cô là một người mẹ đơn thân và cũng không quan trọng đến địa vị của cô. Bố Du Giang đã hoàn toàn bị cháu trai chinh phục. Khi vợ ông không có nhà, ông đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ. Du Giang gọi điện về nhà để hỏi tình hình. Cô rất vui khi bố mình đã chăm sóc con trai. Khi Chi Sơn về nhà, mẹ anh không kìm được mà phàn nàn. Bà cho rằng con dâu không kính trọng mình và tất cả đều do anh đã quá nuông chiều vợ mình. Sau một đêm dài dày vò, người vợ cuối cùng cũng nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Cô hít một hơi thật sâu và mở ra, mặc dù đã sẵn sàng tinh thần nhưng cô vẫn vô cùng sốc. Sau đó, cô đến nghĩa trang thăm mộ mẹ và khóc lóc kể về sự bất công của mình, cô nên chọn con đường nào. Suốt 8 năm, cô phải chịu đựng sự áp đặt từ mẹ chồng về chuyện sinh con, cuối cùng lại nhận được sự phản bội như vậy. Sau khi khóc xong, cô con gái gọi điện cho cô và nói rằng mình rất sợ bà nội, bà không cho cô bé ăn. Vợ Chi Sơn vô cùng đau đớn,
Cô vừa khóc vừa nói với con gái mình sẽ quay lại ngay. Vừa mới vào nhà, mẹ chồng lại bắt đầu quấy rối con dâu, muốn tìm người thay thế sinh con cho con trai mình. Người vợ đã thực sự không chịu đựng được nữa mà cãi nhau với mẹ chồng. Cô tuyên bố mình sẽ ra khỏi nhà nhưng cô sẽ không rời đi một mình, bởi vì Chi Sơn chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo cô. Điều con dâu nói khiến mẹ chồng nhận ra một hiện thực: Chi Sơn hoàn toàn không quan tâm đến chuyện con cái, điều anh ta muốn đó là sự nghiệp. Sau đó, người vợ đi lên lầu, ngoài mặt thì cô tươi cười với con gái nhưng trong lòng cô thì vô cùng đau khổ. Cô con nói với cô bà ghét mình, nhưng cô đành trấn an cô bé rằng bà chỉ tức giận với bố mẹ nên mới thế. Nghĩ đến những lời của mẹ chồng nói, lại thêm chuyện người chồng chung sống suốt 8 năm đã có con bên ngoài, vợ Chi Sơn tức giận liền đem toàn bộ chăn ga ra ngoài châm lửa. Trong đó còn có những cuốn sách chuẩn bị sinh con trong những năm qua cô đã đọc. Cô ấy đã tức giận đến mức mất kiểm soát, thậm chí cả những vật dụng mà chồng mình sử dụng cô cũng cảm thấy bẩn thỉu. Tiếp theo, người vợ tìm cách để em chồng đưa con gái ra ngoài, một mình cô ở trong phòng uống rượu. Cho đến khi Chi Sơn trở về nhà sau giờ làm, người vợ liền mỉa mai anh đã có con mà không dám nhận. Bây giờ anh không cần phải diễn một vở kịch đê tiện như thế nữa. Chi Sơn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận và biện hộ rằng mình không có mối quan hệ nào với Du Giang. Người vợ thực sự muốn xé nát anh chồng của mình. Cô liền đưa ra kết quả kiểm tra quan hệ cha con và tuyên bố con trai của Du Giang và anh ta có quan hệ huyết thống. Lúc này Chi Sơn chỉ đang im lặng, nhưng trong đầu vẫn nghĩ cách né tránh trách nhiệm. Mặc dù anh ta đã giả vờ đính hôn để lừa Du Giang nhưng lại nói dối vợ mình rằng do anh uống rượu say nên đã phạm sai lầm. Vợ Chi Sơn đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, những thất bại trong việc thụ tinh ống nghiệm những ngày qua khiến cô phát điên. Sau khi giải tỏa những áp lực tích tụ nhiều năm, cô đau lòng quá mức mà ngất xỉu. Chi Sơn vội vàng ôm vợ đưa vào bệnh viện, anh vừa bước ra ngoài đã gặp mẹ chồng. Bà mẹ luôn mong cháu trai nên đã nghi ngờ con dâu đang diễn kịch. Dù gần đây bà có hơi quá đáng, nhưng cũng không nên yếu đuối đến vậy. Sau đó, bà mẹ đến phòng của vợ chồng Chi Sơn và thấy tập tài liệu, nhưng bà không để ý đến nó và vứt qua một bên. Sau khi đến bệnh viện, người vợ dần dần tỉnh lại, cô liền muốn rút ống truyền và rời đi. Chi Sơn khẳng định rằng đó chỉ là một lỗi lầm do một lần say rượu, còn anh không hề phản bội cô. Tuy nhiên người vợ vẫn vô cùng cứng rắn, Chi Sơn liền quỳ gối cầu xin sự tha thứ từ vợ. Sau nhiều năm kết hôn, lần đầu tiên người vợ thấy chồng mình phải cúi mình cầu xin một cách khiêm nhường. Người vợ liền đứng giữa lựa chọn tình yêu và hận thù. Cô vốn là nhân viên lâu năm của công ty, luôn hỗ trợ chồng để anh ta leo lên vị trí giám đốc. Nhưng tham vọng của Chi Sơn không dừng lại ở đó, vì chủ tịch không có con cái, nên anh ta muốn kế thừa công ty với sự giúp đỡ của bố vợ. Một lúc sau, cô con gái gọi điện khóc lóc muốn bố mẹ nhanh chóng về nhà. Cô liền trấn an con gái rằng bố mẹ sẽ về nhà sớm thôi. Người vợ lo lắng nếu cô ly hôn thì cô con gái phải làm sao. Sau khi gạt đi nước mắt, cô quay lại phòng bệnh và hỏi Chi Sơn liệu có cảm thấy bất kỳ sự hối tiếc nào với mẹ con Du Giang không. Chi Sơn khẳng định và chấp nhận tất cả các điều kiện mà vợ đưa ra, chỉ cần không ly hôn, anh ta sẵn lòng chịu đựng mọi điều mà cô muốn. Sau khi trở về nhà, vợ Chi Sơn ghét anh ta đụng vào mình, thậm chí cô còn không muốn ngủ chung giường với anh ta. Chi Sơn phải nằm trên ghế sofa ngủ mỗi ngày. Không ngờ người mẹ chồng đi lên tầng 2 thấy con trai ngủ ở ngoài thì đoán được anh bị đuổi ra khỏi phòng. Bà vừa thấy con dâu đi ra liền bắt đầu la mắng cô và chỉ trích cô đã cưới được 8 năm mà không sinh được con, cô không có tư cách để tự cao tự đại trong nhà này. Rõ ràng đây là lỗi của cô, tại sao lại đè đọa con trai bà. Tuy nhiên Chi Sơn lại đứng ra bảo vệ vợ, thậm chí anh còn yêu cầu mẹ từ nay không được nhắc đến chuyện sinh con nữa. Bà mẹ chồng cũng không muốn từ bỏ cô con dâu giàu có, chỉ là thấy có chút kỳ lạ. Cô con dâu từng ngoan ngoãn thế mà giờ lại thay đổi tính cách. Liệu có phải là do con trai đã làm điều gì khiến con dâu tức giận? Bà ta liền nhớ lại chuyện khi con dâu bị ngất xỉu, bà đã thấy một túi tài liệu trong phòng của hai vợ chồng. Bà liền lao vào phòng và bắt đầu lục tìm. Cuối cùng bà mẹ Chi Sơn đã tìm thấy tập tài liệu trong thùng rác và lắp ghép nó lại. Bà thấy đó là tài liệu được gửi từ phòng xét nghiệm nên đã gọi điện để tìm hiểu. Bà biết rằng phòng xét nghiệm này chuyện làm xét nghiệm ADN thì dấy lên nghi ngờ con trai có con ngoài giá thú. Vì vậy bà đã quyết định bí mật điều tra. Hôm đó mẹ Chi Sơn đến nhà người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Bà liền giả vờ chuyện của nhà mình là chuyện của người bạn mà kể cho người bạn đó nghe về nỗi đau của mình. Bỗng dưng tiếng khóc của đứa bé vang lên. Để che giấu sự thật với con gái chưa kết hôn mà có con, mẹ Du Giang liền nói rằng đứa bé này được con gái lớn nhận nuôi. Chỉ là bà tò mò, sao đứa bé lại mang họ của mẹ. Ngay khi bà ra về và lên xe lại vô tình nhìn thấy Du Giang đang bước lên xe con của con dâu mình. Khi đó, mẹ Chi Sơn vẫn chưa biết Du Giang là cô con gái nhỏ của bạn mình mà chỉ biết cô là cô nhân viên phục vụ trong bữa tiệc. Bà liền đi đến và đặt câu hỏi tại sao hai người lại quen nhau. Vợ Chi Sơn phản ứng linh hoạt nói rằng Du Giang là người cung cấp bánh ngọt cho khách sạn. Tuy nhiên mẹ Chi Sơn càng nghĩ càng thấy con dâu và Du Giang có điểm đáng nghi, tại sao hai người lại bàn về công việc trong xe. Thực ra, vợ Chi Sơn muốn gặp Du Giang là để thử lòng cô và xem cô có kế hoạch gì cho tương lai. Thậm chí cô ta mong muốn mẹ con Du Giang rời khỏi Seoul. Du Giang người đã bị lừa dối trong tình cảm, không còn mảy may luyến tiếc với Chi Sơn người đàn ông tệ bạc. Hơn nữa hiện tại cô đã gặp được một người tốt hơn. Kang Soo sau khi đến nhà thăm hiê mẹ con Du Giang liền rời đi. Vô tình cảnh hai người tạm biệt nhau trong sự lưu luyến đã bị bố Du Giang nhìn thấy, nhưng ông rất lo lắng. Không gia đình nào chấp nhận một người mẹ đơn thân về làm con dâu. Mẹ Chi Sơn lại vui mừng vì bố mẹ của Kang Soo đã qua đời sớm, như vậy con gái bà không phải quá lo lắng về chuyện đó. Chi Sơn qua quá trình điều tra cũng đã biết được danh tính thật sự của Kang Soo,
Lâu nay anh ta luôn cho rằng chủ tịch không có ai thừa kế, không ngờ hiện giờ lại tòi ra một đứa cháu ruột, mà đó lại là kẻ mà anh ta ghét nhất. Chủ tịch cũng dự định tiết lộ danh tính Kang Su là cháu trai mình, nhưng ông luôn trách móc anh diễn kém. Ai có thể nghĩ rằng một cái đinh có thể đưa Du Giang lên đỉnh cao của cuộc đời. Cô cẩn thận lắp cái đinh ở chân ghế trở lại vị trí ban đầu. Du Giang không thể ngờ được người ngồi ở chiếc ghế này lại là ông nội của bạn trai mình. Ông gọi cháu trai vừa mới được thăng chức đến trước mặt và khen ngợi Du Giang rằng nếu không có cô gái này, ông đã có vấn đề rồi. Sau đó lại lớn tiếng mắng Kang Su, cho đến khi trợ lý nhắc nhở xung quanh có nhiều khách lúc đó ông mới dừng lại. Du Giang tự trách mình không nên xen vào chuyện của người khác, cô lo sợ bạn trai có thể mất việc vì điều này. Tuy nhiên Kang Su không quan tâm đến điều này, đối với anh sa thải còn tốt hơn. Dù sao anh cũng không muốn làm việc ở đây. Nhưng Kang Su lo sợ bạn gái mình có thể phát hiện ra manh mối anh là cháu trai của ông nên lảng tránh sang chủ đề khác. Vì đã gặp Du Giang một lần nên chủ tịch có ấn tượng tốt về cô. Khi ông thử những món ngọt do cô làm thì ấn tượng của ông về cô càng tốt hơn. Ông vô cùng khen ngợi món bánh của Du Giang và thấy rằng nhà hàng của mình thiếu một người làm bánh như vậy. Vì vậy, ông đã lập tức đề xuất món bánh của cô vào thực đơn chính, sau đó xác nhận với trợ lý liệu cháu trai có bạn gái chưa. Trợ lý đảm bảo với chủ tịch rằng Kang Su giống ông, chắc chắn sẽ không phải lo lắng về bạn gái vì anh có nhiều sự lựa chọn. Chủ tịch không thể nào ngờ rằng cháu trai của mình lại yêu một người mẹ đơn thân. Bố Du Giang cũng gọi Kang Su đến nhà nói chuyện. Ông muốn anh suy nghĩ kỹ về chuyện muốn kết hôn với con gái mình. Tuy nhiên Kang Su đã quyết định, anh yêu Du Giang thật lòng và muốn ở bên cô chăm sóc cô. Anh cũng hứa sẽ yêu thương cậu bé như con ruột. Du Giang đứng ở xa nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì cảm động rơi nước mắt. Tin tức về chuyện cháu trai của chủ tịch đã lan rộng khắp nơi. Ngay lập tức, mẹ Chi Sơn cũng chạy lên phòng để xác nhận với con trai. Nhận được câu trả lời khẳng định, bà quay sang ôm mặt cô con gái mình. Dù sao bà cũng muốn cô con gái của mình nắm được hũ vàng này. Điều này khiến Chi Sơn không nói nên lời, nếu điều đó thành hiện thực thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rối rắm. Bởi vì Chi Sơn không chỉ muốn chiếm đoạt công ty của nhà Kang Su mà anh còn là bố đứa con của người yêu Kang Su. Vợ anh ta không kìm lòng mỉa mai mối quan hệ này thật là thú vị. Em gái lại hết sức lo lắng và hối hận vì đã để cho một người mẹ đơn thân vượt qua mình. Khi tìm hiểu về Du Giang, mẹ Chi Sơn liền dấy lên nghi ngờ lớn, làm sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Cô từng làm việc ở đảo Jeju và còn có một đứa con không biết cha là ai. Lần gặp gỡ trước đó giữa con dâu và Du Giang có vẻ kỳ quặc. Liệu con dâu có đang tìm kiếm đứa cháu mà bà ấy muốn không? Chủ tịch đọc bản kế hoạch của Du Giang thì vô cùng hài lòng, vì vậy ông sai thư ký gọi cô đến nhà để gặp mặt và đưa ra một số gợi ý. Du Giang mang theo bánh kem mình làm đến nhà chủ tịch. Khi bước vào căn biệt thự xa hoa của chủ tịch, cô không khỏi choáng ngợp và rất vui mừng vì được chủ tịch coi trọng. Sau khi làm việc xong, Du Giang lại thể hiện tài năng nấu nướng tuyệt vời của mình. Chủ tịch vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hơn nữa vị chủ tịch này không khiến cho cô cảm thấy lo lắng một chút nào, vì vậy cô nói chuyện với ông rất tự nhiên và nhiệt tình đối xử thật lòng với ông. Du Giang chuẩn bị rời đi thì Kang Su bất ngờ đến. Du Giang cảm thấy rất ngạc nhiên khi gặp bạn trai mình ở đây. Cô liền rời đi trong hoảng loạn, Kang Su thấy vậy liền đuổi theo xin lỗi và muốn đưa cô vào để giới thiệu chính thức với ông mình. Nhưng Du Giang từ chối, cô ấy vẫn chưa sẵn sàng tinh thần cho chuyện này. Kang Su không ép buộc cô, anh chỉ có thể đi vào và thú nhận với ông mình trước. Khi nghe anh thông báo mình đang hẹn hò với Du Giang, chủ tịch cũng không phản đối điều này. Mặc dù các điều kiện của hai gia đình khác nhau nhưng ông biết Du Giang là cô gái có tâm hồn đẹp và có tinh thần tích cực trong công việc. Hơn nữa qua mấy lần tiếp xúc, chủ tịch cũng cảm thấy Du Giang vô cùng đáng yêu. Kang Su giấu giếm sự thật về việc Du Giang có con trước hôn nhân. Anh biết rõ ngay cả khi ông nội là một người rất cởi mở, nhưng ông cũng không dễ dàng chấp nhận được chuyện này ngay lập tức. Ngay sau khi cháu trai đi, chủ tịch gọi trợ lý vào để điều tra tình hình phía Du Giang. Mẹ Chi Sơn có nghi ngờ trong lòng, vì vậy bà thường xuyên nghe lén cuộc trò chuyện của hai vợ chồng Chi Sơn. Khi biết kết quả xét nghiệm vẫn chưa bị hủy bỏ, bà ta liền chạy về nhà lục tìm. Bà luôn mong ước có một đứa cháu mang dòng máu của con trai mình, dù là con ngoài giá thú cũng không sao. Nhìn vào bản báo cáo xác minh quan hệ cha con, bà mở to mắt sung sướng. Tên người mẹ là Du Giang khiến bà cảm thấy giống với tên của cô phục vụ. Du Giang chưa bao giờ nghĩ đến việc có ai đó cạnh tranh với cô ấy để giành con trai. Tuy nhiên, danh tính thực sự của bạn trai khiến cô ấy tự ti không ngớt. Khi cô về nhà liền nhìn thấy mẹ Chi Sơn đến. Bà thấy Du Giang đang cho con trai ăn liền lao đến muốn bé cháu trai của mình. Mẹ Du Giang vội vàng tiến lên ngăn cản và hỏi người bạn mình có chuyện gì, tại sao lại làm như vậy. Mẹ Chi Sơn liền giải thích rằng đứa bé là máu mủ của gia đình bà ấy. Thậm chí bà ta còn bịa đặt sự thật rằng Du Giang đã quyến rũ con trai bà ấy. Du Giang vô cùng tức giận, đứa trẻ là giới hạn cuối cùng của cô ấy. Sau khi mắng bà ta một trận, cô nói mẹ đuổi bà kia ra khỏi nhà. Mẹ Chi Sơn vẫn không cần biết mọi chuyện giữa con trai mình và Du Giang, đối với bà cô chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé mà dám tư tưởng với con trai mình. Sau đó bà đặt xét nghiệm ADN lên bàn cho mẹ Du Giang và cô cùng xem cũng chứng minh những gì mình nói là đúng. Trở lại phòng, Du Giang liền gọi điện cho Chi Sơn và lớn tiếng quát anh là kẻ lừa đảo. Tại sao anh nói không quan tâm đến đứa nhỏ nhưng lại để cho mẹ đến làm phiền mẹ con. Cô cũng nói rõ quan điểm của mình với Chi Sơn, không ai được phép mang con trai rời xa khỏi cô. Ngay khi Chi Sơn vừa cúp máy, vợ anh ta bước vào phòng. Sau khi biết về hành động của mẹ chồng, cảm xúc mà cô đã kìm nén từ lâu sắp bùng nổ. Cô hỏi chồng định làm gì, Chi Sơn đã can đoan một cách quả quyết rằng sẽ không bao giờ công nhận đứa trẻ. Nhưng mẹ của anh thì nhất quyết dù có phải sử dụng biện pháp gì cũng phải đưa cháu trai trở về.
Thái độ kiêu ngạo của bà khiến mọi người không biết phải nói gì. Sau đó, Du Giang khóc lóc nói xin lỗi với mẹ. Bà chỉ hỏi cô một câu có phải con bị lừa không? Thấy cái gật đầu của con gái, người mẹ càng đau lòng hơn. Trong khi đó, trợ lý lại đưa thông tin sai cho chủ tịch. Vì từ khi mang thai đến khi sinh, Kang Su luôn ở bên cạnh Du Giang, nên trợ lý liền nghĩ rằng đứa bé là con trai của Kang Su. Chủ tịch nghe thấy điều này thì vô cùng vui mừng, đứa cháu trai luôn mang chủ nghĩa độc thân không ngờ lại có con trước khi cưới. Vợ Chi Sơn hẹn gặp Du Giang nói chuyện, ngay khi cô ngồi xuống, Du Giang khóc lóc và nói rằng mình cũng là nạn nhân. Cô chỉ muốn nuôi con lớn lên trong yên bình. Vợ Chi Sơn nghe vậy thì không thể nghe thêm được nữa, cô yêu cầu Du Giang và đứa bé rời khỏi Seoul. Lần đầu tiên, vợ Chi Sơn một cô gái luôn ăn nói nhã nhặn trở nên thô lỗ như vậy. Nói xong yêu cầu của mình, cô bước ra khỏi nhà hàng như một người không hồn. Cô cảm thấy bản thân đã trở thành một người đáng kinh tởm. Ngay sau đó, cô lao vào văn phòng của chồng và giải tỏa sự oán hận trong lòng như một kẻ điên. Du Giang không hối hận khi sinh con trai, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng sự hiện diện của đứa bé sẽ làm tổn thương một người phụ nữ vô tội. Du Giang bắt đầu đấu tranh, liệu có nên mang theo đứa bé và trốn đến một nơi mà không ai biết đến không? Tối về, Chi Sơn đến phòng của mẹ và tuyên bố sẽ không công nhận đứa bé, nhưng dù anh nói gì, mẹ vẫn kiên quyết không từ bỏ. Bà phải giành lại đứa bé, vì đó là máu mủ của gia đình bà, thậm chí còn muốn yêu cầu con dâu chăm sóc đứa nhỏ đó. Ngày hôm sau, bà lại mang một đống đồ đi thăm cháu. Mẹ của Du Giang yêu cầu mẹ Chi Sơn phải làm rõ tình hình hơn nữa, bà chỉ là mẹ của Chi Sơn nên không có quyền tranh giành đứa bé. Mẹ Chi Sơn tức giận vu khống Du Giang không có đạo đức. Tuy nhiên mẹ Du Giang cũng không hiền lành nữa, bà yêu cầu mẹ Chi Sơn gọi anh ta ra để đối chất xem ai là kẻ không có đạo đức lừa con gái bà. Mẹ Chi Sơn rời đi trong tâm trạng tức giận. Ngay lúc đó, bà tình cờ gặp Kang Su đang đưa Du Giang về nhà. Càng nhìn, bà càng ghen tị, ban đầu bà còn muốn Kang Su trở thành con rể của mình. Về nhà, bà bắt đầu suy nghĩ cách để thuyết phục vợ chồng Chi Sơn giành lại cháu trai. Bố Du Giang biết được mọi chuyện thì buồn bã ngồi trong bếp uống rượu một mình. Mỗi khi nghĩ đến đứa con gái út bị lừa dối, ông tức giận đến không thể ngủ. Sáng hôm sau, ông đến công ty Chi Sơn sớm muốn trừng phạt tên đều giả lừa con gái mình. Tuy nhiên khi nghe nói ông là bố của Du Giang, Chi Sơn tỏ ra cười khinh thường. Sau đó, anh ta dẫn ông vào phòng làm việc. Cho đến bây giờ, Chi Sơn vẫn cho rằng mình không có lỗi, bởi vì anh ta không ép Du Giang sinh con. Hơn nữa, cô ấy đã đang hẹn hò với người khác nên anh không cần phải chịu trách nhiệm gì với cô. Vẻ mặt không biết xấu hổ và vô liêm sỉ của Chi Sơn khiến bố Du Giang không thể chịu nổi. Ông nắm chặt cổ áo Chi Sơn và chửi anh ta không phải là người. Cũng cảnh cáo anh mình chỉ tha cho anh ta một lần, nhưng lần sau ông sẽ không tha cho anh nữa. Bố Du Giang cũng yêu cầu Chi Sơn không để mẹ anh đến thăm đứa bé. Kang Su rủ Du Giang đi dạo muốn bàn với cô lừa dối ông nội anh chuyện đứa bé là con ruột của anh. Tuy nhiên lúc này chủ tịch quyết định đến nhà Du Giang mà không báo trước. Ngay khi xuống xe, ông thấy hai người đang dạo bước với đứa bé. Ông cất tiếng gọi họ dừng lại và vội vã đến gần để nhìn cháu trai một cái. Ông chỉ vào đứa bé hỏi Kang Su, đây chính là con trai của cháu phải không? Nhìn thấy chủ tịch chơi với đứa bé vô cùng vui vẻ, Du Giang không biết phải nói gì. Chủ tịch hy vọng hai người sẽ sớm kết hôn. Biệt thự, xe hơi sang trọng, mọi thứ đều dành cho cháu dâu làm của hồi môn. Chủ tịch bé đứa bé trên tay và thắc mắc không biết nó giống ai. Trợ lý bên cạnh cũng rất giỏi trong việc lấy lòng liền nói rằng nhìn nó rất giống chủ tịch. Nghe đến đây Du Giang cảm thấy nghẹn ngào, cô không muốn lừa dối chủ tịch, nhưng Kang Su lại ngăn cản không cho cô nói. Cảm giác lừa dối này khiến cô càng áy náy trong lòng. Mẹ Chi Sơn vì muốn giành quyền nuôi cháu mà không tiếc lời trách móc con dâu không thể sinh con nhưng lòng dạ hẹp hòi với con trai. Nếu cô yêu chồng thì sẽ chấp nhận con của chồng. Vợ Chi Sơn từ trên tầng đi xuống, cô nói chuyện trực tiếp với mẹ chồng để bà lựa chọn giữa con trai và cháu trai. Nếu bà chọn cháu, bà sẽ mất đi con, bởi vì cô tin rằng Chi Sơn không bao giờ từ bỏ danh vọng và giàu sang. Mẹ chồng cảm thấy khó thở và nổi cáu, cô con dâu hiện tại không còn là người con dâu để bị mẹ chồng bắt bài nữa. Chủ tịch nóng tính không thể chờ đợi được nữa, cháu mình cứ tìm lý do để trì hoãn việc hai gia đình gặp nhau. Ông đã quyết định đi đến nơi làm việc của cha của Du Giang và gặp ông. Lúc này, bố của Du Giang vẫn chưa biết chuyện Kang Su là cháu nhà tài phiệt. Chủ tịch nói thẳng rằng, sau khi hai người kết hôn, ông sẽ giao tập đoàn cho cháu trai của ông. Một tập đoàn lớn và nổi tiếng như vậy, ai cũng biết đến. Bố Du Giang cảm thấy vô cùng sốc, ông luôn nghĩ rằng con gái mình không xứng với Kang Su và cũng nhận ra rằng chủ tịch đã hiểu lầm đứa bé là cháu ruột của ông. Suốt bữa cơm, ông cảm thấy khó chịu như ngồi trên đống lửa. Khi hai người chia tay, con rể lớn của ông lại nhìn thấy. Anh vô cùng ngạc nhiên khi cha vợ quen biết với chủ tịch công ty mình. Con rể liền dừng xe lại và hỏi cha vợ thì được biết người đó là ông của Kang Su. Bố Du Giang lo lắng và khuyên con gái nên chia tay với Kang Su. Một gia đình có vị thế cao cấp như vậy sẽ không bao giờ đồng ý với việc kết hôn của hai người. Người cô lại luôn khen ngợi cháu gái mình tuyệt vời, có người còn không cả dám mơ, nhưng cháu gái cô chỉ cần chọn một người đem về nhà cũng có thể trở thành cháu của chủ tịch tập đoàn lớn. Mẹ Du Giang thì thở dài, bà luôn mong rằng Kang Su chỉ là một người bình thường. Kang Su sợ Du Giang bị lung lay nên hẹn gặp cô và yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm với mình. Cho đến hiện tại hai người không được dao động mà phải cùng nhau tiến về phía trước. Mẹ Chi Sơn vì muốn gặp cháu trai của mình nên đã lén đến nhà Du Giang để gặp cháu trai. Thấy không có ai ở nhà, bà bất ngờ nảy sinh một ý nghĩ xấu xa.
Lúc này mẹ Du Giang đi ra đầu ngõ mua một ít dưa hấu, khi quay về liền không thấy cháu trai mình đâu nữa. Bà hoảng sợ gọi điện báo cho Du Giang, Dung Giang lo lắng cho con trai. Trong lúc hoảng loạn cô vẫn đoán ra được là ai đã đưa con trai mình đi. Cô liền gọi điện cho Chi Sơn nhưng cũng không liên lạc được. Mẹ Chi Sơn đưa cháu trai về nhà, cô con gái nhắc nhở mẹ rằng điều này là phạm tội. Tuy nhiên bà không quan tâm đến điều đó, không chỉ tắt điện thoại mà còn bảo cháu gái gọi em trai. Khi vợ chồng Chi Sơn trở về thấy đứa bé ở trong nhà thì vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Chi Sơn tiếp xúc gần với con trai mình. Ánh mắt anh ta không tự chủ dừng lại trên đứa bé. Vợ Chi Sơn kiềm chế cơn giận rời ra khỏi phòng. Sau một lúc, Du Giang cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi điện thoại của Chi Sơn. Anh nói địa chỉ nhà để cô đến đón con. Người mẹ tham lam không muốn trả lại đứa bé, tìm mọi lý do để giữ lại. Người vợ từ nỗi oán giận trở thành sự tức giận, nghe tiếng chuông cửa liền lao ra ngoài, không biết phải xả hết sự đau trong lòng với ai liền trút giận lên Du Giang. Vợ Chi Sơn cảnh cáo Du Giang nên rời khỏi Seoul nếu không đứa bé bị cướp đi lúc đó lại hối hận không kịp. Lúc này Du Giang chỉ muốn đưa con trai mình rời khỏi nhà Chi Sơn. Lúc này Kang Su cũng đã đến, anh liền lao vào trong nhà để bế bứa bé đi. Tuy nhiên Chi Sơn lại không muốn giao đứa bé cho anh, cho đến khi vợ Chi Sơn đi vào anh ta mới miễn cưỡng đưa đứa bé vào tay Kang Su. Ngoài miệng Chi Sơn nói không quan trọng, nhưng sau khi quay lưng thì mở tay ra nhớ lại cảm giác vừa ôm con trai trong lòng. Người vợ không thể chịu được cảnh chồng mình như vậy, thậm chí cô không cho phép chồng thở dài trước mặt mình. Hiện tại cô ép anh phải đưa ra lựa chọn, mẹ chồng và cô chỉ có thể chọn một. Người mẹ chồng không biết gì, hàng ngày lại bảo cháu gái giúp bà nói chuyện đưa em trai về nhà. Khi thấy bố mẹ về, cô bé liền chạy đến và nói cô muốn em trai đến sống cùng mình. Chi Sơn sợ vợ giận liền nhanh chóng cúi xuống giải thích với con gái rằng bà nội đã nhầm, em đó không phải là em trai của cô bé. Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu đã đến mức không thể hòa hợp. Chi Sơn không thể không đề xuất quyết định ra ngoài sống. Người mẹ không tin vào tai mình, bà đã nuôi dưỡng anh lớn lên bằng nước mắt và lao động vất vả. Giờ con trai đã thành công nhưng lại vì vợ mà vứt bỏ hết. Bà mẹ đặt ra lời đe dọa Chi Sơn, nếu dám rời khỏi nhà này, tôi coi như không có con trai nào như thế. Chi Sơn mặc kệ những lời đe dọa của mẹ, anh quay đầu dặn em gái chăm sóc mẹ cẩn thận. Du Giang trong lòng cũng luôn lo sợ mất con nên muốn rời khỏi Seoul, nhưng cô lại không đành lòng bỏ lại bạn trai mình yêu thương sâu đậm. Chủ tịch vẫn đang rất vui mừng vì cháu trai mình đã có con trai, nhưng đáng tiếc, Chi Sơn lại cố ý lan truyền những tin đồn xấu và nói với chủ tịch đứa trẻ không phải là con của Kang Su. Nghe được điều này, chủ tịch liền gọi Du Giang đến nhà. Trong những ngày qua, Du Giang cũng luôn sống trong nỗi ân hận về việc lừa dối chủ tịch. Đối diện với sự thẩm vấn của công, cô quyết định thú nhận mọi thứ, cô không muốn lừa dối người già. Để tránh làm rắc rối thêm mọi chuyện, Du Giang giấu kín mối quan hệ của mình với Chi Sơn và nói dối rằng cha của đứa trẻ đã qua đời. Dù có thích Du Giang đến đâu, chủ tịch cũng không thể chấp nhận cháu trai mình cưới một người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên, Kang Su đã bước vào và đối đầu trực diện với ông nội. Bất kể ông nội có đồng ý hay không, anh quyết không chuyển lòng. Du Giang ép bạn trai quay lại và xin lỗi ông nội, anh như vậy sẽ khiến cô trở thành người có tội. Kang Su không muốn bạn gái phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Sau cuộc cãi cọ, Du Giang và Kang Su đã đặt ra ba quy định, không bao giờ tức giận trước người lớn tuổi, thảo luận mọi vấn đề một cách hòa bình và hy vọng anh ta suy nghĩ lại từ góc độ của cô. Dần dần, họ giải quyết được sự tức giận của ông nội. Kang Su cũng nhẹ nhàng nói chuyện với ông nội, mong ông nội đồng ý với cuộc hôn nhân này. Kết quả, chưa đến 3 phút, họ lại tranh cãi. Hai ông cháu tranh cãi với nhau, không ai muốn nhượng bộ. Kang Su vừa mới tính sẽ tiếp tục đối đầu với ông nội, bỗng anh nhớ đến lời nói của bạn gái. Kang Su lần đầu tiên nhỏ nhẹ van xin ông nội. Chủ tịch là người cứng miệng nhưng mềm lòng, không chịu nổi sự cầu xin của cháu trai. Sau một thời gian suy nghĩ, chủ tịch cuối cùng quyết định nhượng bộ một bước, yêu cầu Du Giang muốn làm cháu dâu của ông thì phải từ bỏ đứa bé. Ông không yêu cầu Du Giang phải trả lời ngay mà có thể suy nghĩ trong vài ngày. Nhưng Du Giang không do dự, từ chối điều này mà không suy nghĩ, sau đó cô rời khỏi nhà của chủ tịch. Từ lúc sinh con, cô đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Ngay cả khi phải hy sinh cả cuộc đời hạnh phúc của mình, cô cũng sẽ không từ bỏ con. Chủ tịch vốn có tính khí nóng nảy, đó cũng là giới hạn của ông. Nếu Kang Su không chịu từ bỏ, ông sẽ không bao giờ cho phép anh thừa kế tài sản. Du Giang hiểu đúng quan điểm của chủ tịch, cô cũng không thể tiếp tục tham lam, vì vậy quyết định gặp Kang Su và đau lòng đề xuất chia tay. Cô nói dối rằng mình cảm thấy quá mệt mỏi khi ở bên anh, cô cũng cảm thấy mình không xứng đáng với anh và không để lại bất kỳ cơ hội nào cho Kang Su níu giữ mình. Làm sao Kang Su lại không hiểu được tâm trạng của cô, vì vậy anh đã đến nhà muốn gặp cô để níu kéo. Tuy nhiên bố của Du Giang đã đi ra và nói rằng cô đã rời đi cùng với đứa bé. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng ông vẫn cho rằng hai người không thể tiếp tục cuộc hôn nhân vì sẽ làm tăng thêm đau khổ. Ông cảm ơn anh đã chăm sóc Du Giang suốt thời gian dài như vậy. Du Giang đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Kang Su vẫn chưa từ bỏ hy vọng, anh đã gọi trợ lý ra ngoài và biết được mọi chuyện giống như suy đoán của anh. Cô rời xa anh vì ông nội đã yêu cầu cô phải từ bỏ đứa nhỏ. Kang Su biết Du Giang vì yêu mình nên mới quyết định rời xa anh, nhưng anh vẫn tức giận vì quyết định đó của cô. Mẹ Chi Sơn vì muốn chiếm lại đứa cháu trai mà ốm nặng nằm trên giường. Cô con gái thấy vậy liền đến trách móc anh trai và chị dâu tàn nhẫn, dù thế nào cũng không thể bỏ mặc mẹ. Người vợ liền nói với em chồng hãy đi hỏi xem, trên thế giới có vợ nào chấp nhận con ngoài giá thú của chồng được không? Cùng là phụ nữ nhưng mẹ chồng hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của chính cô. Chi Sơn không dám nói nhiều, liền chọn cách rời đi né tránh những xung đột. Ngược lại với anh ta là Kang Su,
Vì muốn lấy lại tình cảm của Du Giang, ngày nào anh cũng đến nhà Du Giang chờ đợi. Anh không tin người yêu mình rời đi mà không một lời giải thích. Không biết đã bao lâu, Du Giang, người phải chịu đựng đau khổ suốt thời gian dài, cuối cùng đã cho anh vào nhà. Cô nghĩ rằng ý chí của mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng Kang Su đã bắt cô thể theo tên của đứa bé, chứng minh rằng cô không yêu anh. Du Giang không thể nói ra bất kỳ điều gì. Kang Su đảm bảo rằng anh sẽ có được sự đồng ý của ông nội, họ sẽ sống cùng nhau suốt đời. Hai người ôm nhau khóc, còn người cô và anh rể lớn thì rất vui mừng vì Du Giang đã tìm được tình yêu đích thực. Họ lo lắng Du Giang sẽ bỏ lỡ một người đàn ông xuất sắc như vậy. Dù vậy nhưng người cha già vẫn lo lắng, với tình hình hiện tại của con gái, cô không nên đắm chìm trong một gia đình như thế. Trong khi đó, chủ tịch phát hiện ra rằng con trai của Du Giang thực sự theo họ của mẹ, có nghĩa là cha của đứa bé có thể là một người đàn ông đã kết hôn. Chủ tịch vô cùng tức giận, cho rằng cháu trai mình bị Du Giang lừa dối. Ngày hôm sau, ông đã mời bố của Du Giang đến văn phòng và rút ra một tờ séc trị giá 3 tỷ đô la, nhờ ông khuyên con gái buông tha Kang Su. Bố Kang Su cả đời thanh liêm viền trả lại tờ séc và hứa sẽ giải quyết chuyện này. Khi hai người đang trò chuyện, Kang Su bất ngờ bước vào phòng, khiến ông nội hoảng sợ lấy tờ séc giấu đi. Bố của Du Giang hiểu rõ, chủ tịch sẽ không bao giờ đồng ý với cuộc hôn nhân này. Đau đớn dài lâu cũng không bằng đau đớn ngắn gọn yêu cầu Kang Su rời xa con gái mình. Kang Su, người nhạy bén đã chất vấn ông nội, tại sao lại dùng tiền để làm nhục người khác? Ngay sau khi thấy hành động của mình bị lộ, chủ tịch liền la mắng cháu trai. Hai người cãi nhau một trận rồi mỗi người rời đi. Ở phía khác, mẹ Chi Sơn thấy rằng dù mình có ốm đến chít thì con trai cũng không thay đổi ý định rời khỏi nhà. Vì vậy bà đã thay đổi chiến thuật của mình. Sau 8 năm sống cùng nhau, lần đầu tiên, bà nhút nhát nói nhỏ với con dâu thừa nhận mình là một người mẹ chồng xấu xa. Trước đây vì cô không thể sinh con mà lại đối xử nghiêm khắc với cô. Vợ Chi Sơn không muốn nghe nữa, tóm lại cô không đồng ý nuôi con riêng của chồng. Mẹ chồng lại nắm lấy tay cô, cố gắng thuyết phục cô. Dòng máu không thể cắt đứt được, sau này chồng cô sẽ hối hận, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn. Trái tim của người vợ lúc này đã bắt đầu lung lay, nhưng vẫn không lập tức đồng ý yêu cầu của mẹ chồng. Ngay khi bố Du Giang về nhà, ông buộc con gái chia tay. Rõ ràng, chủ tịch đang coi Du Giang như một kẻ lừa đảo. Nếu cô muốn có cuộc sống bình yên, thì hãy kết thúc ở đây. Nhìn vào bóng lưng già nua của cha, Du Giang không thể không rơi nước mắt. Sau khi trở thành mẹ, cô hiểu thêm về sự khó khăn của cha mẹ. Sau những vất vả và đau khổ, cô quyết định rời đi với con trai. Cô đến một vùng nông thôn sinh sống cũng để tránh cho mẹ Chi Sơn cướp đi đứa bé. Ru Giang cũng quyết định xóa đi bức ảnh của cô và Kang Su chụp chung. Kang Su không thể liên lạc được với Du Giang thì trở nên thất thần, anh ta chỉ có thể dùng tin nhắn thoại để bày tỏ nỗi nhớ cô. Chi Sơn biết được liền chân chọc trước mặt Kang Su rằng Du Giang là kẻ tham lam nhất trên thế giới. Anh ta cũng đang thu thập nhiều bằng chứng xấu về Kang Su với mục đích là đuổi anh ra khỏi công ty. Khi Chi Sơn về nhà, mẹ anh vì muốn giành được cháu trai mà liên tục nói với con trai không có con nối dõi huyết thống thì có gia tài cũng không để làm gì. Chi Sơn cũng bắt đầu dao động, nhưng anh ta không dám đề cập ý định này với vợ mình. Ngày hôm sau, Kang Su bị truy tố và bắt giữ tại trụ sở cảnh sát vì anh đã va vào xe của Chi Sơn trước đó. Chi Sơn đi ra ngoài với nụ cười tự mãn, anh biết rõ ràng chủ tịch quan trọng về danh tiếng nhưng sẽ không giúp đỡ cháu trai vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đúng như dự đoán của Chi Sơn, chủ tịch không chịu giúp đỡ Kang Su nhưng lại yêu cầu trợ lý điều tra xem hai người có mâu thuẫn gì không. Hôm đó mẹ chồng đã tìm thấy một hợp đồng mua nhà trong phòng con dâu, điều này cho thấy hai vợ chồng họ thật sự định ra ngoài ở riêng. Khi Chi Sơn trở về, bà đã khóc lóc mà hỏi con trai có phải họ đã lên kế hoạch rời đi từ trước nên mới mua nhà nhanh chóng như vậy. Bà không ngờ con trai mình có thể trở nên tàn nhẫn như vậy. Tuy nhiên Chi Sơn nói rằng đó chỉ là gần đây họ mới đi xem nhà mà thôi. Cô con gái nhỏ lại chạy đến phòng này nỉ mẹ đưa em trai về nuôi khiến người vợ rơi vào suy nghĩ nhiều hơn. Ngày hôm sau Kang Su bị thẩm vấn tại cuộc họp cổ đông. Để không đẩy người yêu vào tình thế khó xử, Kang Su không thể tiết lộ mâu thuẫn giữa anh và Chi Su. Tuy nhiên, chủ tịch đã nhanh chóng phát hiện ra sự thật. Ông đã tìm đến Du Giang, giải thích tình hình gần đây của Kang Su và hy vọng cô có thể giúp cháu trai làm rõ mọi thứ. Suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng Du Giang vẫn quyết định giúp Kang Su làm sáng tỏ mọi thứ. Trong lúc này, công ty đang chuẩn bị sa thải Kang Su với cáo buộc sử dụng bạo lực trong công ty. Du Giang cũng vừa bước vào hành lang công ty và gặp vợ Chi Sơn. Vợ Chi Sơn cũng hiểu rõ mục đích của Du Giang. Vì vậy cô đã gọi Du Giang lại và hứa sẽ giúp cô giải quyết vụ của Kang Su. Nếu mọi việc bị phơi bày, không có lợi cho bất kỳ ai cả. Vợ Chi Sơn nhìn chăm chú vào đứa bé và đưa ra một sự đe dọa với Du Giang. Nếu mọi việc bị lộ ra cô ta và chồng sẽ giành quyền nuôi con. Điều này khiến Du Giang không thể không nhượng bộ. Chi Sơn nhanh chóng nhận được một tờ giấy từ Du Giang, anh liền đứng dậy và tuyên bố mình sẽ rút lại vụ kiện đối với ông Kang Su. Khi Kang Su và Du Giang rời đi vô tình gặp Chi Sơn, anh ta chỉ chăm chú nhìn vào đứa bé, cảnh này vừa hay bị người vợ đứng ở gần đó nhìn thấy. Ban đầu, Du Giang muốn ngay lập tức quay về quê nhà, nhưng bố lại đến ga để giữ cô lại, không muốn cô phải chịu khổ một mình ở nơi xa. Tuy nhiên, Du Giang trở về nhà lại có giấc mơ xấu, cô mơ thấy đứa bé bị cướp đi. Quá lo sợ, Du Giang quyết định rời khỏi Seoul. Trước hết là để tránh gia đình của Chi Sơn, sau đó là để ép buộc bản thân và Kang Su chấm dứt quan hệ. Trong khi đó, bà mẹ chồng lại nghĩ mọi cách thuyết phục con dâu để cô giành quyền nuôi con. Bất cứ điều gì bà cũng sẵn lòng làm chỉ cần có thể đưa cháu trai trở về.
Vợ Chi Sơn không thể kìm lòng khi nhớ lại biểu cảm của chồng nhìn con trai. Con gái cũng liên tục muốn mẹ đón em trai về. Sau nhiều do dự, cô cuối cùng đã chấp nhận, nhưng có một điều kiện, phải đảm bảo Du Giang mãi mãi rời khỏi Hàn Quốc. Bà mẹ chồng rất hồi hộp, bà nắm chặt tay con dâu và hứa sẽ giúp con dâu giải quyết mọi vấn đề sau này, thậm chí còn muốn đưa Du Giang đến Mỹ. Bà cảm thấy như đang mơ, hét lên gọi con gái đến để thảo luận phương án. Sau đó, người vợ lên tầng hỏi chồng liệu anh ta có cảm xúc nào với đứa trẻ không. Cô ép chồng nói thật, cuối cùng Chi Sơn cũng đành thú nhận, đó có lẽ là vì cùng một dòng máu. Người vợ sụp đổ, cô cảm thấy mình đã thua rồi, vì vậy cô quyết định sẽ đưa đứa bé về nuôi. Nói xong người vợ liền xuống nhà để uống rượu. Chi Sơn không muốn người vợ cảm thấy khó chịu liền nhận bản thân mình là người xấu và sẽ bị ông trời trừng phạt. Nhưng người vợ nói rằng cô ấy chỉ muốn lấy lại đứa bé từ tay của Du Giang vì để trả thù, không muốn thấy người phụ nữ đó hạnh phúc. Cô cũng nói rõ ràng đừng mong cô ấy có thể trở thành một bà mẹ kế tốt. Du Giang vội vàng quay trở lại quê trong đêm, Cang Su đứng từ xa nhìn theo. Anh không muốn gây gánh nặng cho bạn gái và thề trong lòng rằng sẽ có một ngày anh sẽ đưa mẹ con cô trở về Seoul. Ngày hôm sau, mẹ Chi Sơn đi đến gần nhà Du Giang lan truyền tin đồn rằng cô là một người mẹ độc thân và đã làm những việc không nên. Rất nhanh hàng xóm đều đang bàn tán sau lưng, khiến gia đình Du Giang không muốn ra khỏi nhà. Cha cô thì hoàn toàn không quan tâm, ông chỉ muốn con gái và cháu trai sống yên bình. Cang Su đặc biệt đến tìm ông, muốn mời ông uống một chén. Ông cũng rất tiếc vì họ không thể thành đôi, ông cũng hy vọng Cang Su không tiếp tục lãng phí thời gian vào con gái mình. Cang Su không muốn từ bỏ, chỉ cần có thể liên lạc với Du Giang đối với anh cũng đã thấy đủ. Tuy nhiên dù Du Giang đã chạy về quê vẫn bị vợ Chi Sơn tìm tới. Cô ấy tuyên bố muốn tranh giành quyền nuôi con thông qua pháp luật. Du Giang cảnh cáo rằng hai vợ chồng Chi Sơn không thể tranh giành đứa con mà cô ấy đã vất vả sinh ra. Tuy nhiên người vợ nói cô hãy giữ những lời này để nói tại tòa. Đồng thời, Chi Sơn cũng tìm luật sư để tư vấn. Luật sư gợi ý nên nộp bản báo cáo xác minh quan hệ cha con lên để khiếu nại, nhưng thông thường sẽ phán quyền nuôi con cho người bố trừ khi người mẹ không có khả năng kinh tế. Khi nghe xong, Chi Sơn cảm thấy thắng lợi trong tay. Người vợ luôn nghĩ rằng sự tồn tại của Du Giang làm tan vỡ gia đình của cô, vì vậy chỉ khi đối phương biến mất và cô giành lại đứa con, họ mới có thể phục hồi như trước. Du Giang rất tức giận, cô sẽ không bao giờ để con trai cho họ. Khi đối phương rời đi, cô cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nước mắt đau buồn. Không ngờ, đồng nghiệp ở trường mẫu giáo nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, tưởng rằng cô là người phá hỏng gia đình người khác. Vợ Chi Sơn về nhà, mẹ chồng liền hỏi về tiến triển của sự việc. Chỉ cần có thể đưa đứa cháu trở về, bà sẵn lòng làm bất cứ việc nào cho con dâu. Cảm xúc của cô con dâu rối bời. Mặc dù cô cảm thấy ghê tởm đối với Du Giang nhưng cũng thấy việc làm như vậy hơi tàn nhẫn. Chuyện của Du Giang lan truyền khắp trường mẫu giáo. Một số giáo viên mầm non tìm đến hiệu trưởng tố cáo Du Giang. Đúng lúc Du Giang bước vào, đứa bé có chút sốt, cô cần xin phép nghỉ ra ngoài một lát. Vì quá lo lắng cho con mà cô không nhận ra ánh mắt lạ lùng của vài đồng nghiệp. Sau khi điều trị xong cho đứa bé, cô đứng ở ngã tư chờ taxi vô tình gặp phụ huynh của học sinh. Người đàn ông liền chở cô đến trường mẫu giáo. Du Giang muốn từ chối, nhưng anh ta ép cô lên xe. Cảnh này vừa hay đã bị một phụ huynh khác chứng kiến. Buổi trưa, hai vợ chồng Chi Sơn lại đến nơi Du Giang ở, người vợ ngồi trong xe đợi, trong khi Chi Sơn đến gặp Du Giang để trao đổi về vấn đề quyền nuôi con. Du Giang ước gì có thể ra tay với tên đê tiện này, cũng nhắc nhở hắn rằng đứa trẻ này không liên quan gì đến anh ta. Nhưng Chi Sơn lại tỏ ra khinh bỉ, anh ta làm như vậy là vì gia đình của mình. Lúc trước, anh ta còn lo sợ đứa nhỏ sẽ làm hại tương lai của mình, nhưng giờ lại nói ra những lời nhục nhã như vậy. Chi Sơn hoàn toàn không quan tâm đến những lời chửi rủa đó, chỉ hy vọng Du Giang sẽ sẵn lòng chuẩn bị tinh thần. Nếu không đủ khả năng tranh giành thì đừng ép buộc. Trở lại trường mẫu giáo, một số phụ huynh lại đến gây rối, cáo buộc Du Giang đã làm những điều không văn hóa. Du Giang rất bối rối, cô vừa muốn giải thích đã bị họ kéo tóc. Hai vợ chồng Chi Sơn chứng kiến cảnh này nhưng không có ý định giúp đỡ. May mắn Cang Su đã xuất hiện kịp thời, nghe những lời vu oan từ phụ huynh, Du Giang cuối cùng quyết định phản kháng. Cô không thể rời đi như vậy, cô chạy ra ngoài phòng ngủ và gọi điện thoại, yêu cầu phụ huynh đến trường để trao đổi trực tiếp. Người đàn ông chở cô về đã thanh minh lấy lại sự trong sạch cho cô. Người vợ gây rắc rối thì cúi đầu xin lỗi. Trên đường về, vợ Chi Sơn chế giễu Du Giang là loại người thích mồi chài đàn ông. Chi Sơn không đáp lại vì anh biết Du Giang không phải là loại người như vậy. Du Giang không muốn trốn tránh nữa, cô quyết định trở về Seoul ngay trong ngày đó. Nhưng cô không dám quay về nhà của cha mẹ, sợ Chi Sơn sẽ đến cướp đứa bé. Vì vậy chỉ có thể đến nhà Cang Su và cha con luật sư. Để bảo vệ con trai, cô phải nhanh chóng tìm một công việc ổn định. Điều kỳ lạ là nhiều đơn xin việc của cô đã gửi đi nhưng không thấy phản hồi. Các cuộc gọi đến đa phần chỉ là các công việc tạm thời hoặc bán thời gian. Mẹ Du Giang không biết rằng con gái mình đã trở về Seoul nên gọi điện muốn cô nhanh chóng về nhà để chuẩn bị tiệc trăm ngày cho cháu trai. Du Giang không dám nói với mẹ về tình hình hiện tại. Bố mẹ đã lo lắng vì cô quá nhiều. Ngày hôm sau, mẹ cô đã về quê để thăm cháu trai. Khi biết rằng hai mẹ và con Du Giang đã rời khỏi đó, bà đã hỏi hiệu trưởng xem cặp vợ chồng hôm qua đã nói gì. Cang Su tức giận lao vào phòng Chi Sơn, dù phải sử dụng phương pháp gì đi nữa, anh nhất định không để cho Chi Sơn cướp đi đứa bé. Chi Sơn chỉ bình thản nói rằng chuyện này không liên quan đến anh. Chủ tịch luôn lo sợ cháu trai lại bị kéo vào vấn đề của Chi Sơn và Du Giang. Nhưng ông chỉ biết Chi Sơn vì tương lai mà thậm chí còn không công nhận huyết thống. Hiện tại ông vẫn chưa biết chuyện Chi Sơn muốn cướp lại đứa bé.
hôm nay ông muốn đến nhà của Kang Su để dò xét tình hình. Lúc đó, Du Giang mới biết được tin Chi Sơn đã ngăn cản cô tìm việc làm. Cô không thể chịu đựng được nữa, liền gọi điện cho Chi Sơn và chất vấn anh ta qua điện thoại. Cô gọi anh ta là kẻ vô nhân tính, là rác rưởi. Du Giang không ngờ chủ tịch đang đứng sau lưng mình. Ông rất tức giận, không phải cô đã cam kết rằng sẽ chia tay với cháu trai mình tại sao lại đến đây ở. Ông nói với Du Giang chỉ cần hai người chia tay, ông sẽ đồng ý với mọi điều mà Du Giang muốn. Chẳng ngờ, cô nói mình chỉ cần một công việc ổn định và lương cao. Chủ tịch không biết được mục đích của Du Giang liền đồng ý rằng nếu cô rời đi ông sẽ sắp xếp cho cô. Ông cũng yêu cầu việc này nhất định phải giữ kín đối với Kang Su. Khi rời đi, chủ tịch vô cùng tức giận, ông không thể hiểu vì sao Du Giang lại bán cháu trai của tôi chỉ vì một công việc. Du Giang ngay lập tức sắp xếp hành lý, quyết định rời đi. Trước khi ra đi, cô còn nhắc nhở cậu bé không được nói với Kang Su về việc chủ tịch đến và rút ra một ít tiền lẻ cho cậu bé. Nhưng cậu bé hiểu chuyện không chịu nhận, chỉ muốn chờ cô kiếm ra nhiều tiền hơn rồi mới nhận. Nhưng Du Giang vẫn ép buộc cho cậu bé nhận, cảm ơn họ đã tốt với mình. Du Giang tổ chức tiệc trăm ngày cho con, nhưng mẹ của Chi Sơn lại tự mình mò tới. Bà ta không chịu khuất phục, đụng độ mạnh mẽ với gia đình Du Giang. Lúc này, Kang Su đi vào. Mẹ Chi Sơn ngay lập tức thay đổi thái độ và tự giới thiệu bản thân. Nhưng Kang Su hoàn toàn không để ý đến bà mà đưa quà tặng cho Du Giang rồi rời đi. Mẹ Chi Sơn liền đuổi theo và lên xe Kang Su. Bà muốn anh thuyết phục Du Giang từ bỏ đứa bé vì điều này sẽ có lợi cho việc họ kết hôn. Nhưng không ngờ lại bị Kang Su làm ngơ và đuổi xuống xe. Để bảo vệ đứa con trai, Du Giang đã thực hiện thỏa thuận với chủ tịch. Cô hẹn gặp Kang Su ở quán cà phê, cô lại một lần nữa cương quyết chia tay. Bây giờ cô đã chán ghét anh đến mức có thể thề dưới danh nghĩa của đứa con trai rằng mình không nói dối. Ánh mắt của Kang Su đã ướt đẫm, anh ấy nghẹn ngào hỏi cô từ khi nào đã bắt đầu ghét anh. Lần này, Kang Su cũng không giữ cô lại. Về nhà, Du Giang xem qua món quà mà bạn trai đã chuẩn bị, đó là một chiếc áo có in hình chung của ba người. Cuối cùng, cô không còn chịu nổi mà ôm mặt khóc nức nở. Giữa con trai và bạn trai, cô chỉ có thể chọn con trai. Trong khi đó, Kang Su uống say tại nhà hàng, chủ tịch nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại thông báo. Ông nghĩ rằng có lẽ hai người đã chia tay và gấp gáp yêu cầu trợ lý đi đón người. Đến nửa đêm, Kang Su tỉnh dậy, nhớ lại những lời lạnh lùng của Du Giang, anh quyết tâm buông tay và đóng gói những vật dụng liên quan đến hai người vào thùng. Để giành lại quyền nuôi con, Chi Sơn đã cản trở Du Giang tìm việc làm, tưởng rằng điều này sẽ giúp anh có lợi thế. Tuy nhiên người vợ lại lo lắng không biết hành động này của họ đúng hay sai. Sau khi chia tay Kang Su, Du Giang rất lo lắng vì chủ tịch vẫn chưa thực hiện lời hứa. Cô gọi điện thoại, nhưng ông lại chỉ bảo trợ lý nói rằng ông không có ở nhà. Không ai biết chủ tịch định làm gì, Du Giang không dám nói về tình cảnh của mình cho bố mẹ. Trái tim cô như có một viên đá lớn đang đè nặng. Mẹ tưởng rằng cô ấy bị tiêu chảy và luôn giúp Du Giang chữa đầy hơi. Hành động này lại khiến cô liên tưởng ngay đến Kang Su và nhớ lại những điều tốt đẹp về anh. Cuối cùng chủ tịch cũng đã liên lạc với Du Giang. Ông đã đưa ra một công việc đáng kinh ngạc. Vì ngưỡng mộ kỹ năng của Du Giang, ông muốn mở một bộ phận riêng cho cô, chịu trách nhiệm về bán hàng trực tuyến. Ngoài lương cơ bản, cô còn được hưởng một khoản hoa hồng cuối năm là 5% và ông còn cung cấp cho cô một phòng làm việc riêng. Du Giang rất bất ngờ, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài mong đợi của cô. Ông ra lệnh cho cô mang hợp đồng về và suy nghĩ. Khi cô bước vào nhà, ngay lập tức thấy mẹ của Chi Sơn đang cầm tài liệu pháp lý, nói rằng bà có quyền được thăm cháu. Bà cô cảm thấy tức giận và xé nát tài liệu mà không thèm đọc nó. Du Giang không còn chịu đựng được nữa, chạy đến công ty tìm Chi Sơn nhưng người vợ lại ngăn cản và nói rằng mình muốn nói chuyện với cô. Du Giang yêu cầu vợ chồng họ hủy bỏ vụ kiện. Chi Sơn đi ra ngoài và kể vụ việc với Kang Su cũng vừa đến. Chi Sơn đã âm mưu từ lâu, luôn muốn phá hỏng mối quan hệ giữa Kang Su và chủ tịch. Trong khi đó, vợ Chi Sơn lại chỉ trích Du Giang, trách móc cô đã sinh con một mình, cho dù cô có bị lừa dối hay không cũng xứng đáng bị trừng phạt. Du Giang nói rằng đó là một sinh linh, cô không thể tàn nhẫn hại nó. Có phải mẹ đơn thân phải chịu tội hay không? Cô cũng là một người mẹ, nếu có ai cướp con của cô sẽ làm gì? Những lời của Du Giang khiến vợ Chi Sơn im lặng. Trong khi Du Giang đợi thang máy, Kang Su không dám tiến lại, anh sợ rằng cô sẽ càng ghét mình hơn. Chỉ khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh mới hối tiếc và đuổi theo như điên cuồng. Anh chạy xuống từ cầu thang an toàn cho đến tầng dưới, nhưng Du Giang vì thất thần mà quên nhấn số tầng. Vì vậy khi cô xuống đến tầng 1 thì Kang Su lại tưởng cô đã rời đi nên bước vào thang máy bên cạnh đi lên. Cứ vậy hai người lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Vợ Chi Sơn luôn nghĩ về những lời Du Giang nói. Nếu cô mang thai dù trong tình cảnh nào chắc chắn cô cũng sẽ không bỏ nó đi. Mặc dù hiểu tình cảm của đối phương, nhưng để bảo vệ hôn nhân của mình, cô chỉ có thể đánh cắp con của cô ấy một cách vô lương tâm. Du Giang kéo theo cơ thể mệt mỏi quay về nhà. Tuần tới cô phải đối mặt với vụ kiện quyền nuôi con, vì vậy cô buộc bản thân phải mạnh mẽ. Ngay sau đó, cô rút hợp đồng với chủ tịch và xem xét. Trong đó có một điều khoản là cô sẽ không bao giờ gặp lại Kang Su. Vì con trai, cô phải từ bỏ tình yêu và chiến đấu đến cùng với gia đình Chi Sơn. Hôm sau cô đến nhà chủ tịch và ký tên trên hợp đồng. Chủ tịch hài lòng nói với cô rằng đó là một việc làm tốt. Trong khi đó, trợ lý bất ngờ đi vào thông báo Kang Su đến. Du Giang không thể không trốn dưới bàn làm việc, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai ông cháu. Chủ tịch muốn Kang Su tập trung vào công việc, có người đang muốn loại bỏ Kang Su để chiếm vị trí của anh. Kang Su sau khi chia tay đã quyết định để ông nội sắp xếp cho anh kết hôn với một cô gái có hoàn cảnh gia đình tốt và xinh đẹp. Chỉ khi Kang Su rời đi, Du Giang mới dám đi ra khỏi gầm bàn. Theo hợp đồng đã ký,
cô không thể gặp lại Kang Su trong đời này. Sau đó, cô đến phòng làm việc được chủ tịch chuẩn bị. Ở đó, giấc mơ của Du Giang đã trở thành hiện thực nhưng cô không hề cảm thấy hạnh phúc chút nào. Trong đầu chỉ toàn là ánh mắt buồn của Kang Su. Du Giang không biết làm cách nào để điều chỉnh tâm trạng. Cô chỉ có thể lấy ra bức ảnh chụp chung với con, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cô cần công việc này, nếu không sẽ mất quyền nuôi con. Tuy nhiên, chủ tịch thích kiểm soát tất cả mọi thứ lại muốn thử nghiệm một điều, vì vậy đã hẹn gặp cháu trai vào cuối tuần tại một khách sạn. Hành động này chỉ để kiểm chứng xem hai người có thực sự chia tay hay không. Trong ngày hẹn, Du Giang theo đúng đơn hàng đi giao hàng đến khách sạn, hai người nhìn nhau từ xa, nỗi nhớ nhung đè nặng trên lồng ngực của họ. Tuy nhiên, Du Giang giả vờ không biết nhận ra Kang Su quay người rời đi, Kang Su liền kéo cô lại và muốn trò chuyện. Trong khi đó, chủ tịch lại kéo cô ra muốn trò chuyện. Khi Du Giang rưng rưng nước mắt nhìn Kang Su, cô thấy chủ tịch đi và liền quát Kang Su một trận mong anh tha thứ cho cô và sau này chỉ muốn là người xa lạ. Kang Su mất kiểm soát ngay lập tức, anh đẩy Du Giang vào góc tường nhưng cô lại yêu cầu anh để cô đi. Du Giang nói dối rằng cô hối tiếc đã yêu anh, sự xuất hiện của anh làm cho bản thân cô trở nên lụt sâu hơn. Kang Su từ từ buông tay nhưng không hiểu được tại sao một người phụ nữ đã yêu thương sâu đậm, tại sao lại trở nên lạnh lùng như vậy chỉ trong một đêm. Anh bắt đầu đuổi theo như một kẻ điên muốn bắt kịp Du Giang. Kang Su đạp ga suốt con đường và liên tục vượt qua các xe khác. Lúc này, ông nội lại gọi điện thoại nhưng Kang Su không nghe. Chỉ có điều chủ tịch không biết rằng cháu trai mình đã gặp tai nạn xe. Trong lòng ông vẫn còn chút than phiền về cách Du Giang nói chuyện vô cảm với Kang Su. Không lâu sau đó, bệnh viện gọi điện thoại đến thông báo với ông Kang Su gặp tai nạn giao thông. Bạn luật sư cùng phòng trọ cũng nhận được thông báo vội chạy đến. May mắn thay, sau khi kiểm tra thì thương tích của Kang Su không nghiêm trọng nhưng có chút chấn động não nhẹ. Bác sĩ không thể xác định chính xác lúc nào anh ta sẽ tỉnh dậy. Khi về nhà sau giờ làm, Du Giang nghe thấy tin đồn về tai nạn của Kang Su. Cô muốn đến hỏi thăm, nhưng bố cô không muốn con gái tiếp tục quan hệ với anh. Đúng lúc đó, con trai của luật sư bước vào. Bố của cậu phải ở lại bệnh viện để trông nom Kang Su, vì vậy cậu bé phải ở lại đây đêm nay. Nghe tin Kang Su gặp tai nạn xe, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, người mẹ cũng không yên tâm nên muốn con gái đi xem một chút. Người bố giả vờ không nghe thấy rời khỏi phòng khách và vào trong nhà đứng ở cửa sổ nhìn Du Giang ra khỏi nhà. Ông cũng rất quý Kang Su. Du Giang đẩy cửa phòng bệnh mở ra. Cô cảm thấy vô cùng tự trách bản thân vì mình nên Kang Su mới bị tai nạn. Vì vậy cô đã ở lại bệnh viện chăm sóc anh cẩn thận. Chi Sơn đến thăm Kang Su nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu nghĩ ngợi. Chờ đến khi Du Giang đi ra, anh mới lẻn về phòng bệnh. Anh ta đã phát hiện ra một bí mật quan trọng muốn nói cho Kang Su nghe. Khi đang tự nói với bản thân, Du Giang bước vào nhìn thấy Chi Sơn liền đuổi anh ta rời đi. Chi Sơn bảo cô hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, làm thế nào mà trước tai nạn hai người lại gặp nhau tại khách sạn một cách rất tình cờ. Rõ ràng có người đã sắp đặt mọi thứ, cô đoán người đó sẽ là ai. Du Giang không dám nghĩ nhiều, may mắn thay, Kang Su tỉnh lại sau một ngày một đêm bất tỉnh. Anh rút ống dẫn dịch ra khỏi tay và lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh. Du Giang nhìn thấy Kang Su từ xa, cô nhanh chóng chạy đến. Nhưng điều không ngờ là Kang Su đi qua cô mà không mảy may biểu lộ cảm xúc. Điều này giống như lời Du Giang từng nói với anh trước tai nạn. Nhưng Du Giang lại tưởng Kang Su đã mất trí nhớ. Ngay sau đó Kang Su đã đi ra bên ngoài và suy ngẫm về những gì đã xảy ra gần đây. Trái tim của anh đầy tổn thương và khó lòng tha thứ. Chủ tịch đến bệnh viện ngay lập tức để thăm cháu trai và nhận ra rằng lần này Kang Su dường như đã thực sự từ bỏ Du Giang. Những ngày qua, ông đổ toàn bộ sự tức giận lên Du Giang và muốn hủy hợp tác vì cô đã vi phạm hợp đồng. Du Giang không dám trách móc gì chủ tịch. Bây giờ mục tiêu duy nhất của cô khi còn sống là bảo vệ con trai, không để cho gia đình của Chi Sơn cướp cậu bé. Đôi khi cô cũng tự trăn trở liệu việc sinh con khi chưa kết hôn có thực sự xứng đáng không. Hôm sau, khi nhớ lại lời nói của Chi Sơn, cô nhận ra một điều chắc chắn là chủ tịch đã sắp đặt cuộc gặp đó, mục đích là để xác định liệu hai người đã chia tay chưa. Cô tức giận đi tìm chủ tịch để phản kháng. Chính ông gần như đã hại Kang Su chứ không phải là cô. Chủ tịch là một người đã sống cả đời trong thương trường nên không sợ sự đe dọa của Du Giang. Dù cô nói gì ông cũng kiên quyết muốn hủy bỏ hợp đồng. Du Giang tốt bụng không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa ông và Kang Su nên chỉ có thể đồng ý. Nhưng chủ tịch đã đưa tờ hợp đồng bí mật đó cho cháu trai và nói với anh đây chính là người phụ nữ mà anh ta đã chọn. Chỉ vì một công việc mà cô quyết định từ bỏ anh. Kang Su cẩn thận đọc qua các điều khoản trên đó. Dù hiểu rõ Du Giang đã làm như vậy vì con trai, nhưng trong lòng anh ta không khỏi tức giận. Trong lúc này, Du Giang đang sắp xếp đồ đạc, chủ tịch đã rút vốn và đóng cửa phòng làm việc của cô. Khi cô định rời đi thì Kang Su bất ngờ xuất hiện, dáng vẻ như vậy, làm sao mà giữ được đứa con. Du Giang đỏ mặt xin anh tìm cho mình một công việc, để có thể giữ đứa con cô có thể không cần tự trọng. Kang Su chế giễu Du Giang là bị chủ tịch bỏ rơi nên mới tới làm phiền mình và yêu cầu cô hãy khóc lóc, và xin anh. Chị gái nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, mới nhận ra rằng cơ thể Du Giang đang nóng ran. Cô còn liên tục nói nhảm trong khi sốt cao. May mắn còn có gia đình ở bên cạnh, nếu không thì không ai biết cô đã sốt đến mức đó. Mẹ của Chi Sơn lại liên tục hỏi về tiến triển của vụ kiện, mong muốn đưa cháu trai về nhà ngay lập tức. Bà thậm chí còn xúi giục con dâu đuổi việc anh rể của Du Giang rồi dùng điều đó đe dọa cô, muốn cô ngoan ngoãn đầu hàng và nhượng bộ quyền nuôi con. Thật không ngờ vợ Chi Sơn lại cho rằng cách này không tồi, ngay lập tức cô thảo luận với chồng. Chi Sơn cảm thấy điều đó không ổn, dù sao anh rể của Du Giang đã phục vụ cho công ty trong 13 năm và hiện tại ưu tiên của họ là đối phó với cháu trai của chủ tịch. Trong khi đó, Kang Su đã tự làm mình tổn thương.
Anh muốn ép bản thân phải hoàn toàn buông bỏ mẹ con Du Giang. Ngày hôm sau đi làm, hai người đàn ông ngẫu nhiên gặp nhau tại thang máy. Chi Sơn muốn kích động mối quan hệ giữa Kang Su và ông nội, do đó anh ta đã nhắc nhở Kang Su cuộc gặp ở khách sạn lần trước đã có người cố ý sắp đặt một cái bẫy. Kang Su liền giật mình tỉnh ra. Trong lúc đó, Du Giang bị lừa đi phỏng vấn ở một công ty đen, cô hoảng sợ bỏ chạy và vô tình té ngã. Đúng lúc này, vợ Chi Sơn gọi điện đến muốn gặp cô để thảo luận về vấn đề quyền nuôi con. Vợ Chi Sơn nhìn thấy máu trên cánh tay Du Giang liền không hiểu tại sao cô lại chọn một con đường khó khăn như vậy. Những lời của Du Giang lại khiến cô ta cảm thấy không thể đứng vững. Là người mẹ sẽ không bao giờ tính toán lợi ích với con, đó là bản năng. Cô gái giàu có ngồi ở đó, đầy oán giận, không ai hiểu được tâm trạng của cô ấy vào lúc này. Trong ngày đó, Kang Su có cũng mời Du Giang đến quán cà phê và hỏi cô có biết chuyện chủ tịch đã sắp đặt cho họ gặp nhau ở khách sạn không. Rõ ràng, Du Giang biết mọi thứ, Kang Su cuối cùng cũng hiểu Du Giang tốt bụng không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa ông nội và Kang Su nên mới làm vậy. Kang Su liền xin lỗi Du Giang, sau đó, anh tìm đến ông nội thông báo rằng anh có thể bỏ qua quá khứ và sẽ không để Chi Sơn cướp được công ty. Nhưng anh có một điều kiện, cửa hàng bánh kẹo phải mở cửa trở lại và Du Giang phải quay lại làm việc. Ông nội cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng chỉ cần cháu trai đã quyết định chia tay, ông không có lý do từ chối yêu cầu này. Lúc này, Du Giang đã giấu gia đình đi làm việc ở một nhà hàng. Chỉ cần kiếm được tiền, cô ấy sẵn lòng làm mọi thứ. Kang Su nhìn thấy điều đó thì vô cùng đau lòng. Nhưng anh ấy hiểu rằng chỉ có bản thân anh có chỗ đứng trong công ty, anh mới có thể bảo vệ người phụ nữ mà mình yêu thương. Trong những ngày tiếp theo, chủ tịch cứng đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lại, ông đã quá tàn nhẫn với Du Giang. Vì vậy, ông đã buông xuống tự tôn, tự nguyện mời Du Giang đến nhà để giải quyết khúc mắc. Với lý do là cô đã vượt qua bài kiểm tra của ông nên cô sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng bánh kẹo, từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ bị sa thải vô cớ nữa. Khi Du Giang đưa bánh ngọt tới khách sạn thì tình cờ gặp vợ Chi Sơn. Vợ Chi Sơn rất bất ngờ khi thấy cô xuất hiện ở đây, nhưng ngay lập tức cô hiểu ra rằng là Kang Su đã giúp cô. Cô ta liền nói vài lời mỉa mai với Du Giang. Trước khi rời đi, cô không quên nhắc Du Giang về vụ kiện quyền nuôi con sẽ diễn ra vào tuần sau. Du Giang không ngờ rằng Kang Su đã âm thầm làm nhiều việc cho mình như vậy. Vào lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra và người mà cô ngày đêm mong nhớ đang đứng ở bên ngoài. Kang Su nhanh chóng vươn tay ngăn cửa thang máy và bước vào. Sau nhiều ngày không gặp, cả hai đều cảm thấy một chút ngượng ngùng. Kang Su phá vỡ sự im lặng và hỏi cô sống như thế nào trong thời gian gần đây. Du Giang sau đó đã cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cả hai đi cùng nhau, kết quả là bị chủ tịch phát hiện. Lo sợ chủ tịch sẽ nổi giận, Du Giang vội vã rời đi. Từ ngày nhận công việc này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để cách xa Kang Su. Để giành lại con trai, Chi Sơn đã không ngần ngại sử dụng mọi cách, thậm chí là viết lời khai giả mạo, vu oan rằng Du Giang không chịu phá chỉ để phá hủy gia đình của mình. Người vợ còn có một chút lo lắng, cô không muốn người khác biết về vấn đề vô sinh của mình và việc con gái là con nuôi. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng bà mẹ chồng từ lâu đã nói chuyện này ra ngoài bằng cách giả là chuyện của bạn mình. Du Giang là người tốt bụng, chưa bao giờ muốn bắt bẻ lỗi lầm của người khác, chỉ cần có con trai bên cạnh, cô cảm thấy như vậy là đủ. Nhờ sự tinh tế của mình, bà cô bất chợt nhớ lại câu chuyện mà mẹ Chi Sơn đã kể trước đây. Liệu người phụ nữ không có con đó đó có phải là con dâu của bà mẹ kia không? Nếu là chuyện của bạn bè, sao lại nói một cách hồ hởi như vậy? Vì vấn đề vô sinh nên mới cố gắng chiếm đoạt con trai của Du Giang. Bà cô quyết tâm tìm hiểu sự thật, không ngờ mẹ Chi Sơn lại từ đưa người đến vào ngày hôm sau. Bà cô liền khéo léo dò hỏi xem sao hai vợ chồng Chi Sơn đã kết hôn lâu như vậy nhưng chỉ sinh được một đứa con, rồi tiếp tục hỏi về tuổi của cô cháu gái. Như dự đoán, mọi chuyện đều trùng khớp đúng với nhau, bà cô liền thông báo với chị dâu và phân tích tình hình hiện tại. Mặc dù phân tích rất có lý, nhưng hai người không có bằng chứng thì đó vẫn là suy đoán vô căn cứ. Việc kinh doanh của Du Giang ngày càng thành công, Chi Sơn liền đến cửa hàng để tìm hiểu. Anh ta liền nói những lời khó hiểu với Du Giang, hắn nói cô phải làm việc chăm chỉ, trong tương lai còn phải dựa vào cô để đánh bại Kang Su. Rồi Chi Sơn lấy bức hình trên bàn, nói rằng đã mấy tháng không gặp con mà nó đã lớn như thế này. Du Giang thấy thế liền nhanh chóng đi tới và giật lấy bức hình và đuổi anh ta rời đi. Phiên tòa sơ thẩm diễn ra và kết quả rất nhanh đã có, phía Chi Sơn có quyền lực đã giành chiến thắng. Vợ Chi Sơn rất vui vẻ, định làm yếu đuối tinh thần của Du Giang, nhưng cuối cùng lại nhận kết quả đắng. Du Giang càng gặp trở ngại càng quyết tâm, cô tuyên bố sẽ tiếp tục kháng án cho đến cùng. Cũng nói cô hãy kiểm soát chồng mình đừng để anh ta tìm đến cô. Cô cháu gái nhỏ tò mò hỏi bà con nuôi là gì. Những lời này vô tình đã bị vợ Chi Sơn nghe thấy. Vô không muốn ai biết về nỗi đau không thể sinh con của mình. Mẹ chồng hoảng sợ chỉ có thể thú nhận. Trước đó bà đã kể cho cô của Du Giang về việc không thể sinh con của con dâu. Vợ Chi Sơn gần như suy sụp và hỏi liệu người đó có biết không. Mẹ chồng nhanh chóng an ủi và nói rằng người ta chỉ đoán mò thôi. Đây là sự tự trọng cuối cùng của cô, làm sao mà mẹ chồng lại đi ra ngoài nói lung tung. Nếu lại khơi lại vết thương của bản thân, cô ta sẽ không chịu đựng được nữa. Ngày hôm sau khi giao xong hàng, Du Giang lại tình cờ gặp lại Chi Sơn. Du Giang chửi hắn là người vô đạo đức, miệt thị toàn bộ lời nói dối của hắn. Với mục đích giành lại quyền nuôi con, họ có thể dùng bất kỳ lý do nào cũng được, nhưng sớm muộn cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vợ Chi Sơn lại ngăn Du Giang lại và nhấn mạnh rằng những người phá hoại gia đình của mình mới xứng đáng nhận quả báo. Tuy nhiên điều không ngờ là cô gái nhỏ lại dễ dàng tiết lộ với con trai luật sư về nguồn gốc được nuôi dưỡng của mình. Đó là điều cô bé nghe được từ cuộc trò chuyện giữa bà và cô.
Cậu bé mở to mắt ngạc nhiên, tối đó cô bé lại hỏi mẹ về nhận nuôi là gì. Người mẹ liền thay đổi sắc mặt và vội vàng nói dối con gái rằng đã nghe nhầm, cô là mẹ ruột của cô bé. Tiếp đó, cô cảnh báo chồng rằng nếu mọi người biết về việc đó, cô không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Tuy nhiên, bí mật về vấn đề không thể sinh con của vợ Chi Sơn nhanh chóng lan truyền đến cô của Du Giang. Ngay khi về nhà, cô không thể chờ đợi để chia sẻ chuyện này với Du Giang. Du Giang tốt bụng không một chút vui mừng khi biết về điều đó, thay vào đó, cô cảm thấy một chút thương hại cho người phụ nữ đó. Người chị cũng bị vô sinh nên cô hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đó. Vì vậy, cô đặc biệt nhắc nhở chồng, sau này hãy đối xử tốt với cô sếp của anh một chút, nghĩ về cô ấy làm người chị cảm thấy rất đáng thương. Hôm sau Du Giang đến công ty để thảo luận vấn đề về cung cấp hàng với anh rể. Anh rể liền đề cập đến việc vợ Chi Sơn bị vô sinh. Ban đầu anh rể nói ra với ý tốt, nhưng lại bị vợ Chi Sơn đi ngang qua nghe thấy. Điều này khiến cô hiểu được rằng bí mật mà cô đã cố gắng giữ gìn đã bị bóc trần một cách tàn nhẫn. Cô cảm thấy như mình trở thành một trò đùa, trở thành chủ đề của những cuộc trò chuyện sau bữa cơm. Cô quay trở lại văn phòng với tâm trạng giận dữ, cố gắng điều chỉnh tinh thần, sau đó đến gặp chồng và đổ hết sự oán hận lên đầu người mẹ chồng. Cô tuyên bố rằng Du Giang và anh rể của cô ấy sẽ biến mất mãi mãi. Khi bí mật về vấn đề vô sinh bị phát hiện, tâm trạng của vợ Chi Sơn ngày càng trở nên biến dạng. Cô đổ hết oán hận lên đầu Du Giang, nhìn chăm chăm vào người đó mà không nói một lời. Du Giang không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng nghiệp cũ nói với cô rằng vợ Chi Sơn gần đây đã thay đổi tính cách, thường xuyên nổi giận và chửi rủa. Để giải tỏa cơn giận, vợ Chi Sơn lên kế hoạch đầu tiên là sa thải anh rể của Du Giang. Cảm giác bị sỉ nhục vì vấn đề vô sinh như một cái đinh găm vào cơ thể cô. Mẹ chồng, người tung tin linh tinh là kẻ gây ra mọi rắc rối. Ngay khi về nhà, cô tuyên bố với bà rằng cô sẽ từ bỏ cuộc tranh chấp quyền nuôi con. Cô không muốn trở thành trò cười bị người ta chỉ trỏ vì không thể sinh con và đi cướp con của người khác thì. Tóm lại, nếu mẹ chồng không muốn họ ly dị, hãy từ bỏ đứa cháu ngoài giá thú kia. Tiếp theo, cô đi lên tầng trên và thông báo quyết định này cho chồng. Chi Sơn vốn phụ thuộc vào mối quan hệ của bố vợ để vững chắc tại công ty nên không dám ý kiến gì, nhưng anh ta không thể kìm nén cảm xúc thất vọng. Mặc dù chỉ gặp con trai vài lần, nhưng sự gắn kết của huyết thống khiến anh không thể buông bỏ đứa bé đó. Mẹ chồng hối hận tột cùng, bà không biết phải làm gì để thay đổi quyết định của nàng dâu. Con gái khuyên bà nên tránh xa chị dâu một thời gian, bởi cô là nữ hoàng của gia đình, ai dám làm cô tổn thương sẽ không có cửa thoát. Tuy nhiên, mẹ Chi Sơn không thể chờ đợi lâu, ngày hôm sau đã lao vào công ty và tình cờ gặp Du Giang. Không hiểu rõ tình hình nên bà ta ngay lập tức bắt đầu chỉ trích cô, cho rằng cô đã nắm bắt lợi thế và cố ý đâm vào nỗi đau của nàng dâu. Ban đầu, Du Giang còn cảm thấy đồng cảm với vợ Chi Sơn, nhưng cô ta lại đến gần và nói những lời nặng nề với cô. Du Giang cảm thấy khó hiểu, tại sao lại tức giận với cô vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên, vợ Chi Sơn vẫn mù quáng không nói gì quay người rời đi. Sau đó cô cảnh báo chồng rằng nếu anh dám nhìn con trai lén lút đằng sau lưng cô thì cô sẽ ly hôn với anh. May mắn là sự nghiệp của Du Giang đang phát triển rất tốt và cô còn được một đài truyền hình mời tham gia chương trình nấu ăn. Bố cô biết tin này rất vui mừng, dường như mọi thứ đều diễn ra theo hướng tích cực. Trong ngày ghi hình, cả người cô và người chị đều đến để giúp đỡ, mọi người đều rạng rỡ với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, sự trả thù của vợ Chi Sơn đến rất nhanh. Anh rể của Du Giang, người đã phục vụ cho công ty trong 13 năm, bị sa thải chỉ vì một sai sót nhỏ. Cao Su biết được điều này và anh đã có một lá bài áp đảo. Do đó, anh đe dọa Chi Sơn phải rút lại quyết định sa thải nhân sự ngay lập tức, nếu không toàn bộ bộ phận tiếp thị sẽ gánh chịu hậu quả, bao gồm cả vợ Chi Sơn. Chi Sơn có một chút phân vân, vì vậy anh đã thảo luận với vợ liệu có thể tạm hoãn việc sa thải anh rể Du Giang. Vì nếu vụ việc này tiết lộ tới hội đồng quản trị, điều đó sẽ không có lợi cho họ. Lúc này, Du Giang cũng cuối cùng biết được việc anh rể bị sa thải. Cô không thể nhịn được nữa, đã tìm đến vợ Chi Sơn để làm rõ. Tuy nhiên, cô ta không chịu dừng lại trừ khi thời gian có thể quay trở lại về trước khi cô và Chi Sơn quen biết. Anh rể lại an ủi Du Giang rằng đó là sự cầu thả của bản thân anh ấy trong công việc và nhờ cô hãy giữ bí mật ở gia đình. May mắn là áp lực từ Kang Su đã có tác dụng nên anh rể mới được giữ lại. Kang Su đến bệnh viện để lấy tài liệu, nhưng trợ lý lại nhờ anh ấy ở lại một chút với chủ tịch đang bị bệnh. Nhìn thấy chủ tịch nằm bất động trên giường, trong lòng anh rất không vui. Anh thực sự mong ông nhanh khỏe lại. Ngay khi anh ra khỏi phòng, Chi Sơn cũng đến phòng bệnh. Tên đàn ông tham lam này hàng ngày đợi chờ chủ tịch ra đi. Cháu trai của ông ấy không phải là đối thủ của hắn ta. Chủ tịch dường như có cảm giác, máy giám sát tim bắt đầu phản ứng bất thường. Thấy vậy, Chi Sơn vội vã rời đi, nhưng dù vậy, hình bóng anh ta rời đi vừa lúc Du Giang đến thăm ông nhìn thấy. Khi ông đến phòng bệnh thấy chủ tịch đang gặp nguy hiểm liền vội vàng gọi cho bác sĩ. Sau một loạt các biện pháp cứu chữa, chủ tịch cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Kang Su nghe trợ lý kể lại liền gọi điện cảm ơn Du Giang. Khi anh đang định nói nhiều hơn thì người bạn luật sư phá ngang khiến anh chỉ có thể ngậm ngùi tắt máy. Chi Sơn tận dụng cơ hội này để tổ chức cuộc họp cổ đông, đề xuất miễn nhiệm chức vị của chủ tịch với lý do sức khỏe không tốt. Kang Su chỉ mới vào làm việc trong công ty chưa đầy một năm, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chi Sơn. Vì vậy Kang Su không thể giữ vững vị trí của ông mình, còn Chi Sơn hiện ra nụ cười thỏa mãn. Ngay sau đó chủ tịch bất ngờ tỉnh lại. Ông không như trước, yêu cầu cháu trai giữ vững doanh nghiệp, mà chỉ nhẹ nhàng nói với cháu một câu, xin lỗi vì đã để Kang Su đợi 30 năm. Vì ông không đồng ý với việc kết hôn của bố mẹ Kang Su mà bố mẹ anh đều ra đi sớm. Suốt những năm qua, Kang Su luôn đối đầu với ông nội mình.
Trên hành trình cuối cùng của mình, chủ tịch cuối cùng đã tỉnh ngộ, cố gắng giải tỏa sự oán giận trong lòng cháu trai, lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Nước mắt của Kang Su không thể ngừng rơi, thật đáng tiếc khi ông trời đã không ban thêm thời gian để hai người được ở bên nhau. Bác sĩ khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần, Chi Sơn cũng luôn cử người theo dõi tình hình của chủ tịch, đáng tiếc ông đã không vượt qua được. Khi màn trắng phủ lên người ông nội, Kang Su ông gần như sụp đổ. Du Giang biết rằng ông nội chính là người thân duy nhất của Kang Su còn lại, cô không muốn buông tay người đàn ông tội nghiệp này mà muốn ở bên anh cùng anh chia sẻ nỗi đau. Chi Sơn đi tham dự đám tang với bộ mặt giả dối. Kang Su hiểu rõ rằng mặc dù ông nội anh bị bệnh tim nghiêm trọng, nhưng bệnh tình tiến triển nặng hơn chắc chắn có liên quan đến tên đàn ông đờ già này. Anh nghĩ rằng mình có thể nhẫn nhịn, nhưng sau đó anh nghe được Chi Sơn đang nói chuyện điện thoại và yêu cầu tăng tốc tiến trình bầu cử chủ tịch hội đồng. Sự tức giận trọng Kang Su không thể kìm nén được nữa, anh lao vào Chi Sơn và bắt đầu quần thảo. Du Giang và trợ lý nhanh chóng đến ngăn cản Kang Su, Chi Sơn mới có thể thoát được một kiếp nạn. Vợ Chi Sơn đầy bất ngờ, cô không hiểu tại sao Kang Su lại căm hận chồng mình như vậy. Cô không hề biết chồng mình vì muốn giành được công ty mà đã làm nhiều việc bỉ ổi sau lưng cô. Tại tang lễ, Du Giang bệnh rộng liên tay, cô còn đặc biệt mang đồ ăn ra ép Kang Su ăn một chút. Kang Su lúc này đang tự trách bản thân trước kia đã đối xử với ông không tốt. Anh thường xuyên hét lớn với ông nội, điều đó khiến anh vô cùng ân hận mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chủ tịch đã để lại toàn bộ tài sản và cổ phần cho cháu trai mà ông yêu thương nhất. Kang Su cũng tự thề với bản thân rằng anh sẽ bảo vệ sự nghiệp ông nội đã xây dựng. Chi Sơn giấu giếm bức ảnh đứa con trai của mình trong ví mà không cho vợ biết, thỉnh thoảng sẽ ấy ra lén nhìn. Nhưng mẹ anh ta bất ngờ đi vào phòng, Chi Sơn hoảng sợ lén che giấu, không muốn cho mẹ biết anh ta không thể buông tay đứa bé đó. Bà mẹ liền nghi ngờ con trai đang có gì đó giấu mình. Vậy là bà bước vào phòng ngủ khi con trai khi anh ta đang tắm lục tìm và thấy bức ảnh. Khi bà ra ngoài, lại gặp nàng dâu đi vào phòng, bà vội vàng tìm lý do che giấu, sau đó lao vào phòng khách để giảm bớt cảm xúc kích động của mình. Bà nói với cô con gái nhỏ chuyện này và đặc biệt nhắc nhở con gái phải giữ bí mật, không được để chuyện này cho chị dâu biết. Bà mẹ quyết định giảm bớt bước đi, từ bỏ quyền nuôi dưỡng cháu trai, nhưng phải đấu tranh cho quyền thăm hỏi của mình. Cô vợ liền gật đầu đồng ý, nhưng không cho phép chồng gặp gỡ con trai và không cho anh tiếp xúc với đứa bé đó suốt đời. Bà mẹ liền mất bình tĩnh mà nói ra rằng nếu không cho Chi Sơn đi gặp đứa bé thì anh ta sẽ ly hôn với cô. Người vợ bình tĩnh đối đáp lại mẹ chồng rằng ly hôn không phải là chuyện nhỏ, làm gì có chuyện ly hôn dễ dàng như thế. Du Giang cuối cùng nhận được điện thoại từ luật sư, biết rằng phía bên kia đã rút lại vụ kiện, cô rơi nước mắt vui sướng, không còn phải sợ con bị đoạt đi nữa. Cô không kìm được sự hào hứng, chia sẻ ngay với gia đình. Ban đầu, cô còn chuẩn bị sẵn sàng sẽ chiến đấu tới cùng, thật vui mừng khi mọi chuyện đã yên bình. Đồng thời, bố vợ Chi Sơn cũng đã trở về Hàn Quốc, ông muốn giúp đỡ con rể lên chức chủ tịch. Không lâu sau, ông nghe được một số tin đồn không tốt, vì vậy ông liền gọi con gái đến nhà để thẳng thắn hỏi. Đến nay, vợ Chi Sơn vẫn cố gắng bảo vệ chồng mình, thậm chí cô còn cố ý bịa đặt một câu chuyện không có thật. Cô nói rằng người phụ nữ kia khi biết về danh tính của Chi Sơn nên đã cố ý tiếp cận anh và thậm chí sinh ra đứa bé để đòi tiền. Bố vợ không thể chịu đựng được, hét lên muốn gọi con rể tới nhưng con gái khóc và cầu xin cho chồng mình. Người cha đau lòng nhìn cái gái đáng thương đã phải chịu nhiều đau khổ như thế nào. Ông biết vì cô đã mất mẹ từ bé nên luôn hy vọng có một gia đình hạnh phúc. Ngày hôm sau, bố vợ đè nén cơn giận đến gặp Chi Sơn và cảnh báo rằng nếu anh làm cho con gái ông rơi một giọt nước mắt nữa, ông sẽ tự mình ra tay đuổi anh ra khỏi công ty. Cháu trai của chủ tịch Kang Su, người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, vẫn là đối thủ lớn nhất của anh hiện tại. Du Giang cũng đã đạt được thành tựu trong công việc của mình, cô còn được mời lên truyền hình để giới thiệu về món bánh của cô. Cảnh này vô tình bị vợ Chi Sơn nhìn thấy, cô ghét người phụ nữ này và không muốn cô ấy thành công. Người vợ liền đến phòng chồng và hỏi anh có kế hoạch gì. Để an ủi vợ, Chi Sơn đã quyết định kết thúc việc hợp tác với Du Giang. Ngày hôm sau, bố vợ Chi Sơn đến văn phòng và nghe được một số tin đồn về người phụ nữ đã mang thai con anh ta nên muốn tự mình gặp người phụ nữ đó. Chi Sơn rất hoang mang, nói dối rằng cả mẹ và con người phụ nữ đều không ở Hàn Quốc. Anh lễ phép tiễn ông ra về nhưng không ngờ bố vợ lại gặp Du Giang trong thang máy. Ông nhận ra cô là người ở cửa hàng cung cấp bánh kẹo cho công ty liền bắt chuyện và khen đồ cô làm rất ngon. Cháu gái ông cũng rất thích ăn đồ ngọt do cô làm. Du Giang không biết ông là bố vợ của Chi Sơn nên nhiệt tình mời ông mẫu thử cho khách. Tuy nhiên, khi cô đến quầy trưng bày bánh của mình thì được thông báo vợ chồng Chi Sơn đã dọn tủ đi không để cô trưng bày bánh nữa. Du Giang chỉ có thể mang đồ đi rời trong tức giận. Khi nhìn thấy người vợ Chi Sơn, cô không kìm nén được tiến lên tranh cãi với cô ta. Tuy nhiên, khó khăn này lại khiến Du Giang càng mạnh mẽ hơn. Cô đã dựa vào uy tín tốt mà nhanh chóng ký kết hợp đồng với các khách sạn lớn khác. Trong khi đó, Kang Su đang bận rộn thu thập bằng chứng về việc chiếm đoạt tiền công của Chi Sơn. Anh muốn đuổi đối phương ra khỏi công ty một cách triệt để. Người ta thường nói không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo. Mẹ của Chi Sơn đã có quyền thăm nuôi cháu mỗi tháng một lần, vì vậy bà đã đưa cháu trai đến trường mẫu giáo để con cháu gái muốn nuôi dưỡng tình cảm giữa hai chị em. Tình cờ bà gặp bố vợ Chi Sơn ở bãi đậu xe, bà mẹ hoảng sợ nhanh chóng đóng cửa xe. Nhưng cháu gái lại kêu la muốn ông ngoại nhìn thấy em trai mình. Lúc này bố vợ biết rằng con rể mình đã nói dối, nhưng ông không thể thể hiện ra trước mặt bà thông gia mà hỏi cháu gái có biết mẹ của em trai là ai không. Cô bé trả lời không do dự, cô ấy là người làm bánh kẹo rất ngon. Bố vợ không thể che giấu sự thất vọng với Chi Sơn, sau khi ăn xong, ông liền trở về cửa hàng kẹo. Trước khi kịp nói lên điều gì, Kang Su đột nhiên bước vào.
Lúc này Du Giang mới biết người đó là bố của vợ Chi Sơn. Để không làm Du Giang cảm thấy ngượng ngùng, Cao Su quyết định thay mặt cô để nói chuyện riêng với bố vợ Chi Sơn. Cao Su thẳng thắn nói rằng tất cả những gì con rể ông nói đều là dối trá. Bố vợ không biết nên tin ai. Cao Su sau đó gọi Du Giang ra ngoài ăn thịt nướng. Đó là lần đầu tiên họ ngồi xuống ăn cùng nhau kể từ khi chủ tịch qua đời. Nhìn thấy môi Du Giang bị bẩn, Cao Su không nhịn được mà đưa tay giúp cô lau. Bây giờ không có gì cản trở giữa hai người nữa, bạn bè và người thân đều hy vọng họ có thể quay về với nhau, đặc biệt là hai bố con luật sư. Khi nghe nói hai người đã cùng nhau ăn thịt nướng, hai bố con ngay lập tức nhảy lên hỏi có phải anh đang chuẩn bị hẹn hò không. Vợ Chi Sơn khi nói chuyện với con gái, cô bé không nhịn được hỏi mẹ có nhớ em trai không, bố rất nhớ em trai. Nghe tin chồng có ảnh con trai trong ví, vợ Chi Sơn lập tức đổi mặt, liền tìm lý do để đưa con gái nuôi trở lại phòng, sau đó cô lấy ví của chồng. Bởi vì hai người đã đạt được thỏa thuận, chồng cô phải giữ khoảng cách với đứa trẻ ấy cho đến khi chết. Ngay sau đó cô lao vào thư phòng, kết quả trong đó chỉ có ảnh chụp cả gia đình ba người của họ. Chi Sơn trước đó đã cất chiếc ảnh đó, nếu không mọi chuyện lại rối hết cả lên. Sau khi bố vợ về nước, anh ta trở nên cẩn thận hơn và cũng cảm nhận rõ ràng sự không tin tưởng từ bố vợ. Nhưng người vợ vẫn luôn cố gắng bảo vệ chồng mình, bất kể bố cô cảnh báo thế nào, cô vẫn không chịu thay đổi. Cô cho rằng Chi Sơn không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích của tập đoàn, dù cho anh ta có tham lam như thế nào. Trong khi đó, Cao Su đang nỗ lực bảo vệ công ty mà ông anh đã gắng xây dựng bằng tâm huyết cả đời. Anh lặng lẽ thu thập nhiều bằng chứng tội phạm của Chi Sơn. Thì ra Chi Sơn sợ rằng sự thật sẽ bị phát hiện sớm, vì vậy đã sắp xếp trước để có cho một người làm bằng chứng giả gánh tội thay. Anh ta đảm bảo rằng người đó và gia đình anh ta sẽ được hưởng phú quý. Khi nhận được báo cáo, viện kiểm sát đã đến công ty ngay lập tức. Người vợ vô cùng bất ngờ không biết những người này đến vì ai. Viện kiểm sát đi vào phòng Chi Sơn và đưa lệnh bắt anh với lý do chuyển tiền và hối lộ. Lúc này, ông bố vợ và Cao Su đang gặp nhau nói chuyện. Cao Su hy vọng bố vợ Chi Sơn có thể xem xét vấn đề từ góc độ của công ty. Người vợ Chi Sơn chỉ trích Cao Su là quá cảm tính, vì muốn đẩy ngã chồng mình mà không ngần ngại làm tổn thương danh tiếng của tập đoàn và đổ hết lỗi lầm vào đầu Du Giang. Sau khi bị thẩm vấn, cấp dưới đã chấp nhận tất cả các tội danh, vì vậy Chi Sơn được thả ra. Anh ta nghĩ rằng mình có thể rời khỏi mọi rắc rối, nhưng khi trở lại công ty, anh phải đối mặt với sự chỉ trích của đồng nghiệp. Tin đồn xấu đã lan truyền khắp nơi, bố vợ lại đề nghị anh nên nghỉ ngơi một thời gian cho đến khi hết sạch mọi nghi ngờ. Cao Su tràn ngập sự tức giận khi biết Chi Sơn chỉ bị đình chỉ công tác. Mẹ Chi Sơn lo lắng cho con trai nên muốn kéo con dâu đi nói chuyện với ông thông gia. Bà ta không muốn ông ấy hiểu nhầm con trai mình. Lúc này Chi Sơn ở trong phòng tắm tức giận đến mức cắn răng cắn lợi. Anh đã kiềm chế trong nhiều năm chỉ vì muốn kiểm soát tập đoàn về riêng mình. Anh ta không thể chịu được việc bị loại ra khỏi cuộc chơi như vậy. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng Cao Su cũng đã có một chiến thắng tạm thời. Anh vui mừng đến quán của Du Giang, hy vọng bánh kẹo của cô sẽ trở lại kinh doanh tại khách sạn của mình. Sau đó, hai người cùng nhau ngồi uống rượu bên lề đường. Đôi khi, Du Giang không hiểu tại sao anh lại yêu cô như vậy. Cuối cùng, lời của Cao Su khiến cô cảm động không thôi. Đối với anh, đứa bé là con trai của người phụ nữ mà anh yêu. Anh yêu cô cũng yêu tất cả mọi thứ liên quan đến cô là một điều tự nhiên, không cần phải có lý do gì cả. Sau đó vì bắt mũi mà hai người đã có thể một cách tự nhiên gần với nhau hơn. Cao Su trở lại công ty với vị trí mới của mình, nhưng anh không ngờ rằng bố vợ Chi Sơn lại gọi điện mời Du Giang gặp trò chuyện với cô một chút. Khi biết được điều đó, Chi Sơn cảm thấy rất lo sợ và căng thẳng. Anh ta lo rằng sự dối trá của mình sẽ bị phát hiện. Cao Su đến nhà Du Giang để ăn cơm, mọi người trong nhà đều rất vui vì cuối cùng hai người đã quay lại với nhau. Khi ngắm nhìn đứa bé ngủ, Cao Su cảm thấy giống y như Du Giang khi ngủ, điều này khiến cô không thể nào không ngạc nhiên. Cặp đôi trẻ trân trọng mỗi phút giây bên nhau, nhưng Chi Sơn thì lo lắng đến tột cùng. Ban đầu, anh ta bị đình chỉ công tác, nhưng hiện giờ cả vợ cũng bắt đầu nghi ngờ anh đã làm tổn tại cho công ty. Chi Sơn không hề thừa nhận việc mình tìm người chịu tội thay và còn trách móc vợ không tin tưởng anh. Sáng sớm, Du Giang đưa con trai đi kiểm tra sức khỏe, không ngờ đứa bé 5 tháng tuổi lại được chẩn đoán mắc bệnh tắc đường mật và cần phải nhập viện ngay lập tức để phẫu thuật. Hôm nay lại đúng là ngày mẹ Chi Sơn đi thăm cháu trai. Điều này khiến mẹ Chi Sơn nghĩ rằng gia đình Du Giang cố ý gây rối để không cho bà gặp cháu trai nên quyết định ở bên ngoài chờ. Cả chị và anh rể cũng đã đến bệnh viện ngay lập tức. Họ rất yêu quý cháu trai nên quyết định luân phiên ở bệnh viện để giúp đỡ việc chăm sóc bé. Du Giang rất đau lòng vì con trai bị bệnh. Để lấy lại tinh thần, cô tự động viên bản thân khi còn mang thai cô đã từng bị nguy kịch nhưng hai mẹ con vẫn bình an. Cô tin rằng con trai sẽ nhất định chiến thắng bệnh tật. Chỉ là cô đau lòng khi con trai còn bé mà đã phải phẫu thuật. Mẹ Chi Sơn nhanh chóng nhận ra Du Giang mấy ngày rồi không thấy xuất hiện. Vì vậy bà quyết định đi theo mẹ Du Giang và đến bệnh viện. Bà gặp Du Giang đúng lúc rời đi. Vì không muốn cho mẹ Chi Sơn biết tình hình của con trai nên cô đã nói dối rồi vội vã rời đi. Tuy nhiên mẹ Chi Sơn nhận ra được Du Giang đang nói dối nên đã tìm hiểu và đến được phòng của đứa bé. Thấy không thể giấu giếm nữa, mẹ Du Giang chỉ có thể thú nhận. Tuy nhiên, bà ta đã trách móc Du Giang vì không chăm sóc tốt cháu trai của mình. Bà cô nghe vậy liền nổi giận, nếu không phải con trai bà ép Du Giang phải bỏ đứa bé thì đứa bé sẽ không phải sinh sớm như vậy. Đứa bé đã phải ở trong lồng kính suốt 2 tháng, trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, bây giờ lại dám đến đây chỉ trích người khác. Mẹ Chi Sơn không biết nói gì để đáp lại lời trách móc của bà cô. Du Giang đi đến ngân hàng để xin vay tiền,
nhưng lại nhận được cuộc gọi từ bố vợ Chi Sơn và muốn hẹn gặp cô để xác nhận một số chuyện về Chi Sơn. Khi con trai mắc bệnh, Du Giang càng căm hận kẻ đàn ông đều già kia. Cô không quan tâm đến cảm xúc của vợ Chi Sơn nữa và thẳng thắn thú nhận rằng cô đã bị Chi Sơn lừa đính hôn. Sau đó cô đã phải lẩn tránh anh ta suốt một năm, trải qua nhiều lần đe dọa bỏ đứa bé và phải đối mặt với nguy cơ mất đứa bé. Ban đầu, hai người đã thỏa thuận rằng đứa bé không liên quan gì đến Chi Sơn nhưng sau đó lại đưa ra tòa để đòi quyền nuôi dưỡng. Ông bố vợ đã rất sốc khi phát hiện ra con rể mình là kẻ nói dối, anh ta đã lừa cả ông và con gái. Về nhà, người mẹ đã kể cho Chi Sơn biết tình hình của cháu trai, có nguy cơ đứa bé cần phải ghép gan. Chi Sơn dù rất sợ vợ phát hiện ra, nhưng so với đứa con của mình anh ta vẫn quyết định đến bệnh viện để thăm đứa bé. Anh gọi Du Giang ra xe hỏi thăm tình hình đứa bé, có lẽ lương tâm cắn rứt nên Chi Sơn muốn trả tiền phẫu thuật cho con trai. Du Giang liền mong anh nhớ lại thỏa thuận của hai người, đứa bé này không có liên quan gì đến anh. Sau khi nói xong, Du Giang liền rời khỏi xe ngay lập tức. Người vợ cũng đã lái xe đi theo phía sau xe chồng, vừa hay nhìn thấy cảnh này, cô nắm chặt vô lăng, trong lòng tràn ngập sự oán hận. Chi Sơn nhanh chóng nhận ra xe của vợ. Anh đi về phía trước với sự lo lắng trong lòng. Hai người đã hẹn nhau rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng không được đi gặp mẹ đứa bé riêng lẻ, nếu không sẽ ly hôn. Chi Sơn liền cố gắng giải thích rằng con trai mắc phải một căn bệnh rất nặng, có thể cần phải phẫu thuật ghép tạng. Người vợ càng cảm thấy đau lòng hơn, cô luôn cho rằng chồng cô thật sự có thể cắt đứt mối quan hệ huyết thống với đứa nhỏ. Dù lo lắng đến mức nào đi nữa, anh cũng nên thảo luận trước với cô trước khi đi gặp Du Giang. Hiện tại, Chi Sơn rất muốn cứu sống con trai và cầu xin vợ tha thứ cho anh lần này. Người vợ đã mất hết niềm tin vào chồng mình, giống như lời mẹ chồng nói, mối quan hệ cha con sẽ không bao giờ thoát được. Ở trong bệnh viện, Du Giang nắm chặt tay của con trai, cầu nguyện rằng con sẽ chiến thắng căn bệnh. Bất kể đã qua bao nhiêu gian khổ, cô vẫn không hối tiếc khi sinh ra con trai. Bà mẹ Chi Sơn cũng không thể ăn được vì lo cho cháu trai và động viên con trai phải tỉnh táo. Dù khó khăn ra sao, sớm muộn cũng sẽ qua. Mẹ vừa rời đi, bụng của Chi Sơn liền đau nhói. Gần đây anh không hiểu sao bụng mình thường đau như vậy. Khi vợ trở về, Chi Sơn lại lặp đi lặp lại lời xin lỗi với vợ nhưng người vợ càng cảm thấy chán nản. Gia đình Du Giang ngồi lại để thảo luận làm thế nào để thu xếp tiền phẫu thuật. Nếu phẫu thuật ghép gan, ước tính thì cũng phải mất khoảng 1 tỷ đồng. Cả gia đình quyết không chịu nhờ Kang Su giúp đỡ. Họ cảm thấy không thể gây thêm phiền phức cho anh vào thời điểm này và không thể mở miệng với bố của đứa trẻ. Dù có chít cũng không muốn liên quan đến kẻ đều già đó. Bố mẹ Du Giang quyết định rút tiền hưu trí trước. Chị gái cũng dự định rút 20 triệu từ sổ tiết kiệm để giúp em gái vượt qua khó khăn hiện tại. Mọi người trong gia đình cùng nhau đoàn kết thật là cảm động. Suy nghĩ mãi, cuối cùng vợ Chi Sơn quyết định gọi điện cho Du Giang để nói chuyện trực tiếp. Có một vấn đề cô giữ trong lòng từ lâu mà không dám hỏi, liệu có thật chuyện trước kia của hai người chỉ là một tai nạn khi uống say giống như Chi Sơn nói hay không. Người vợ muốn Du Giang nói thật, không cần phải bảo vệ kẻ lừa đảo đó. Du Giang cũng không muốn bị gán danh xưng là người phụ nữ xấu xa nên đã thú nhận rằng họ đã tổ chức lễ đính hôn, sau đó sống ở đảo Jeju trong một năm. Nhưng sau đó thì cô mới hiểu vì sao Chi Sơn lại cứ kéo dài mà không đề cập đến việc kết hôn. Người vợ nắm chặt đôi tay lại, không biết làm thế nào để ra khỏi bệnh viện. Trong khoảnh khắc này, người vợ ngồi một mình trong xe nhớ về những lời nói dối của chồng. Cô quyết tâm ly hôn, nhưng Chi Sơn lại cố gắng níu kéo và nói rằng anh sẽ không sống nổi nếu thiếu cô. Người vợ cảm thấy thật sự mỉa mai, không nói một lời lập tức rời đi. Chi Sơn nắm chặt hợp đồng ly hôn trong tay, không biết phải làm sao để lấy lại trái tim của vợ. Khi người vợ rời đi, cô vô tình gặp mẹ chồng. Trước câu hỏi của mẹ chồng, cô im lặng rồi quay bước đi. Sau đó bà lên tầng trên tìm con trai tố cáo con dâu. Bà cho rằng vì sự nghiệp của con trai không thuận buồm xuôi gió nên con dâu mới như vậy. Tâm trạng của Chi Sơn vô cùng hỗn loạn, anh không đưa ra bất kỳ phản hồi nào với mẹ. Thấy tinh thần con trai sa sút, người mẹ liền chuẩn bị một tô thuốc bổ và ép anh ta uống. Ai ngờ, vừa uống một ngụm Chi Sơn đã bất ngờ chạy vào nhà vệ sinh và nôn mửa. Cơ thể anh đã rất khó chịu, vợ lại bắt ép anh phải ký vào hợp đồng ly dị càng sớm càng tốt khiến anh càng khó chịu hơn. Người vợ chỉ cần quyền nuôi dưỡng cô con gái mà không cần nhà cửa và tiền tiết kiệm nào. Hiện tại cô chỉ muốn trốn thoát khỏi căn nhà khiến cô không thể thở nổi này. Chuyện hai người muốn ly dị nhanh chóng đến tai mẹ chồng. Bà liền tìm con dâu và bắt đầu lớn tiếng quát mắng cô. Con dâu không chịu được nữa liền lập tức rời đi. Bà mẹ chồng càng nghĩ càng tức, dù có ly hôn cũng phải do con trai bà nói ra. Đã kết hôn 8 năm mà còn không sinh được đứa con nào, có tư cách gì để nói về việc chia tay. Chi Sơn không thể không đến cầu xin bố vợ, tuy nhiên bố vợ cũng ủng hộ lựa chọn của con gái mình. Nếu không phải vì anh ta đã làm tổn thương cô thì sao cô có thể tàn nhẫn đưa ra quyết định như vậy. Ông cũng cho rằng duy trì một cuộc hôn nhân như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Sau đó ông đã mời con rể rời đi vì ông sắp phải tiếp một vị khách quan trọng. Và người khách quý mà ông bố vợ nói đến lại chính là đối thủ cạnh tranh của Chi Sơn, Kang Su. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ từ bố vợ, Kang Su đã giữ vững được tập đoàn mà ông anh đã thành lập. Lúc này, Du Giang đã nhận được kết quả xét nghiệm. Đáng tiếc là mẹ con họ không khớp nhau nên cô không thể ghép gan cho đứa bé. Chi Sơn cũng vì không thoải mái mà đã vào nhà vệ sinh để nôn. Đúng lúc đó điện thoại của anh vang lên, người vợ ở bên ngoài không kiềm chế được cầm điện thoại lên. Thấy đó là cuộc gọi của Du Giang, cô nén cơn tức giận cầm máy và hỏi chồng mình có muốn nhận cuộc gọi từ cô không. Sau đó cô ấn điện thoại vào tay anh, trong lòng cô hiểu rằng chắc chắn anh ta sẽ không thể từ bỏ đứa nhỏ. Du Giang muốn Chi Sơn đến bệnh viện làm xét nghiệm để kiểm tra,
Vì cô và đứa bé không tương thích nên cô không thể hiến gan cho đứa bé được. Chi Sơ nói với vợ về chuyện này, người vợ cảm thấy mình thực sự đã hết hy vọng. Nếu cô nói không đồng ý thì chắc chắn chồng cô cũng sẽ không thực hiện theo, vì vậy nói chồng đừng biến mình thành một người phụ nữ xấu. Lúc này Du Giang ở bệnh viện vô cùng lo lắng, không biết ai sẽ là người cứu con trai cô. Lúc cô đang tuyệt vọng thì nhận được điện thoại của Chi Sơn. Anh ấy đồng ý đến bệnh viện vào ngày mai để làm xét nghiệm. Vì cuộc sống của con trai, mọi oán hận đều trở nên không đáng kể. Nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Chi Sơn, Du Giang không thể không lo lắng một chút. Cuối cùng, bà mẹ cũng có thể lên mặt và tin rằng chỉ có Chi Sơn mới có thể cứu sống được cháu trai của bà. Vì vậy bà có lý do để ở lại trong phòng bệnh và thậm chí cảm thấy mình có quyền chăm sóc đứa cháu. Mẹ của Du Giang thật sự mong muốn mọi việc diễn ra như lời bà ấy nói. Nếu kết quả xét nghiệm phù hợp thì sẽ được thực hiện cấy ghép ngay lập tức. Khi Chi Sơn chuẩn bị rời đi, anh bắt đầu cảm thấy đau nhẹ ở bụng. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh quyết định làm một cuộc kiểm tra sức khỏe trước khi rời khỏi bệnh viện. Ban đầu, bác sĩ nghi ngờ gan hoặc túi mật của anh ấy có vấn đề, vì vậy đã tiến hành một loạt các xét nghiệm. Kết quả cụ thể sẽ phải chờ đến ngày mai. Bác sĩ cũng cho biết nếu gan có vấn đề thì chắc chắn không thể phẫu thuật cấy ghép. Điều này khiến Chi Sơn sợ rằng mình không thể cứu được con trai. Cao Su đến bệnh viện thăm Du Giang, vì muốn giúp bạn gái giảm áp lực nên anh tự nguyện đề xuất chi trả viện phí. Mặc dù trong lòng biết ơn, nhưng Du Giang cứng đầu vẫn kiên trì xin vay tiền. Cửa hàng bánh kẹo của cô ấy đang kinh doanh tốt nên cô tin rằng sẽ sớm trả hết nợ. Điều này cũng là điểm mà Cao Su phải ngưỡng mộ cô ấy. Dù có khó khăn đến đâu, cô ấy không bao giờ than trách mà luôn cố gắng vươn lên. Chị gái và anh rể đến để thay phiên trông nom em bé, vì vậy Cao Su dẫn Du Giang đến một nhà hàng ép cô ăn một chút đồ. Sức khỏe tốt mới có thể bảo vệ được đứa bé. Trong lòng Du Giang lúc này chỉ cầu mong Chi Sơn có thể tương thích với con trai. Phía bên kia, mẹ của Chi Sơn lo sợ con dâu thực sự sẽ ly hôn, chỉ có thể nhờ cháu gái nhỏ nói giúp. Cô bé rất ngoan ngoãn, truyền đạt theo ý của bà nội. Bà nội tin rằng con dâu sẽ mềm lòng, thậm chí còn đề xuất ý kiến khác. Nếu Chi Sơn cứu sống cháu nội, thì họ sẽ đón cháu về nuôi, cô con gái cạn lời với mẹ mình. Ngày hôm sau, Chi Sơn đến bệnh viện đúng giờ để nghe kết quả kiểm tra. Bất ngờ anh được thông báo mắc ung thư túi mật. Tin tức này đột ngột như sấm sét giữa trời quang. Anh hỏi bác sĩ rằng mình còn sống được bao lâu, sau đó run run rời khỏi bệnh viện. Từ tình hình bệnh, nếu anh không chấp nhận điều trị thì thời gian của anh chỉ còn 6 tháng. Bên này Du Giang cũng đang lo lắng chờ đợi. Cuối cùng cô cũng chờ được cuộc điện thoại của Chi Sơn và đi gặp anh. Không ngờ Chi Sơn lại từ chối làm xét nghiệm và yêu cầu cô chờ người hiến tặng phù hợp. Du Giang đang vô cùng lo lắng, tình hình của đứa bé rất tồi tệ, đã được chuyển sang phòng chăm sóc tích cực. Cô nổi điên và chửi thề với Chi Sơn, nhưng anh giả vờ không quan tâm và nói rằng mình là người tồi tệ từ trước đến giờ. Anh cũng kéo vợ vào làm lý do từ chối và nhấn mạnh rằng mình và cô đã có ước định sẽ không bao giờ gặp mẹ con Du Giang cho đến cuối đời. Với Du Giang không có gì quan trọng hơn cuộc sống của con trai, nhưng Chi Sơn vẫn nhất quyết với quyết định của mình. Anh đuổi cô ra khỏi xe và rời đi, không ai biết nỗi lòng cay đắng của Chi Sơn. Anh chịu đựng đau đớn và đạp ga mạnh mẽ, suýt gây ra tai nạn khi đi qua giao lộ. Đối mặt với những lời mắng chửi, anh gục đầu vào tay lái và khóc. Du Giang tin vào lời biện hộ của Chi Sơn, vì vậy cô gọi điện cho người vợ và cầu xin cô ấy đồng ý để Chi Sơn phẫu thuật ghép gan. Nhưng thông tin này khiến cho người vợ hoàn toàn bối rối và cho rằng đó là vấn đề giữa hai người họ và cô không có quyền can thiệp. Du Giang gần như sụp đổ, ngoài Chi Sơn, cô không thể nghĩ ra ai khác có thể cứu con trai mình, cô khóc lóc và nài người vợ. Cảnh này vừa hay Cao Su nhìn thấy, anh đã đến và giúp bạn gái đứng dậy. Người vợ cảm thấy rối bời và không hiểu tại sao chồng lại thay đổi ý định đột ngột như vậy. Cô không biết rằng, Chi Sơn vừa mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và với tình hình hiện tại, anh không thể cứu được con trai mình. Anh cô đơn lẩn trốn trong khách sạn uống rượu để quên đi những đau khổ trong lòng. Du Giang khóc lóc giải thích tình hình cho mẹ. Mẹ của Chi Sơn đang ở bệnh viện cũng biết được sự việc này. Cuộc sống của cháu bà gần như trên bờ vực nguy hiểm. Bà tức giận vội vã chạy về nhà, muốn có một lời giải thích. Nhưng bà tìm kiếm khắp nơi trong nhà nhưng vẫn không thấy dấu vết của con trai. Ngay khi gặp con dâu, bà liền bắt đầu trách móc vì tưởng là con dâu đang làm trò cản trở. Chi Sơn sợ ly hôn nên mới thay đổi ý định đột ngột. Con dâu bị vu oan liền tức giận nói mình có quyền làm điều đó, sau đó đi lên phòng. Mẹ chồng tức giận mà không thể làm gì, người vợ liên tục gọi điện thoại cho Chi Sơn nhưng không ai nghe máy. Cho đến khuya muộn, Chi Sơn vẫn chưa về nhà, người vợ càng lo lắng hơn. Trong khi đó, Cao Su không thể nào ngừng nhớ về cảnh tượng của người yêu mình khóc lóc. Anh suy nghĩ mãi rồi quyết định đến bệnh viện để thực hiện kiểm tra một cách bí mật. Chi Sơn không về nhà một đêm khiến người vợ cảm thấy lạ và tò mò hỏi lý do, nhưng Chi Sơn chỉ trả lời cho qua khiến người vợ càng hoài nghi. Vậy là, khi chồng đã ngủ say, người vợ lén lút đến xe ô tô để tìm kiếm dấu vết. Cô nhanh chóng phát hiện ra hóa đơn đền bù đồ vỡ tại khách sạn. Ngày hôm sau, cô đi sớm đến quầy lễ tân để xác minh và biết rằng đêm ấy chồng cô ở lại một mình trong khách sạn và phá đồ, sau đó phải trả một khoản bồi thường. Điều này khiến người vợ càng thấy khó hiểu, trong khi bố Du Giang đến nhà và cầu xin Chi Sơn kiểm tra tương thích gan. Đó là huyết mạch và máu thịt của anh không thể để nó chết mà không cứu. Ông thậm chí đã quỳ gối để cầu xin, Chi Sơn lạnh lùng rời đi, không ai biết anh đang chịu đựng gì. Mẹ và em gái nghe lén trong phòng cũng không thể chịu đựng được nữa, muốn tìm con trai để trách cứ. Chi Sơn lúc này đang nôn trong phòng vệ sinh, nghe tiếng mẹ, anh nhanh chóng khóa cửa nhà vệ sinh, không muốn ai biết mình đã mắc bệnh hiểm nghèo. Quay lại bệnh viện, người bố không tiết lộ điều gì đã xảy ra hôm nay cho gia đình,
chỉ yêu cầu con gái ghi danh ngay lập tức, tìm kiếm người hiến tặng phù hợp. Dù có khó khăn đến đâu cũng không thể từ bỏ, đứa bé có số mạng lớn chắc chắn sẽ đánh bại căn bệnh. Lời của người bố đã mang lại sự an ủi lớn lao cho Du Giang. Nếu không có sự ủng hộ từ gia đình, cô có lẽ đã gục ngã từ lâu. Chi Sơn muốn bù đắp cho con gái vì thời gian qua không thể đưa cô bé đi chơi nên quyết định cùng cô bé đi thủy cung. Du Giang biết được chuyện này thì tức giận vô cùng, trong khi con trai đang phải đấu tranh giữa sống chết mà Chi Sơn còn có tâm trạng đi chơi. Nhưng cô vẫn mong Chi Sơn có thể thay đổi ý định nên đã hỏi thăm địa chỉ thủy cung và đến đó với hy vọng mong manh có thể thuyết phục được Chi Sơn. Kết quả cô vừa đến lại được chứng kiến cảnh tượng đau đớn của Chi Sơn. Anh chạy vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn mửa, một lúc sau mới bước ra ngoài. Một nhân viên vệ sinh đuổi theo và đưa cho anh hộp thuốc giảm đau mà anh đã làm rơi. Du Giang thấy hết mọi thứ nhưng Chi Sơn vẫn không nói ra bệnh của mình mà chỉ nói rằng mình bị đầy bụng. Du Giang cũng không để ý nhiều hiện tại, cô chỉ có một yêu cầu với Chi Sơn đó là cứu con trai tội nghiệp. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chuộc lỗi với đứa bé. Chi Sơn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, kéo con gái rời đi một cách kiêu căng. Du Giang thất vọng quay về nhà sắp thêm đồ cho con trai. Cô tò mò về loại thuốc Chi Sơn đang dùng và nghi ngờ liệu anh ta có gì giấu giếm không. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài, cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đứa bé đã có được gan phù hợp. Du Giang không thể kìm được cảm xúc xúc động, rất muốn gặp người hiến tặng tốt bụng đó. Tin tức này nhanh chóng được thông báo cho mẹ của Chi Sơn, cuối cùng cháu trai bà cũng đã được cứu. Chi Sơn đứng ở đằng sau nghe được mọi chuyện cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nhìn thấy anh ta liền nổi điên, ngay cả con trai của mình cũng không cứu, thật là một tên xấu xa. Bà nói sẽ tìm cách tìm ra người hiến tặng và báo đáp lòng tốt bụng của họ, nhưng Chi Sơn lại đưa ra một tờ séc bảo mẹ hãy dùng tiền này để lo liệu việc đó. Người mẹ mở tờ séc ra và giật mình, 1 tỷ đồng. Tại sao con trai lại có nhiều tiền như vậy? Chi Sơn vui mừng vì con trai đã được cứu, đó là một gánh nặng trong lòng anh, hiện tại nó đã được gỡ bỏ. Anh rể của Du Giang cũng nhận được thông báo và hân hoan nhảy múa ở nơi làm việc. Vợ Chi Sơn cũng gửi lời chúc phúc chân thành. Trái tim lương thiện của cô ấy cũng không muốn đứa trẻ gặp vấn đề. Sau đó, anh rể chạy đến văn phòng để chia sẻ niềm vui với Kang Su trong sự hân hoan. Tuy nhiên, Kang Su lại bình thản lạ thường, không ai biết rằng anh chính là người hiến tặng ẩn danh kia. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận rằng vào tuần tới có thể sắp xếp cho cuộc phẫu thuật. May mắn thay, gan của người hiến tặng rất khỏe mạnh, điều này giảm thiểu rủi ro của cuộc phẫu thuật một cách đáng kể. Chi Sơn, người đã được chẩn đoán mắc ung thư cũng lên kế hoạch rời khỏi nhà để đợi chờ cái chết đến với mình. Người vợ cũng lên ý định sắp xếp đồ đạc cùng cô con gái rời khỏi nhà. Trong lúc sắp xếp, cô nhìn thấy những bức ảnh Chi Sơn chụp con gái ở thủy cung. Lúc đầu là những bức ảnh rất đẹp nhưng sau đó nó trở nên méo mó kỳ lạ. Con gái liền nói rằng bụng ba đau quặn và thường muốn nôn mửa. Những lời này khiến cho người vợ nghi ngờ, cô đã thấy chồng mình cảm thấy khó chịu không chỉ một lần. Vào lúc này, Chi Sơn lại chạy vào nhà vệ sinh vì đau đớn, vô tình làm rơi hộp thuốc giảm đau. Một lúc sau, anh ấy ra ngoài mang theo khăn, giả vờ rửa mặt trong nhà vệ sinh. Người vợ vẫn yêu chồng mình vì vậy nhắc nhở anh đi kiểm tra ở bệnh viện. Chi Sơn kiên quyết nói rằng anh ấy không sao cả. Người vợ là người anh không muốn làm phiền nhất, vì vậy ly hôn có lẽ là điều cuối cùng anh ấy có thể làm cho cô. Chi Sơn bắt đầu sắp xếp hành lý và nói với mẹ rằng anh ấy cần ra ngoài giải tỏa trong một thời gian. Trong khi đó, người vợ liên tục nhớ lại những sự kiện gần đây và bất ngờ nhớ đến lời khuyên rằng phẫu thuật cấy ghép phải đảm bảo sức khỏe tốt. Ngay lập tức, cô gọi cho một chuyên gia quen để hỏi về tình trạng sức khỏe suy nhược và thường xuyên nôn mửa. Lời khuyên của bác sĩ làm cho cô hoảng loạn, cô vội vàng trở về nhà và ngay lập tức nhìn thấy hợp đồng ly hôn đã được ký. Cầm theo tờ hợp đồng ly hôn đã ký, người vợ rơi vào tình trạng hoảng loạn và bối rối. Sau đó cô bắt đầu lục lọi mọi thứ để tìm ra nguyên nhân bất thường của chồng. Cô tìm kiếm từ bàn làm việc cho đến nhà vệ sinh, nhưng không có gì khác thường. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí cô, liên tục gọi điện thoại cho Chi Sơn nhưng không ai bắt máy. Người vợ liền hỏi mẹ chồng có biết chồng mình đi đâu không thì được bà cho biết chồng đã đi đâu đó giải tỏa tâm trí. Bà mẹ chồng vẫn đang oán trách Chi Sơn, không chịu cứu cháu trai của mình. Người vợ không giấu giếm mà thú nhận rằng chồng cô đã ký xong tài liệu ly hôn và rời đi. Trước đó, Chi Sơn vẫn cố chấp không muốn buông tay. Sự thay đổi đột ngột này thực sự làm người ta khó hiểu. Mẹ chồng nghe xong lại càng tức giận hơn, yêu nhau thì tại sao lại phải làm tổn thương lẫn nhau. Người vợ đã nói ra suy đoán của mình, cô cảm giác rằng sức khỏe của chồng đã gặp vấn đề. Bây giờ cần phải tìm Chi Sơn và đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra. Du Giang và gia đình đang vui mừng vì cuối cùng đã tìm được người hiến tặng cho con trai. Cô cũng không biết ai đã chi trả số tiền phẫu thuật lớn như vậy. Nghi ngờ là Kang Su nhưng anh liên tục phủ nhận điều đó. Vì để tránh Du Giang phát hiện ra, Kang Su đã tìm đến bố vợ Chi Sơn và nói rằng anh cần phẫu thuật để hiến tặng gan cho con của Du Giang. Vì vậy anh sẽ nói mình đi công tác nước ngoài và nhờ ông ấy nói dối giúp mình. Bố vợ Chi Sơn vô cùng cảm động bởi tinh thần trách nhiệm của Kang Su, ông cũng cảm thấy yên tâm về việc có người kế vị như vậy trong tương lai. Ông sẽ cầu nguyện để phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Trước khi phẫu thuật, Kang Su quyết định đi thăm ông nội đã qua đời. Không ngờ, Chi Sơn, người đã từng đối đầu với ông nội khi còn sống, bây giờ lại đứng ở đó ăn năn. Hai người nhìn nhau, Chi Sơn vội vã muốn đi, nhưng Kang Su lại ngăn anh lại và hỏi anh có muốn chuộc tội không. Chi Sơn liền nói rằng hiện tại anh đang phải chịu trừng phạt từ trời cao. Khi Kang Su ra ngoài liền thấy Chi Sơn đang khổ sở chịu đựng cơn đau. Anh vội vàng tiến đến hỏi thăm nhưng bị Chi Sơn đẩy ra. Kang Su nhận ra Chi Sơn đang dùng thuốc giảm đau, loại thuốc mà cha anh đã dùng khi ốm.
Chi Sơn cố gắng che giấu tình trạng bệnh của mình, vội vã rời đi. Tuy nhiên anh không làm chủ được tay lái chút nữa thì vào đứa bé. May mà Kang Su nhanh nhẹn bế đứa bé ra kịp thời. Đồng thời, người vợ khi rửa mặt vô tình phát hiện ra viên thuốc trắng rơi trên sàn nhà. Cô ngay lập tức nhặt lên và sau đó đến hiệu thuốc thăm. Dược sĩ nhìn cô với vẻ nghiêm túc, hỏi ai uống loại thuốc này và nói đó là thuốc gây tê và giảm đau. Thường là thuốc giảm đau dành cho bệnh nhân ung thư. Người vợ đỏ mắt ngay lập tức và hỏi đi hỏi lại dược sĩ có chắc chắn về điều đó không. Cô quay về nhà với khuôn mặt tái nhợt, cho đến bây giờ vẫn không thể tin được mọi chuyện, nước mắt cô không ngừng rơi. Sau đó, cô gọi điện cho bố mình, khóc lóc nói rằng Chi Sơn dường như mắc bệnh không chữa được và cô không biết phải làm gì. Sau khi ký hợp đồng ly hôn, anh đã biến mất hoàn toàn. Bố vợ Chi Sơn tìm được bác sĩ điều trị chính của anh và xác nhận rằng con rể của ông mắc ung thư túi mật. Kỳ lạ là, anh ta từ chối phẫu thuật và chịu đựng đau đớn. Người vợ biết tin liền đến bệnh viện, hỏi về tình trạng sức khỏe cụ thể và cách điều trị. Lời của bác sĩ làm cô cảm thấy thất vọng hơn. Nếu không chịu điều trị, tối đa chỉ có thể sống được 6 tháng. Người vợ đi ra ngoài với bước chân không vững vàng. Tất cả sự oán hận dường như tan biến. Bây giờ, cô chỉ muốn chồng mình sống khỏe mạnh, nước mắt cô chảy không ngừng. Trong khi đó, Chi Sơn đang câu cá bên bờ biển. Anh tự biết mình đã phạm tội nặng, chỉ muốn yên lặng chờ đợi cái chết mà không muốn làm phiền ai. Nghe thấy tin nhắn lo lắng của vợ, anh không thể diễn tả được sự đau đớn trong lòng. Cho đến khi nghe thấy tin nhắn của mẹ, anh mới biết rằng do vấn đề cá nhân của người hiến tặng, cuộc phẫu thuật của con đã bị trì hoãn. Chi Sơn lo lắng vội gọi điện thoại đến bệnh viện để hỏi về tình hình cụ thể. Sức khỏe của con trai là nguyện vọng cuối cùng của anh. Du Giang lúc này cũng đang lo sợ người hiến tặng sẽ thay đổi ý định đột ngột. Tuy nhiên lời khẳng định của bác sĩ làm cho cô an tâm. Buổi tối, Kang Su mặc đồ bệnh nhân gọi điện thoại cho cô. Anh nói dối rằng mình phải đi công tác ở nước ngoài và sẽ trở về sau một tháng. Anh rất tiếc khi không thể ở bên để đưa em bé đi phẫu thuật. Du Giang tin tưởng điều này là sự thật, không bao giờ nghĩ rằng Kang Su chính là người hiến tặng ẩn danh. Vì anh bị thương do tai nạn cứu bé trai hôm đó nên phải hoãn phẫu thuật 2 tuần. Ngày hôm sau, trợ lý đến bệnh viện gặp Kang Su để giải quyết công việc, ai ngờ lại bị Du Giang bắt gặp. Cô thắc mắc tại sao anh lại ở đây, Kang Su đành mở vết thương để cho cô xem và nói rằng vết thương không nghiêm trọng lắm nên anh không nói. Sau đó anh kéo cô ngồi xuống và nói những lời dối trá để qua mặt cô. Sau đó nói chuyện mình gặp Chi Sơn và nghi ngờ anh ấy bị bệnh nặng. Người vợ đau đớn ngồi ở bàn làm việc của chồng, nước mắt tràn trề. Trái tim cô chưa bao giờ đau đến như vậy. Mặc dù cô căm ghét sự lừa dối và bị lừa dối, nhưng cô không thể cản được tình yêu dành cho anh. Lúc này cô con gái đến và nói muốn ngủ cùng mẹ, vì ba không ở đây cô lo sợ mẹ sẽ cô đơn. Cô bé hỏi mẹ có phải hai người cãi nhau không, hôm qua cô bé còn nghe người cô nói hai người muốn ly hôn. Người vợ cảm thấy sống mũi cay cay gần như lại rơi lệ. Sáng sớm, Chi Sơn ngồi ngoài ăn sáng, bà chủ kể cho anh nghe về quá khứ của bà với chồng, chê trách ông không biết điều khi trẻ và đã mắc phải nhiều lỗi. Chỉ trong những năm gần đây, ông ấy mới thực sự hối hận. Khi nói đến những điều đó, giọng nói của bà chủ có chút nghẹn ngào. Chi Sơn lắng nghe và cảm thấy bản thân mình không có thời gian để chuộc tội. Cùng ngày đó, anh quyết định quay lại Seoul để mua thêm thuốc giảm đau. Trong khi đó, bố vợ thông qua thẻ tín dụng đã tìm ra vị trí của con rể. Người vợ không thể chờ đợi được lập tức đi tìm kiếm chồng mình. Cô mang theo hình ảnh của chồng và hỏi xung quanh những nhà trọ. Cuối cùng, cô tìm thấy chỗ trọ mà chồng đang ở. Bước vào phòng trọ, cô thấy hành lý của chồng nhưng Chi Sơn đã biến mất. Khi đang trong tuyệt vọng, cô nhận được một cuộc gọi của bố. Biết được Chi Sơn đã đặt lịch hẹn tái khám vào 9 giờ sáng hôm nay ở bệnh viện. Cô ấy lo lắng hết sức và quyết định ngay lập tức trở lại Seoul. Chi Sơn đến bệnh viện không phải để điều trị mà chỉ để lấy thêm một số viên giảm đau. Sau khi đăng ký xong, anh liền vào nhà vệ sinh. Ông bố vợ đến bệnh viện và xác nhận tên con rể. Không ngờ rằng Chi Sơn đã phát hiện ra ông, anh trốn sau bức tường và không dám xuất hiện. Chi Sơn thậm chí còn không kịp lấy thuốc đã chạy ra khỏi bệnh viện. Anh đi lướt qua người vợ đang vội vã đến. Khi biết chồng không đến khám đúng giờ, người vợ trở nên suy sụp. Bố mẹ của Du Giang nghe được một số tin đồn và kể lại cho con gái. Du Giang hiểu ra đó là lý do mà Chi Sơn thay đổi ý định đột ngột, từ chối hiến tặng gan cho con trai. Trên đường, Chi Sơn lại bắt đầu cảm thấy đau bất thường, cơ thể anh đau đớn đến không kiểm soát được, vì vậy anh đã nhanh chóng dừng xe bên lề đường và ngất đi. Người vợ ngay lập tức nhận cuộc gọi và vội vã đến phòng cấp cứu. Sau đó, cô đã cam kết với bác sĩ chuyên khoa rằng họ nhất định sẽ thuyết phục bệnh nhân chấp nhận điều trị. Không biết đã bao lâu, Chi Sơn cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết theo đuổi quan điểm của mình, cho rằng chết là lối thoát tốt nhất. Anh ấy cảm thấy mình đã phản bội quá nhiều người, không đủ tư cách sống tiếp. Người vợ lúc này đã gần như van xin trong giọng nước mắt. Con gái, mẹ chồng và em gái anh phải làm sao bây giờ? Còn con trai ruột của anh đang chờ để phẫu thuật. Chi Sơn kìm nén nước mắt, sợ rằng sẽ mềm lòng và nhượng bộ mà đồng ý điều trị. Đúng lúc đó, bố vợ đi tới, ông nhắc nhở anh phải tuân thủ thỏa thuận ước hẹn trong đám cưới và sau này từng bước đền bù. Đó là trách nhiệm, cũng là mệnh lệnh. Cuối cùng, Chi Sơn đã mặc áo bệnh nhân và đồng ý điều trị. Người vợ trở về nhà và thông báo cho mẹ chồng. Ban đầu, bà nghĩ rằng con trai chỉ cảm thấy không thoải mái về cơ thể, không nghĩ rằng anh ấy có thể bị ung thư. Bà mẹ tự trách không ngừng và chạy ngay đến bệnh viện. Ban đầu bà đã hứa không kích động, nhưng khi nhìn thấy con trai, bà không thể kiềm chế được nữa. Cuối cùng, bà cũng hiểu tại sao con trai lại từ chối cứu cháu trai. Bà không biết gì cả, nhưng vẫn trách móc anh suốt thời gian qua.
Chi Sơn nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn vào mắt mẹ. Anh ấy lo lắng cho con trai, mong rằng cậu bé có thể được cứu chữa. Trái tim của bà mẹ đau đớn, nước mắt tuôn trào. Cho đến khi con dâu đi vào, bà mới kìm nén cảm xúc. Ngay lúc đó, con gái gọi điện thoại đến và muốn nói chuyện với bố. Sau khi nghe máy, con gái Chi Sơn không kiểm soát được cảm xúc nữa. Anh bày tỏ rằng muốn nghỉ ngơi và muốn đuổi họ đi. Ngày mai là ngày phẫu thuật, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết không muốn mẹ đến. Bà mẹ không thể làm gì khác ngoài việc nhượng bộ với con trai. Trong khi đó, người vợ rất lo lắng vì sau khi kiểm tra, phát hiện tế bào ung thư đã lan rộng rất nhanh, do đó đề xuất phương hướng điều trị. Người vợ quả quyết cô sẽ cố gắng hết sức để cứu chồng mình. Khi ra ngoài, cô gặp mẹ chồng, nhưng cô không dám nói cho bà biết tình hình thực sự. Hiện tại, cô chỉ có một niềm tin, bất kể phải sử dụng biện pháp nào, cũng phải cứu chồng mình. Mẹ Chi Sơn đến thăm cháu trai cũng đang chờ phẫu thuật và thú nhận rằng con trai đã mắc ung thư nên không thể hiến gan cứu cháu ruột mình. Du Giang không thể ngờ rằng Chi Sơn lại mắc ung thư. Lúc đầu cô còn chửi anh sẽ bị trừng phạt bởi ông trời, hiện tại cô thực sự muốn rút lại những lời nói ác độc đó. Chỉ có Chi Sơn cảm thấy mình xứng đáng bị trừng phạt và thậm chí mất đi sự can đảm để sống tiếp. Sáng hôm sau, anh được đưa vào phòng mổ sớm. Em gái lo lắng đi lại và hỏi chị dâu dự định giấu mẹ chồng đến khi nào. Với tình hình bệnh nhân nghiêm trọng như vậy, sớm muộn gia đình sẽ biết. Bà mẹ ngồi ở nhà lo lắng đến mức không ngồi yên, mong muốn chạy ngay đến bệnh viện, nhưng cũng lo sợ con trai sẽ không vui. Lúc này Chi Sơn đã từ bỏ mọi oán hận đối với chồng mình, cô chỉ có thể cúi đầu và cầu nguyện không ngớt. Cuối cùng cuộc phẫu thuật dài đã kết thúc sớm hơn 2 giờ so với dự đoán của bác sĩ. Tình hình hiện tại không còn cơ hội phẫu thuật nữa, người vợ suy sụp hoàn toàn, bây giờ trí óc cô trở nên hỗn loạn. Cô nhờ em gái tuân theo ý kiến của anh trai, tạm thời không nên nói với mẹ chồng. Bà mẹ ngay lập tức chạy đến bệnh viện, lầm tưởng rằng tế bào ung thư đã được loại bỏ sạch sẽ. Bà khóc hỏi con trai liệu có đau không, mọi lỗi lầm đều do bà gây ra, từ nhỏ đến lớn luôn ép buộc con phải thành công, nhưng quên điều dạy con phải trân trọng sức khỏe của mình. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ khiến bà rất vui. Chi Sơn quay mặt đi, sợ rằng nước mắt sẽ rơi xuống. Anh hiểu rõ tình hình bệnh của mình đã đến mức không thể phẫu thuật được nữa. Người vợ kìm nén nước mắt, khuyên mẹ chồng hãy về nhà trước, vì anh vừa mới phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi kỹ lưỡng. Nhưng mẹ chồng lại vui mừng lặp đi lặp lại, cảm ơn con đã sống sót. Chi Sơn đau đớn tột cùng, không thể đối diện với gia đình. Ngoại trừ mẹ anh, tất cả mọi người đều biết về tình hình thực sự của Chi Sơn. Gia đình dù ang lo lắng không biết phải làm sao, dù sao thì anh ấy vẫn là bố của đứa bé. Sau khi mẹ rời đi, Chi Sơn chịu đau ăn một miếng cơm, nhưng do dạ dày đau nên anh ta lại chạy ra toilet nôn mửa. Nhìn thấy chồng đau đớn, người vợ không biết phải làm gì. Cô luôn túc trực bên cạnh anh không rời khiến Chi Sơn trở nên cầu nhau. Lúc nào anh cũng than vãn, thỉnh thoảng muốn mở cửa sổ vì nóng, thỉnh thoảng lại phàn nàn rằng cái ga giường có mùi. Mặc dù chỉ mới đổi ga ngày hôm qua, người vợ hiểu rõ Chi Sơn đang tìm cớ để đuổi cô đi. Người vợ bất chấp lời nói cay độc của chồng, vẫn sát sao ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng Chi Sơn lại hỏi cô có thấy bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký chưa. Khi thấy vợ vẫn không lay động, anh lại bắt đầu nói những lời khó nghe. Nhưng thực ra trong lòng Chi Sơn đầy lo lắng. Sau thời gian chờ đợi, bác sĩ liền thông báo với gia đình Du Giang cuộc phẫu thuật sẽ được sắp xếp vào ngày kia. Trái tim lo lắng của Du Giang cuối cùng cũng được an tâm khi biết người hiến tặng không thay đổi ý định và chia sẻ tin vui đầu tiên cho Kang Su. Kang Su nói dối rằng sau khi ra viện vào ngày mai, anh sẽ bay ngay sang Mỹ công tác và tiếc nuối không thể ở bên cạnh hai mẹ con họ. Sau đó, anh nắm lấy tay bạn gái, tin rằng đứa bé chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn. Người bạn luật sư cảm thấy Kang Su hơi lạ, đặc biệt là khi Du Giang cần anh ở bên cạnh, anh lại đi Mỹ. Kang Su do dự một lúc rồi quyết định giấu giếm mọi chuyện. Nghe nói cháu trai sẽ phẫu thuật vào ngày mai, bà mẹ Chi Sơn đã đến thăm. Mẹ Chi Sơn mong rằng hai cha con họ sẽ ra viện mạnh mẽ. Mọi người không dám nói gì, sợ rằng bà sẽ biết chuyện bệnh của Chi Sơn đã không thể phẫu thuật được nữa. Khi biết con trai cuối cùng cũng sẽ phẫu thuật, Chi Sơn vui mừng rơi nước mắt. Suốt những ngày qua, anh luôn lo lắng, sợ người hiến tặng sẽ thay đổi ý định. Lúc này, người vợ đang thảo luận với cha về phương án điều trị. Cô cảm thấy rõ ràng rằng chồng cô không có ý định sống nữa. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang công việc của công ty. Người cha giúp Kang Su giấu giếm nên đã nói rằng anh ấy sẽ đi công tác ở Mỹ hôm nay. Lời nói này được Chi Sơn nghe thấy, liền cảm thấy có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi Kang Su nhập viện vì bị thương, thời gian phẫu thuật của con trai bị hoãn. Hiện tại con trai được phẫu thuật thì Kang Su lại đi công tác ở Mỹ. Anh ta không dám tin người đàn ông ghét mình sẽ cắt gan để cứu con trai mình. Kang Su sắp phẫu thuật nên cũng có chút lo lắng trong lòng. Anh liên lạc với người bạn luật sư, nhưng vừa nói chuyện được vài câu liền bị người bạn cúp máy. Kang Su liền tự mình động viên mình, dù An cũng gần như không ngủ suốt đêm túc trực bên con trai. Sáng hôm sau Kang Su được đưa vào phòng mổ, ca mổ của anh ước tính ít nhất phải 12 giờ. Trợ lý ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, ở thời điểm này, tâm trạng của Chi Sơn trong phòng bệnh cũng đầy lo lắng. Anh không kìm được hỏi vợ có chắc rằng Kang Su đã đi công tác ở nước ngoài không. Người vợ cũng nghe bố nói rằng bên Mỹ đang xây dựng một chi nhánh. Chi Sơn một nửa tin tưởng, một nửa hoài nghi. Trên lý thuyết một CEO mới được bổ nhiệm không thể dễ dàng mở rộng kinh doanh. Elkos này anh bạn luật sự gặp cô của Du Giang ở ngã tư. Vài câu nói đã làm anh chợt nhận ra làm sao lại trùng hợp như vậy. Đúng lúc khi đứa bé đi phẫu thuật, Kang Su lại đi công tác ở nước ngoài. Kết hợp với hành động bất thường gần đây của Kang Su, anh bạn luật sư chạy về nhà một cách vội vã, đến phòng của Kang Su và lục tung mọi nơi.
Anh nhanh chóng tìm thấy hộ chiếu của Kang Su, chân tướng chỉ có một. Anh liên lạc ngay với trợ lý, yêu cầu anh ta không nên nói dối vì hộ chiếu đang ở nhà. Rất nhanh cha con luật sư đã vội vã đến bệnh viện, Du Giang cũng đang đợi ở một nơi khác. Tuy nhiên, người cô lại oán trách Kang Su, ngày quan trọng như vậy, không thấy anh ấy ở, thậm chí không gọi một cuộc điện. Du Giang liền nói giúp bạn trai vừa mới đến Mỹ lại còn phải đối mặt với sự chênh lệch múi giờ. Không biết đã qua bao lâu, bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài tuyên bố phẫu thuật rất thành công. Nhưng đứa bé cần được chuyển đến phòng vô khuẩn để quan sát và kiểm tra sau phẫu thuật. Du Giang liền hỏi về tình hình của người hiến tặng. Bác sĩ bảo cô yên tâm mọi thứ đều ổn. Cha con luật sư đến thăm Kang Su ngay lập tức. Ngay khi mở mắt, Kang Su bị họ chỉ trích là tên xấu xa khi dám giấu họ chuyện này. Chi Sơn vẫn gây khó dễ với vợ để mong cô rời đi. Tuy nhiên người vợ dù căm ghét chồng mình nhưng cô không thể buông bỏ. Sau khi bố vợ nhìn thấy điều này, ông quyết định nói chuyện riêng với con rể. Chi Sơn hiểu tình trạng bệnh của mình nên anh quyết định chia tay, thậm chí yêu cầu bố vợ đưa vợ về nhà ông. Mỗi lần nhìn thấy anh lại càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Nghe những lời này, người vợ muốn khóc mà không ra nước mắt. Bố vợ không muốn ép buộc con gái, chỉ hy vọng con rể sẽ lấy lại tinh thần và điều trị tích cực. Nhưng Chi Sơn đã rơi vào tuyệt vọng, không chịu nghe một từ nào. Ngay sau khi cho vợ rời đi, Chi Sơn lại phải đổi sang loại thuốc giảm đau khác để làm dịu cơn đau của anh. Người mẹ thấy điều này rất lạ, phẫu thuật suôn sẻ mà sao con trai vẫn khổ sở như vậy. Hơn nữa con dâu lại không ở bên cạnh chồng khiến bà mẹ càng tức giận hơn. Vừa về nhà bà liền trách móc con dâu để Chi Sơn một mình ở phòng bệnh. Người vợ cảm thấy rất bất công, không thể nhịn được mà tranh cãi với mẹ chồng. Chồng cô không muốn để cho người vợ đã ký đơn ly hôn ở bên lo lắng cho mình, nên cô không biết phải làm sao. Em gái, người biết chuyện, nhanh chóng kéo mẹ vào phòng và van nài bà đừng cãi nhau với chị dâu nữa. Du Giang cũng không căm ghét Chi Sơn nữa, thay vào đó, cô ước mong anh sẽ phục hồi sức khỏe giống như con trai. Sáng sớm hôm sau, cô đến bệnh viện thăm con trai. Lúc này cô vẫn chưa biết là Kang Su đã hiến gan để cứu con trai. Hai người đã vô tình lướt qua nhau ở cửa thang máy. Du Giang đã nghe thấy giọng nói của anh luật sư, nhưng khi cô quay lại thì không thấy ai nữa. Cuối cùng, Kang Su đã được chuyển đến phòng bệnh thường. May mắn là sức khỏe của anh bình thường. Nếu không có sự cố nào thì vào thứ hai tuần sau anh có thể ra viện. Và lúc này, cô Du Giang gọi điện cho anh luật sư và nói rằng có người đã thấy cha con họ ở bệnh viện. Anh luật sư hoảng sợ, liên tục lắc đầu từ chối. Vì cẩn thận, Kang Su yêu cầu hai người không nên đến nữa. Việc cứu con Du Giang anh quyết định sẽ không bao giờ nói ra vì lo sợ gia đình của Du Giang có gánh nặng tâm lý, cũng không muốn gây phiền lòng cho cha của đứa trẻ. Lúc này Chi Sơn đã xuất viện về nhà, cô con gái ôm gấu nhìn cha và nói rằng chỉ cần thổi một chút thì không đau nữa. Nhìn thấy cảnh này người vợ cảm thấy rất không vui, không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này. Chi Sơn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, anh đuổi vợ ra ngoài không muốn cô ở bên cạnh. Người vợ cảm thấy mệt mỏi tinh thần lớn tiếng trách mắng anh, nhưng Chi Sơn lại đề xuất ly hôn, hiện tại anh không cần sự đồng cảm từ bất kỳ ai. Sau ca phẫu thuật đứa bé đã phục hồi rất tốt. Với tình hình này không lâu nữa, đứa bé sẽ xuất viện. Du Giang rất biết ơn người hiến tặng, cô nhờ bác sĩ truyền đạt lời biết ơn đến người đó. Từ ngày con trai phẫu thuật cho đến bây giờ, Kang Su không gọi điện một lần, khiến cô rất buồn. Đúng lúc này Kang Su gọi điện đến, anh mặc áo bệnh nhân nói dối rằng mình đang ở Mỹ và rất bận nên không có thời gian để liên lạc với cô. Du Giang không phát hiện ra điểm nghi ngờ nào, hoàn toàn tin vào lời nói của người yêu. Cuộc sống của Chi Sơn thì không được như mong đợi, anh chỉ muốn trốn đến một nơi khác để chờ đợi cái chết. Em gái đi vào nhìn thấy hình bóng lẻ loi của anh trai thì rất đau lòng. Người mẹ không biết bệnh tình của con trai nên vẫn thường xuyên trách con dâu không nhẫn nại với chồng. Vừa mới phẫu thuật lớn xong nên con người khó tránh khỏi một số cảm giác nhạy cảm. Sự buồn bã của người vợ không có nơi để tâm sự, cô đau lòng vì ngày nào chồng cũng muốn đuổi cô đi. Hôm đó Chi Sơn đến bệnh viện một mình để sử dụng thuốc giảm đau. Nghe tin con trai đã chuyển từ phòng vô khuẩn sang phòng quan sát, anh cũng an lòng. Anh rất muốn nhìn thấy con mình nhưng lại không dám đối diện. Khi rời đi anh vô tình nhìn thấy Kang Su ở xe đối diện. Mặc dù chỉ nhìn lướt qua một cái, nhưng Chi Sơn chắc chắn rằng người đó chính là Kang Su. Rõ ràng, anh ấy đã nói dối, không hề đi công tác ở nước ngoài. Trong lòng đầy nghi ngờ, Chi Sơn đi đến quầy y tá và giả vờ nói chuyện với nhân viên ở đó. Câu trả lời của y tá xác nhận sự suy đoán của anh ta. Điều anh không thể làm được nhưng Kang Su lại có thể. Trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy tự ái và trớ trêu. Sau khi ra viện về nhà, Kang Su lại cảm thấy vô cùng thèm ăn. Nhưng đúng lúc anh vừa ăn được hai miếng cơm, cô của Du Giang đã tự ý ghé thăm, làm anh hoảng sợ và phải lẩn vào phòng ngủ. Cô Du Giang đã lớn tuổi nhưng chưa lập gia đình, luôn muốn ép buộc anh luật sư cưới cô, người cô cảm thấy anh rất chu đáo. Kang Su bất ngờ muốn vào nhà vệ sinh, lúc không ai để ý, anh nhanh chóng lẻn vào phòng vệ sinh. Nhưng tiếng nước đổ quá lớn khiến anh bị lộ. Người cô nhìn thấy Kang Su thi vừa trào vừa đập vào vết thương của anh. Lúc này mọi chuyện không thể giấu giếm được nữa. Người cô vui mừng không kìm được nụ cười trên môi. Khi gặp anh trai thì lại im lặng không nói. Tiếp theo, cô chạy vào phòng của cháu gái, vuốt nhẹ đầu Du Giang, ganh tị đến chít. Anh luật sư thật là đáng thương, vì ký kết hợp đồng bảo mật mà đã hứa kết hôn vào cuối năm. Anh nhìn Kang Su với ánh mắt hung dữ, 2 giờ sáng chồng vẫn chưa về nhà, người vợ lo lắng chỉ biết đi lại trong phòng. Nước mắt lan dài trên khóe mắt, ai có thể ngờ rằng một người mắc bệnh ung thư lại say khướt. Người vợ không thể chịu đựng nổi, Chi Sơn biết rõ trong thời gian hóa trị không được uống rượu nhưng anh đã nghĩ đến cái chít mới uống như vậy. Chi Sơn tỉnh táo ngay lập tức,
nói rằng anh không muốn tồn tại nữa. Vì vậy, anh nài nỉ người vợ đừng làm tổn thương anh nữa, mau gói hành lý rời khỏi căn nhà này đi. Nói xong, anh đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Người vợ đứng chết lặng, sau đó co bật khóc và ngã lăn ra giường, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Sợ chồng tiếp tục tự làm tổn thương bản thân, cô liền bước lảo đảo ra khỏi phòng ngủ. Cơn đau kéo đến khiến Chi Sơn không thể chịu đựng nổi. Ban đầu anh muốn uống thuốc giảm đau nhưng bất ngờ quyết định cuộn tròn cơ thể nằm trên sàn nhà. Anh cảm thấy mình xứng đáng bị trừng phạt và không nên sống trên cõi đời này nữa. Trải qua một đêm vật lộn, người vợ đã đưa ra một quyết định khó khăn. Cô sẽ cùng con gái rời đi, nhưng điều kiện là phải nói với mẹ chồng về tình hình thực sự của Chi Sơn. Phải có người thay thế để chăm sóc anh, cô mới có thể yên tâm buông tay. Chi Sơn liền đối mặt với sự khó khăn. Anh thăm dò mẹ mình, nếu cuộc phẫu thuật của anh thất bại, không sống được bao lâu sẽ như thế nào. Bà mẹ già khuyên con trai đừng nói những lời đáng sợ như vậy. Nếu con cái đi trước, liệu bà có thể sống được không, có thể ngủ được không? Nhìn vào người mẹ già, những lời anh muốn nói đã cứng đờ ở cổ họng. Khi mẹ đi để nấu canh, anh vội lau đi nước mắt. Vào buổi tối, người vợ nhận ra chồng không thể nói ra, vì vậy cô quyết định nói hộ cho anh. Cô không thể tiếp tục giấu giếm mãi được, sau đó cô yêu cầu em vợ đi lấy thuốc trợ tim trước. Người mẹ cảm thấy không ổn, không chịu uống thuốc và yêu cầu con dâu phải nói rõ. Con dâu thú nhận Chi Sơn không thể phẫu thuật. Thông tin này như một cú sốc từ trời xanh. Con dâu giải thích trong nước mắt rằng Chi Sơn đã giấu đi vì lo lắng bà sẽ bị sốc. Bà mẹ tan nát, la lớn rằng điều đó không thể xảy ra và còn muốn đi đến bệnh viện để xác nhận mọi thứ. Sau đó bà đến gặp con trai. Chi Sơn khóc và xin lỗi mẹ. Anh nói rằng những gì vợ anh nói là đúng, anh đã không thể tiến hành phẫu thuật được nữa. Mẹ đau lòng ôm con gào khóc, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là niềm tự hào của bà. Lúc này Chi Sơn lại bị lên cơn đau, anh không muốn mẹ nhìn thấy bản thân mình như vậy, vội vàng quay lưng và ra đi. Bà mẹ chạy ra ngoài nhưng bị con gái cản lại. Buổi tối Chi Sơn đi lấy nước, nghe thấy tiếng khóc của mẹ, anh buồn bã che miệng lại. Trước mặt là cái chết, mọi lời an ủi đều trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Hai vợ chồng đã đạt được thỏa thuận, người vợ cùng con gái rời đi một cách im lặng. Cô bé nghĩ rằng cô sẽ đến trường mẫu giáo như mọi ngày, vui vẻ nói lời tạm biệt với bố. Sau đó, mẹ chồng đã nói rất nhiều lời xin lỗi với con dâu. Bà không biết trước đó cô đã phải chịu đựng nhiều điều như vậy một mình. Bây giờ họ sẽ cùng nhau cố gắng hơn, nhất định phải cứu sống Chi Sơn. Người vợ mắt ướt nhòe, không dám nói nhiều. Tiếp theo, cô yêu cầu chồng tuân thủ thỏa thuận, sau khi ly hôn phải chăm sóc bản thân, không được bỏ cuộc. Chi Sơn gật đầu đồng ý. Buổi chiều, khi mọi người đều không có mặt, cô bắt đầu đóng gói hành lý. Nhìn vào bàn làm việc, cô nhớ lại những khoảnh khắc yêu thương ngày trước. Sau đó cô rời đi khỏi ngôi nhà đã sống được 9 năm. Kang Su cũng từ bố vợ Chi Sơn mà biết được tình hình hiện tại của anh. Nhưng anh không biết rằng Chi Sơn đã biết anh là người đã cứu đứa con trai mà anh không dám công nhận. Vì thế anh ta càng không có ý chí dám sống tiếp. Sau nhiều ngày chia xa, cuối cùng Du Giang cũng gặp được bạn trai. Cô không giấu được niềm vui. Hai người yêu nhau, chỉ cần ngồi cùng nhau, cảm thấy thật hạnh phúc. Khi trở về nhà, Chi Sơn nhận ra rằng vợ đã đi. Nhìn vào căn phòng trống trơn, lòng anh trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mẹ anh khuyên anh nên gặp con trai để anh phục hồi tinh thần. Dù chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhưng đã chiến thắng được căn bệnh, bà tin rằng Chi Sơn cũng có thể làm được. Chi Sơn lưỡng lự không biết làm sao, mối quan hệ huyết thống kỳ diệu luôn khiến anh nhớ đến đứa bé đó. Mẹ anh nhanh chóng nghe được sự thật đau lòng từ lời của bác sĩ, nếu không điều trị ung thư một cách tích cực, anh chỉ còn sống được tối đa 6 tháng. Đối với một người mẹ, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Bà ấy đã nức nở kêu gọi bác sĩ cứu sống con trai của mình. Trong khoảnh khắc này, bà sẵn lòng thử mọi cách. Mẹ và bà cô tốt bụng của Du Giang đã giúp đỡ bà với việc lên kế hoạch và thu thập nhiều phương pháp điều trị ung thư. Mẹ Chi Sơn đã rơi lệ vì sự tốt bụng của hai người. Hôm sau, vợ chồng Chi Sơn đi làm thủ tục ly hôn. Người vợ không biết làm như vậy là đúng hay sai, cô rời đi mà không quay đầu lại. Chi Sơn nhìn theo bóng lưng vợ rời đi mà thần thờ. Ngay lúc đó, anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Bà đã xin phép thăm cháu trai vào chiều nay lúc 5 giờ. Sau khi chắc chắn không có người khác, Chi Sơn cuối cùng cũng đã dũng cảm đến bệnh viện. Khi chuẩn bị bước vào, anh nhìn lên và thấy Kang Su, người đã cứu con trai anh. Du Giang cũng đã đến. Đối mặt với người bệnh sắp chết, Du Giang đã từ bỏ mọi sự oán trách. Nhưng Chi Sơn không có mặt mũi nào để ở lại, liền vội vã rời đi. Du Giang tốt bụng đuổi theo gọi anh và nói rằng nếu muốn thăm đứa bé có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng Chi Sơn không dám dừng lại và rời đi. Chi Sơn cuối cùng đã thú nhận sự thật về việc ly hôn với vợ trước mặt mẹ. Anh thấy mình không xứng đáng để giữ ai bên cạnh và nhường quyền nuôi con gái cho vợ. Mẹ không thể chấp nhận được việc cháu trai ruột của mình và cháu gái được nuôi dưỡng từ nhỏ đã bị tước đi. Bà ngay lập tức gặp con dâu và nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không thể bỏ rơi chồng vào thời điểm này. Người vợ nên hiểu Chi Sơn không muốn để cô ra đi thực sự, mà là vì lương tâm nên anh phải từ bỏ. Nhưng người vợ đẩy tay của mẹ chồng ra và nói rằng vấn đề giữa vợ chồng không phải là một hay hai câu nói có thể giải quyết được. Đồng thời, em gái đưa thuốc đến phát hiện ra Chi Sơn đang sốt cao, đã mất ý thức và được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Người vợ nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ em gái, cô không thể giữ bình tĩnh nữa, lo sợ việc sốt cao gây nhiễm trùng. Bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc cấp cứu. Người vợ nhanh chóng đến nơi, mẹ chồng tỏ ra phẫn nộ, nói những lời khó nghe với cô. Người vợ không đáp lại, chỉ im lặng bước sang một bên đợi chờ. Trong khi đó, Kang Su và anh luật sư đến nhà Du Giang ăn mừng lễ, nhưng ông cụ buồn bực vì thua trò chơi,
Hơn nữa em gái dám nói xấu ông phía sau thì càng tức giận hơn. Du Giang nhanh chóng biết được tình hình của Chi Sơn. Cô liền lo lắng, sau cùng thì người đó cũng là bố của con cô. Cang Su muốn an ủi bạn gái nhưng anh lại nghe thấy cô Chi Sơn say xỉn nói linh tinh trên lầu, khiến anh chạy vội đến ngăn chặn. Thấy bí mật sắp bị lộ, anh liền kéo lê cô ấy vào phòng. Anh luật sư nhờ cô không được quên thỏa thuận bảo mật, nếu không sẽ hủy bỏ thỏa thuận kết hôn cuối năm. Sau một đêm chăm sóc, Chi Sơn cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Khi mẹ chồng ra về, người vợ lén vào thăm. Cô ấy mong chồng nhớ kỹ thỏa thuận của hai người, tích cực điều trị, nhất định phải sống tốt. Chi Sơn nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, chỉ khi người vợ rời khỏi, anh mới lộ ra biểu cảm không muốn chia ra. Không muốn ở bệnh viện thêm một giây nào, nên Chi Sơn kiên quyết muốn xuất viện. Con trai Du Giang đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Cang Su người không biết hát, lần đầu tiên hát bài hát thiếu nhi để dỗ đứa bé. Du Giang đứng sau lén nghe, có chút buồn cười nhưng lại cảm động tình yêu siêu cấp của Cang Su. Sau đó cô nghe nói người hiến tặng đến bệnh viện kiểm tra lại liền muốn đến cảm ơn. Nghe tiếng của Du Giang, Cang Su hoảng sợ không biết phải làm sao, vừa gọi bác sĩ vừa kéo rèm lên. Cang Su nhìn qua khe cửa, xác nhận xem Du Giang đã rời đi chưa rồi mới dám ra ngoài. Hôm nay là ngày dự kiến tháo băng, ca phẫu thuật cấy gan cho bé rất thành công, dự kiến trong tuần tới có thể xuất viện. Cả nhà hạnh phúc vô cùng, Chi Sơn nhớ đến lời của người vợ, anh lần đầu tiên đọc sách chống ung thư. Để giúp con trai phấn chấn, mẹ đưa con gái từ trường mẫu giáo về. Sau ly hôn, anh thật sự rất nhớ con gái, người vợ cũng đồng ý để con ở đó một đêm. Cô bé không biết cha mẹ đã ly hôn, bảo mẹ mau về nhà. Cô con gái đến khiến cả nhà tràn ngập tiếng cười, đặc biệt là nụ cười hiếm hoi của Chi Sơn. Buổi tối, nhìn con gái ngủ say, anh không kìm được lại nhớ đến đứa con ruột của mình. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định đến bệnh viện để thăm con trai, anh dũng cảm gọi điện cho Du Giang. Du Giang không còn oán trách anh và tạo điều kiện cho cha con họ có thời gian riêng. Đứa con bé nhỏ ọ ẹ dường như có phản ứng như thể có cảm xúc. Chi Sơn không dám tưởng tượng đứa bé sơ sinh dễ thương như vậy đã phải trải qua nhiều gian khổ. Đối diện với đứa con trai trước đây anh từ chối công nhận, nước mắt Chi Sơn không ngừng rơi. Không nhịn được, anh vuốt nhẹ vào khuôn mặt con, anh ngưỡng mộ tinh thần kiên cường của sinh linh nhỏ bé và trái tim tuyệt vọng của anh lại được khích lệ. Cho đến khi nghe tiếng mở cửa, anh vội vã lau đi nước mắt. Chi Sơn nghĩ rằng Du Giang biết là Cang Su đã cứu con trai, vì vậy anh nói rằng anh nên quỳ xuống cảm ơn người đó. Du Giang nghe xong không hiểu gì, liền hỏi lại anh một lần nữa. Khi biết sự thật, Du Giang cảm thấy không thể tin được. Cô nghiêm túc khi xác nhận điều này một lần nữa khiến Chi Sơn cũng rất ngạc nhiên. Người đàn ông này còn hào phóng hơn cả những gì anh tưởng tượng. Nhớ lại những hành động không bình thường của Cang Su trong quá trình phẫu thuật khiến Du Giang như vừa tỉnh sau giấc mơ. Cô liền gọi cho trung tâm cấy gan, sau khi nhận được câu trả lời không chắc chắn từ nhân viên, cô nhanh chóng xác nhận được sự thật. Lòng biết ơn này khiến cô không biết phải làm sao để đền đáp. Du Giang đi đến công ty của Cang Su, sau khi trò chuyện, ngoài việc khóc, Du Giang không thốt nên lời. Anh rể vừa hay đến phòng Cang Su liền đứng ngoài nghe lén. Sau đó anh xác nhận lại mọi chuyện với trợ lý. Trợ lý nhấn mạnh rằng đó là bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay khi quay lưng, anh rể liền gọi điện cho vợ để báo tin. Mẹ Du Giang cũng biết được Cang Su đã hiến gan để cứu cháu trai. Bà ấy rơi nước mắt vì xúc động và hai người đã thỏa thuận giữ bí mật. Trở lại bệnh viện, Du Giang nhìn chăm chú vào đứa bé và nói những lời trong lòng với đứa bé. Làm sao cô có thể may mắn đến như vậy gặp được người đàn ông sẵn sàng hy sinh cho hai mẹ con cô. Người cô uống rượu với anh luật sư và say xỉn về nhà. Sau khi về nhà, cô hào hứng quên mất hợp đồng bảo mật và nói ra người hiến tặng là Cang Su. Bố Du Giang nghe rõ như in và khi hỏi thăm, con rể hiểu biết tiết lộ sự thật. Cang Su nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ bố của Du Giang. Hai người gặp nhau trong văn phòng, ông không biết phải bày tỏ lòng biết ơn như thế nào. Anh đã hy sinh nhiều cho gia đình ông trong thời gian qua, đồng thời ông cảm thấy có lỗi với cha mẹ đã qua đời của anh. Sau đó, ông nắm lấy tay của Cang Su và nói, tôi coi cậu là một ân nhân. Đó chính là lý do mà Cang Su cố gắng giấu đi và hy vọng ông coi mình như con rể. Con rể chính là con trai, việc cứu gia đình là điều tự nhiên. Bố Du Giang rất cảm động và thấy may mắn vì con gái nhỏ đã gặp người tốt. Mẹ cũng cảm thấy Du Giang có phúc và hỏi cô biết tin này từ đâu. Khi biết rằng đó là Chi Sơn đã nói ra, người mẹ cảm thấy rất sốc. Sau khi gặp con, đức tin sống sót trong tâm trí của Chi Sơn lại được khơi dậy. Anh đi trên phố, cảm nhận sâu sắc cuộc sống thường ngày. Đáng tiếc, chỉ sau hai miếng thức ăn cơn đau lại quay trở lại khiến anh không chịu nổi. Chỉ khi bị bệnh, người ta mới hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Để làm cho con trai vui vẻ, bà mẹ không báo trước mà đưa cháu gái về nhà. Chi Sơn cảm thấy điều này không hợp lý, anh lo sợ vợ cũ sẽ không thoải mái. Vì vậy anh cứng rắn muốn đưa con gái đi. Cô bé không hiểu ý nghĩa của việc ly hôn, chỉ muốn ở cùng bố mẹ. Nhưng Chi Sơn nhất quyết rời bỏ tay con gái mà đi, không quay đầu lại. Ở khoảnh khắc này, trái tim anh sắp tan vỡ. Nếu có thể sống lại, anh sẽ không bao giờ phản bội gia đình lần nữa. Hôm sau, người vợ nhận được điện thoại từ trường mẫu giáo. Cô ấy vội vã đi đến và thấy con gái đang khóc không ngớt. Giáo viên cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, không biết gì cả. Vậy là cô mang con gái đến cửa hàng đồ ngọt yêu thích nhất của cô. Sau khi kiên nhẫn hỏi chuyện, cô bé cuối cùng đã thổ lộ tâm tư. Hôm nay từ những đứa bạn nhỏ, cô bé nghe nói rằng nếu ba mẹ không còn yêu nhau nữa thì sẽ ly hôn và sống riêng. Cô, người yêu thương chồng mình sâu sắc, rất muốn có một lời giải thích hợp lý với con gái. Nhưng lại nghe con gái nói rằng bố mắc bệnh rồi, nếu bố ốm thì mẹ phải giúp đỡ mà.
gia đình của Du Giang quyết định tổ chức một buổi lễ cảm ơn Kang Su. Thật đáng tiếc, tình hình của Chi Sơn không có bất kỳ cải thiện nào. Anh bò ra khỏi phòng tắm, muốn uống thuốc nhưng vô tình làm rơi ra sàn nhà. Khi anh đang đau đớn, mẹ anh đi vào, bà nhanh chóng nhặt lấy viên thuốc giảm đau rơi trên sàn và cho con trai uống. Anh ôm mẹ và nói, rất đau, quá đau mẹ ạ, con chắc chắn rằng đứa con của con cũng đau lắm. Không biết đã bao lâu, Chi Sơn cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi. Trái tim của người mẹ đau nhói và tự trách bản thân đã phạm quá nhiều tội lỗi, làm cho con trai bị bệnh. Chi Sơn thức dậy vào buổi sáng hôm sau liền thấy mẹ anh đang ngủ trên sàn, anh vô cùng buồn. Ở độ tuổi này của bà, người ta an nhàn thưởng thức cuộc sống, nhưng bà thì lại phải lo lắng và mệt mỏi mỗi ngày vì bệnh của anh. Nhìn thấy con trai tỉnh dậy, người mẹ lại vội xuống tầng dưới để ép nước rau. Bà biết Chi Sơn nhớ con trai, vì thế muốn thảo luận với bà ngoại và Du Giang để đón đứa bé về ở một đêm. Chi Sơn chỉ bảo mẹ tự quyết định, nhưng khi quay đi, anh lén xem hình ảnh của con trai, đồng thời cũng nhớ về người vợ cũ và cô con gái nuôi. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô con gái thường xuyên bị giật mình trong ác mộng, mơ thấy bố biến mất, thậm chí còn đái dầm ra giường. Từ khi chuyển đến nhà ông ngoại, hiếm khi thấy cô bé cười. Người vợ biết điều đó nên cô quyết định đưa con đi ở nhà chồng một vài ngày. Hai người đứng trước cửa nói chuyện, không ngờ mẹ anh cũng đã đón cháu trai đến. Tâm trạng của người vợ rất phức tạp, Chi Sơn không dám nhìn vào mắt cô. Người vợ nói rằng gia đình Du Giang thật rộng lượng, tất cả họ đều mong anh sẽ cảm thấy vui vẻ và mau khỏe. Chi Sơn đứng im một chỗ nhìn theo bước đi của cô. Trở về nhà, người mẹ cảm thán rằng đứa bé giống hệt anh khi còn nhỏ, cuộc sống tiếp tục thật kỳ diệu. Trong mắt Chi Sơn lúc này toàn bộ là con trai, khi mẹ bận rộn với việc chuẩn bị sữa, Chi Sơn liền bế đứa bé lên. Đây là lần thứ hai anh ôm đứa bé trong vòng tay. Anh nhớ lại cảnh bắt ép Du Giang phải bỏ cái thai, lúc này anh vô cùng hối hận và cảm thấy mình lúc trước tàn nhẫn vô tình. Suốt thời gian đó, Chi Sơn chỉ biết tìm kiếm thành công mà không để ý đến tình cảm. Nhìn thấy Chi Sơn đứng ngẩn ngơ, mẹ nghĩ rằng anh muốn tự mình cho bé ăn, nhưng anh lại cảm thấy mình không xứng đáng, vội vàng rời đi. Sau một ngày xa con, Du Giang nhớ con trai đến đau lòng, ngay khi về nhà cô đã ôm chặt lấy con. Việc không hối tiếc nhất trong cuộc đời này của cô chính là sinh con, một sinh linh nhỏ bé đã mang lại cho cô sức mạnh vô tận. Sự nghiệp của Du Giang ngày một phát triển, vào cuối tuần cô lại được mời tham dự chương trình truyền hình. Cả nhà đều tiễn cô đi làm và cổ vũ Du Giang cố lên. Cô con gái đến thăm bố vô tình chứng kiến cảnh Chi Sơn đau đớn khiến cô bé hoảng sợ. Cô bé khóc lóc không ngớt, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Mặc dù có bà và cô ở trong nhà, nhưng cô bé vẫn hy vọng mẹ ở bên cạnh. Người vợ chỉ có thể đến đón con, nhưng cô bé lại cầu xin mẹ đừng đi, bố cần chúng ta. Nhưng người mẹ có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra, vì vậy cô rời đi một mình. Cô bé không dám rời bỏ bố vì lo lắng. Buổi tối, hai bố con cùng xem phim và nói chuyện với nhau. Cô bé mong rằng bố nhanh khỏe lại để cả gia đình sẽ đi leo núi ở bờ biển. Chi Sơn không còn kiềm chế được nữa, anh lao vào phòng tắm rửa mặt, sợ rằng mình sẽ không thể thực hiện được ước mơ của con gái. Ban đầu, anh nghĩ rằng việc điều trị tích cực sẽ kéo dài thêm thời gian sống, nhưng biết bệnh tình vẫn tiến triển xấu đi. Hiện tại, bác sĩ cũng không biết phải làm gì với tình hình của anh. Hy vọng rằng anh sẽ thảo luận với gia đình về việc tiếp tục điều trị. Chi Sơn không mấy lạc quan và ân hận về mọi chuyện. Anh bước vào một nhà thờ để thành tâm sám hối. Tội lỗi của bản thân anh sẽ gánh chịu, chỉ là gia đình yêu thương anh thì phải làm sao để không phải chịu nỗi đau này cùng anh. Bác sĩ điều trị không biết người vợ đã ly hôn với chồng. Anh ta thông báo tình hình này cho cô ấy. Ban đầu, việc đồng ý ly hôn chỉ là làm theo ý chồng cô. Cô hy vọng anh sẽ chủ động trong việc điều trị. Nhưng hiện tại mọi chuyện trở nên xấu hơn, cô không biết phải làm gì. Người vợ khóc và hỏi bố mình bây giờ cô phải làm gì. Bố cô khuyên cô hãy giả vờ không biết, ý chí sống của bệnh nhân rất quan trọng, đừng bao giờ từ bỏ cho đến phút cuối cùng. Người vợ tuân theo lời khuyên đó, cô không dám thể hiện trước chồng, dùng việc tâm trạng của con gái không tốt làm lý do để đề xuất cùng nhau đi nghỉ. Chi Sơn nhớ đến mong muốn của con gái và quyết định cả nhà đến bãi biển trước. Sau đó, họ đến một hòn đảo, hạnh phúc thật đơn giản, cả nhà bên nhau cười đùa vui vẻ. Đặc biệt là Chi Sơn, anh ước gì có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Sau đó, anh hỏi con gái khi lớn lên muốn làm gì. Cô bé nói muốn trở nên xinh đẹp và tốt bụng như mẹ và muốn kết hôn với một người như bố. Chi Sơn cảm thấy xấu hổ và tự trách mình. Anh không biết mình là một người đàn ông tốt đẹp như thế nào. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ 2 ngày một đêm, Chi Sơn trở về nhà để nghỉ ngơi. Mẹ đứng bên giường an ủi, có con ở bên cạnh mẹ rất biết ơn. Chi Sơn nhắm chặt mắt lại, cố gắng không để rơi nước mắt. Mẹ chưa từng trách mắng anh, thậm chí còn hy vọng anh sẽ chiến thắng bệnh tật như con trai mình. Chi Sơn thỉnh thoảng lại nhìn vào ảnh của con trai, rất biết ơn Kang Su đã hiến gan để cứu con trai mình. Cuối cùng, anh gọi điện cho Kang Su nhưng vẫn không có can đảm để nói lời cảm ơn nó. Tuy nhiên Kang Su hiểu tại sao Chi Sơn gọi điện mà không dám nói. Trong khi đó, tại nhà của gia đình Du Giang lại xảy ra chuyện thú vị. Vì bà cô uống say và qua đêm ở ngoài khiến bố Du Giang rất tức giận. Ông gọi anh luật sư đến nhà để điều tra vụ việc. Không ngờ rằng, anh luật sư lại cầu hôn ngay tại đó. Ngày cưới do chiếc váy quá dài nên đã mắc kẹt vào cửa ô tô và rách một mảng lớn. Bạn bè gợi ý cô, hãy cắt chỗ rách đi biến nó thành một chiếc váy cưới ngắn. Bố Du Giang đứng ở cửa chào đón khách mời với khuôn mặt tươi cười. Nhưng trong lòng ông ấy lại tức giận, thật là xấu hổ, ai lại mặc váy cưới hỏng giữa lễ đường. Cô dâu nắm tay anh trai và lần đầu tiên nói lời cảm ơn anh trai mình. Cô cũng đảm bảo, sau khi kết hôn sẽ không gây rối nữa.
Bố Du Giang cảm động không nói nên lời, nhưng chưa được 10 phút người cô lại gây chuyện. Vì để mặc váy cưới đẹp nên người cô đã nhịn ăn mấy ngày hoa. Khi bước lên lễ đường do đói quá mà người cô đã ngất xỉu. Chỉ khi ăn no cô mới hồi phục lại được. Một buổi lễ cưới thật là kinh ngạc. Toàn bộ nghi thức được bỏ qua, nhưng may mắn thay, Du Giang đã bắt được bó hoa cưới. Trước khi đi tuần trăng mật, cô dâu nắm tay chị dâu và cảm ơn chị đã kiên nhẫn như mẹ mình. Sau đó, anh rể do ảnh hưởng của rượu đặt câu hỏi cho Kang Su, muốn biết anh đang nghĩ gì và lúc nào sẽ cưới cô em vợ. Dường như Kang Su chưa có kế hoạch trong vấn đề này khiến Du Giang cảm thấy có một chút thất vọng. Anh rể nói rằng trong vòng 6 tháng sau khi nhận hoa, phải kết hôn, nếu không người nhận hoa sẽ bị đen đủi. Ba mẹ Du Giang đếm tiền mừng cưới trong phòng. Mẹ Chi Sơn đã cho 5 triệu đồng trong phong bao khiến hai ông bà bất ngờ và gọi điện cho bà ấy. Mẹ của Chi Sơn nói họ không nên thấy gánh nặng và mong muốn hai gia đình sau này sẽ sống gần gũi như người thân. Chi Sơn ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, quyết định đi vào một viện chăm sóc sức khỏe ở nông thôn. Trước khi ra đi, anh đến gặp người đã cứu mạng con trai. Anh rất ngưỡng mộ sự hào phóng của Kang Su, anh sẵn lòng hạ thấp bản thân và hòa nhập với công nhân. Ngàn lời biết ơn biến thành một câu cảm ơn. Sau đó, anh tìm gặp Du Giang và thú nhận rằng trong thời gian ở Jeju, anh không bao giờ nghĩ đến việc chơi đùa với cảm xúc của cô. Mặc dù biết không được, nhưng anh đã làm điều tổn thương hai người phụ nữ. Chi Sơn biết ơn Du Giang khi cô quyết định sinh ra đứa bé. Du Giang, người tốt bụng, đã từ lâu đã tha thứ cho anh. Cô mong anh hãy chữa bệnh cẩn thận, đừng lo lắng về đứa con. Người vợ đã đến nhà ga để tiễn biệt chồng, cả hai cười chào nhau mặc dù không biết liệu sẽ gặp lại hay không. Khi sắp phải chia xa, người vợ nhận cuộc điện thoại từ bệnh viện. Vì kinh nguyệt trễ, cô đã đi kiểm tra ngày hôm qua. Nghe tin từ bác sĩ, cô không thể tin nổi, cô không dám nói với Chi Sơn, sợ rằng lại là một sự nhầm lẫn. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói một câu chào tạm biệt. Chi Sơn mơ hồ nhận ra dấu hiệu lạ lùng của vợ, nhưng vốn anh từng không tin vào phép màu trong cuộc sống. Sau khi đưa chồng rời đi, người vợ đã vội vàng đến phòng sản phụ khoa và mô tả tình trạng của mình cho bác sĩ. Kết hôn 9 năm mà vẫn không thụ thai, cô đã thử nghiệm ống nghiệm không biết bao nhiêu lần. Bác sĩ kiểm tra một lần nữa và khẳng định cô đã mang thai rồi và thai nhi rất khỏe mạnh. Người vợ cảm thấy như đang mơ, lặp đi lặp lại xác nhận với bác sĩ. Khi ra khỏi phòng khám, cô vẫn cảm thấy mọi thứ không thể tin được. Cô liên lạc với người Chi Sơn nhưng lại không thể nói ra niềm vui này với anh. Sau đó, cô một mình vào nhà vệ sinh, lật qua cuốn sổ hướng dẫn sản phụ, nhìn vào sinh mạng quý báu, không thể kiềm chế được và khóc lớn. Chị gái Du Giang đến bệnh viện để kiểm tra thai, nghe thấy tiếng khóc của người vợ. Khi cô đang tò mò thì người vợ bước ra ngoài, mắt đỏ hoe. Chỉ khi chồng nhắc nhở, cô mới biết đó là ai. Về nhà, người vợ kể cho bố về việc mình mang thai. Ông bật khóc vì phấn khích, đây thực sự là một phép màu. Không ngờ được rằng, trong đời này, ông còn có thể nhìn thấy con của con gái mình. Người vợ muốn nói trực tiếp với Chi Sơn, cô mong rằng đứa trẻ quý báu này có thể truyền cảm hứng cho anh để chiến thắng căn bệnh. Việc cô khóc trong nhà vệ sinh nhanh chóng lan truyền đến tai mẹ chồng. Tại sao một người phụ nữ bình thường lại đi đến bệnh viện sản phụ? Bà mẹ chồng lo sợ con dâu sẽ suy nghĩ không tốt hoặc mắc phải bệnh gì. Lúc này, người vợ đã đến nơi nghỉ dưỡng ở ngoại ô của chồng. Chi Sơn không dám tin vào tai mình. Hai vợ chồng đã chờ đợi đứa trẻ này trong 9 năm, anh không có lý do gì để từ bỏ hy vọng. Tất cả lời cảm ơn đều trở thành cái ôm, thực sự như trong giấc mơ. Chi Sơn hiện tại đã nhận ra lỗi lầm của mình. Người trước đây như một kẻ ngốc chỉ biết tranh giành quyền lực. Chỉ khi bị bệnh, anh mới hiểu rằng hạnh phúc bình dị là quý giá nhất. Hai vợ chồng lại ôm nhau một lần nữa, giọt nước mắt của Chi Sơn rơi từ góc mắt. Trong khi đó, Du Giang đã quyết định ép buộc bạn trai cầu hôn. Dù sao người cô đã lấy chồng, chị gái thì mang thai đôi. Nói cô không cần vội vàng chỉ là giả dối. Khi mở chiếc bánh kem, Kang Su nhận ra ý của Du Giang ngay lập tức. Vì vậy anh ta đùa giỡn với cô, làm sao có thể dùng thức ăn để cầu hôn, quá phổ biến rồi. Anh biết việc lần trước Du Danh đã bị lừa một lần vì không đi đăng ký kết hôn. Vì vậy anh quyết định đăng ký kết hôn trước rồi mới tổ chức lễ cưới. Sau đó, anh dẫn Du Giang đến nơi làm việc của bố cô, mong muốn có sự chấp thuận ông. Bố Du Giang mặt mày trở nên trầm trọng, quay người bước vào văn phòng, lấy ra tờ đơn đăng ký kết hôn đã chuẩn bị từ trước. Chỉ có một kẻ ngốc mới từ chối một con rể tốt như vậy. Cặp đôi yêu nhau cuối cùng cũng thành vợ chồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, Du Giang hạnh phúc đến mức bật khóc. Mẹ Chi Sơn không kìm được lòng liên lạc với con dâu, muốn biết điều gì đã xảy ra với cô. Người vợ liền đến nhà, tuyên bố tin vui về chuyện mình đã mang thai trước mặt mẹ chồng. Mẹ chồng rơi nước mắt vui mừng, cũng là một phụ nữ nên bà hiểu rằng trước đó mình đã ép buộc con dâu quá nhiều. Gần đây, bà cũng đã thú tội hàng ngày trong nhà thờ, đây thực sự là một phép màu. Vì vậy, bà nắm lấy tay con dâu, cảm ơn cô đã cứu con trai của mình. Dưới tình trạng được điều trị, tình trạng bệnh tình của Chi Sơn đã bất ngờ được kiểm soát hiệu quả. Anh ta đã không phải dùng thuốc giảm đau suốt một tuần. Nguyên nhân là anh đã giải tỏa được tâm trí trong lòng nên bệnh tình cũng không bị ảnh hưởng nhiều nữa. Không lâu sau đó, tập đoàn tổ chức một cuộc đua marathon, rất bất ngờ khi Chi Sơn cũng tham gia. Người mẹ luôn ở bên cạnh anh, khích lệ con trai kiên nhẫn đến cuối cùng. Trong khi đang chạy, Kang Su bất ngờ thay đổi hướng, đến bên cạnh Chi Sơn thay cho người mẹ để cùng anh tiếp tục con đường còn lại. Họ cùng nhau xuất hiện trước mắt mọi người vui mừng hò reo. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!